Của gia tộc hoàng gia giàu nhất hành tinh, nhắc đến cuộc sống vương giả tột bậc và khối tài sản kếch xù là phải nhắc tới hoàng gia Saudi Arabia, nằm ở vị trí số 1 trong top những hoàng gia giàu nhất thế giới. Khối tài sản khổng lồ lên tới 1.700 tỷ đô đã đủ khiến phần còn lại của thế giới choáng váng. Quả thật, nếu đem so sánh độ vương giả của hoàng gia Saudi Arabia với hoàng gia Qatar, thì con số khổng lồ 335 tỷ đô của gia tộc Thani lại trở nên khiêm tốn và nhỏ bé hơn hẳn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải mã độ giàu có của Vương quốc Ả Rập Xê Út, quốc gia tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại World Cup 2022, và cuộc sống vương giả của gia tộc hoàng gia giàu có nhất hành tinh, hoàng gia Ả Rập Xê Út. Saudi Arabia có tên gọi chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út. Trong tiếng Ả Rập có nghĩa là Vương quốc Ả Rập thuộc về nhà Saud. Đúng như tên gọi, đây là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. Đứng đầu là nhà vua, bên cạnh đó còn có khoảng 7.000 hoàng thân khác nhau. Đương nhiên là một quốc gia quân chủ chuyên chế như vậy thì tất cả các vị trí lãnh đạo trọng yếu đều sẽ là các hoàng thân quốc thích. Vương quốc Saudi Arabia chính thức được thành lập vào năm 1932 và trải qua gần 9 thập kỷ trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Về mặt địa lý, quốc gia này chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập, có diện tích đất liền vào khoảng 2,15 triệu km2, là quốc gia rộng lớn thứ 5 tại châu Á và rộng lớn thứ 2 trong thế giới Ả Rập. Quốc gia vùng Trung Đông này có 35,34 triệu người, chỉ bằng 1/3 dân số nước ta. Tuy nhiên đây lại là nền kinh tế lớn nhất ở Trung Đông và lớn thứ 19 trên thế giới. Saudi Arabia giàu có nhờ trữ lượng dầu mỏ và khí ga tự nhiên dồi dào. Tuy là vùng đất khắc nghiệt về thời tiết, song đất nước này lại được trời phú cho nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng dồi dào, trị giá hơn 34.000 tỷ đô. Chiếm gần 20% tổng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu, tức là cứ 5 thùng dầu mỏ được múc lên thì một thùng trong đó thuộc về Ả Rập Xê Út. Ngoài dầu mỏ và khí đốt, quốc gia này còn có ngành khai thác vàng và các ngành khai khoáng khác. Cũng tương tự Qatar, Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào công nhân ngoại quốc. Khoảng 80% người lao động trong khu vực tư nhân không phải là công dân Ả Rập Xê Út. Chưa hết, được ví von là một trong những quốc gia hào phóng nhất thế giới. Họ viện trợ hơn 4 tỷ đô mỗi năm cho các nước đang phát triển và những nước bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Cho tới thời điểm hiện tại, Ả Rập Xê Út là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khoảng 10% GDP của quốc gia này được dành cho quân sự. Nói đến các quốc gia giàu có thì phải nói về tham vọng của họ. Tham vọng lớn nhất của Ả Rập Xê Út là xây dựng một tòa nhà chọc trời. Tại thành phố Jeddah, thủ phủ thương nghiệp, có cảng biển lớn nhất Biển Đỏ đang sở hữu một công trình cao nhất thế kỷ mọc lên từ sa mạc. Kingdom Tower, tòa tháp cao nhất thế giới đang được hoàn thiện và dự tính chiều cao khi hoàn thành là trên 1 km. Nó sẽ xoán ngôi kỷ lục tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay, Burj Khalifa tại Dubai. Trước đó, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020. Song việc xây dựng đã tạm dừng do vấn đề đại dịch, lao động và những vấn đề chính trị xảy ra ở Saudi Arabia. Hai trong số những nhà tài trợ lớn nhất của dự án đã bị cuốn vào những cuộc thanh lọc chống tham nhũng của vương quốc. Hoàng gia Saudi Arabia, House of Saud. Đây là hoàng tộc giàu có nhất từng được biết đến với khoảng 15.000 thành viên, sống trong các cung điện xa hoa. Nhắc đến định nghĩa của sự giàu có, thường chúng ta sẽ nghĩ đến Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Cho đến thời điểm hiện tại, ông ấy sở hữu giá trị tài sản ròng 181,3 tỷ đô. Thế nhưng bạn sẽ phải nhân con số đó lên khoảng hơn 9 lần thì mới ra được tổng sở hữu khối tài sản khổng lồ của hoàng tộc Saudi, cụ thể là 1.700 tỷ đô. Gia đình Al Saud đã tồn tại được khoảng 300 năm. Di sản của họ còn lâu đời hơn cả quốc gia Ả Rập Xê Út. Nhà nước Saudi đầu tiên được thành lập bởi đại tộc trưởng nhà Saud Mohammed bin Saud vào năm 1727. Phải đến năm 1932, gần 200 năm sau đó, tên đất nước mới được đặt chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út. Chúng ta có thể nói rằng, lịch sử của tộc Saud là lịch sử của Vương quốc Saudi. Người Ả Rập truyền thống phần lớn là dân du mục, nền kinh tế lúc đó dựa trên doanh thu từ du lịch, chủ yếu là từ các cuộc hành hương của những người theo đạo Hồi đến thánh địa Mecca. Sau đó, năm 1938, bằng một cách vô tình, họ tìm ra nguồn dầu mỏ khổng lồ thuộc top lớn nhất thế giới, dưới thời vua Abdulaziz bin Saud. Khám phá này đã thay đổi vĩnh viễn về cả địa lý chính trị con người tại Ả Rập Xê Út và đem tới số tiền khổng lồ quá sức tưởng tượng cho tộc Saud. Cũng kể từ giây phút đó, tộc Saud đã nghiễm nhiên bước chân vào giới thượng lưu và hưởng những đặc quyền chẳng khác gì các tỷ phú lừng danh thế giới. Sự giàu có của họ bắt nguồn từ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ,
cho nên trụ cột vững chắc cho khối tài sản kếch xù của hoàng tộc Saudi cũng chính là công ty dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco, một trong những công ty có giá trị và lợi nhuận cao nhất thế giới. Công ty này hiện được định giá khoảng 2.000 tỷ đô. Gia đình Saudi Arabia sở hữu 98,2% trong số đó. Tương tự như các gia đình hoàng gia nổi tiếng khác, các thành viên trong hoàng gia Ả Rập Xê Út nổi tiếng với khối tài sản cá nhân của họ. Các thành viên thuộc House of Saud có một cuộc sống đáng ghen tị với những khoản chi tiêu khủng, cùng những chiếc máy bay trực thăng hàng đầu, những căn biệt thự nguy nga được trang trí nội thất bằng vàng. Nếu không phải vàng thì sẽ không rơi vào tầm quan tâm của họ. Vua Salman. Vị vua hiện tại của hoàng gia Saudi là quốc vương Salman, tên đầy đủ là Salman bin Abdulaziz Al Saud, lên ngôi từ năm 2015, kế vị anh trai quá cố Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Với khối tài sản cá nhân trị giá 18 tỷ đô, ông nghiễm nhiên trở thành người giàu nhất gia tộc, cũng là thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới. Với khối tài sản kếch xù gần trăm năm trong gia đình, chỉ cần là thứ gì mua được bằng tiền thì ông có thể sở hữu và hưởng thụ, bởi đơn giản vua Salman chẳng có gì ngoài tiền. Những chuyến công du và nghỉ dưỡng siêu đắt đỏ. Thế giới ấn tượng nhất về vua Salman là từ những chuyến công du xa xỉ đẳng cấp của ông ta. Vào năm 2017, công chúng mới thực sự hiểu thế nào là đẳng cấp công du của thành viên hoàng gia giàu có nhất hành tinh. Chiếc máy bay Boeing 747 dát vàng khổng lồ như lâu đài bay của quốc vương, hai chiếc Mercedes chống đạn cùng đoàn tùy tùng và vệ sĩ khổng lồ là những thứ bất ly thân của vua Salman trong các chuyến nghỉ dưỡng hoặc công du nước ngoài. Trong chuyến công du lịch sử đến Nga, vua Salman bin Abdulaziz khiến thế giới phải choáng ngợp khi đưa theo đoàn tùy tùng gồm 1.500 người, hơn 800 cân thực phẩm trong vòn vẹn 4 ngày, cần tới 6 chiếc Boeing để vận chuyển người và thực phẩm. Đặc biệt, các chuyến đi không được thiếu hai chiếc thang cuốn dát vàng ưa thích của ông vua sao Hoa bậc nhất, cùng những tấm thảm trải phòng đặc biệt để trang trí cho những nơi ông đặt chân tới. Nói về đội chịu chơi của vua Salman, phải kể đến chuyến thăm Indonesia cùng năm 2017. Ông luôn biết cách để lại ấn tượng mỗi khi ghé thăm một đất nước nào đó theo những cách không thể nào khiêm tốn nổi. Năm đó, Đông Nam Á chấn động khi quốc vương Ả Rập Xê Út mang theo 459 tấn hành lý trong chuyến công du, trong đó có hai chiếc Mercedes-Benz S600 trị giá mỗi chiếc khoảng 1,5 triệu đô để phục vụ nhu cầu di chuyển, và tất nhiên là không thể thiếu chiếc thang cuốn vàng yêu thích của quốc vương rồi. Vậy làm sao để vận chuyển những chiếc thang cuốn dát vàng công kênh này? Đó là lý do vua Salman sở hữu chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules trị giá 14 triệu đô. Hercules Hercules vốn được thiết kế để chuyên dụng trong quân sự, chở xe tăng, pháo binh và lính dù trong một khoảng cách dài. Tuy nhiên, đối với vua Salman, nó tồn tại trong kho vũ khí của quốc vương Ả Rập Xê Út để chuyên chở gần 500 tấn hành lý, bao gồm cả những chiếc limousine đắt tiền và thang cuốn. Quốc vương Ả Rập và các thành viên hoàng tộc có cuộc sống xa hoa nhờ khối tài sản đồ sộ và thường xuyên có các chuyến đi vô cùng hào tiền tốn của khi ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Còn nhớ lần vị vua này công du Nhật Bản, đoàn của ông có 1.500 người, quốc vương Ả Rập đã thuê 1.200 phòng khách sạn hàng đầu tại Tokyo để phục vụ đoàn, cũng như khiến cho cả Nhật Bản kinh ngạc khi dùng tới 500 chiếc Mercedes để tháp tùng quốc vương tham quan quanh thành phố. Tất nhiên đó chưa phải là tất cả về sự hào hoa và lộng lẫy trong các chuyến du lịch của vua Salman. Năm 2015, ông tới nghỉ dưỡng tại bãi biển Riviera của Pháp và khiến nơi này phải đóng cửa trong 3 ngày bởi họ phải chạy hết công suất phục vụ quốc vương Ả Rập cùng đoàn khách 1.000 người ông đưa theo. Trong kỳ nghỉ để phục vụ nhà vua, nhà quản lý biệt thự liền cho thay đổi toàn bộ cửa kính, trồng hàng tấn hoa tươi. Đặc biệt, một thang máy nổi nối từ bãi biển La Mirandole tới biệt thự được xây dựng nhằm phục vụ các thành viên hoàng gia. Điều này đã khiến người dân Pháp bức xúc và phẫn nộ khi nhà vua vừa bao trọn cả khu nghỉ dưỡng cũng như đổ bê tông lên bãi biển để lắp thang máy riêng. Chiếc máy bay dát vàng Boeing 747. Độ giàu có của hoàng gia Ả Rập luôn khiến người ta phải ngả mũ kính nể. Một trong số đó là chiếc máy bay dát vàng cá nhân của quốc vương mang tên đầy đủ Saudi Arabian Boeing 747-400 Aircraft trị giá 300 triệu đô. Đây là một trong những chiếc máy bay tư nhân sang trọng bậc nhất thế giới. Nội thất của máy bay rất ít được tiết lộ, với vài bức ảnh hiếm hoi bên trong chiếc phi cơ được công bố đều cho thấy màu vàng là tông chủ đạo của các món đồ. Không gian bên trong được thiết kế có một bàn ăn lớn cho hơn 10 người. Chỗ ngồi của nhà vua cũng tách biệt với ghế lớn đặt giữa khoang máy bay. Khoang hành khách được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa đến từng chi tiết nhỏ, chẳng kém gì cung điện. Cung điện Al-Yamamah, Riyadh. Khi không đi du lịch,
tại quê hương, tư dinh của vua Saudi Arabia tại Riyadh là nơi ông sinh sống và làm việc, cũng như trụ sở chính của hoàng tộc Saudi. Con số cụ thể của cấu trúc sang trọng này đáng giá nhường nào? Tuy nhiên, với kích thước và nội thất đắt tiền, ít nhất nó phải nằm đâu đó trong khoảng từ hàng triệu đến hàng tỷ đô. Dinh thự này được xây dựng theo phong cách phương Đông truyền thống. Bên ngoài, cung điện Al-Yamama có thiết kế hiện đại, trang nhã phù hợp với thiết kế Ả Rập cổ điển, với các họa tiết hình học và các cửa sổ hình vòm nhọn. Bên trong, không gian khá tối giản, với tông màu chủ đạo là trắng vàng, được trang trí công phu bằng vàng với đèn chùm khổng lồ lộng lẫy và những món đồ cổ cùng những tấm thảm phong phú. Sự đắt tiền còn đến từ các cánh cửa hoa văn, sàn đá cẩm thạch Italy, chân nhà hay các tường đều được chạm khắc tinh xảo bằng những họa tiết mang đầy hơi thở Trung Đông, càng làm toát lên cảm giác giàu sang. Đây cũng là nơi vua Salman chủ trì các cuộc họp của chính phủ và thường chào đón các chức sắc nước ngoài và các nhân vật quan trọng khác đến cung điện. Cung điện Al-Wajra. Một dinh thự xa hoa khác là cung điện Al-Wajra ở vùng ngoại ô Riyadh. Một công trình mang đậm đà nét bản sắc văn hóa Ả Rập trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Thay vì có nhiều đồ trang trí lấp lánh, cung điện tập trung trưng bày những sản phẩm thủ công tốt nhất của Ả Rập Xê Út, với các chi tiết và đồ nội thất trên tường được chạm khắc thủ công tinh xảo, sản phẩm khảm và các điểm nhấn tinh tế. Tòa nhà phản ánh niềm đam mê của ông đối với phong cách kiến trúc và trang trí địa phương. Cung điện Urga nằm ở trung tâm Riyadh và được hoàn thành cũng gần đây. Cung điện Urga là một trong những nơi được quốc vương thường xuyên lui tới và tiếp khách. Cũng giống như Al-Yamama, cung điện Urga rất phô trương với phần lớn đồ mạ vàng, thảm lụa phong phú và đá cẩm thạch đắt tiền của Ý. Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện xa hoa tráng lệ này, bởi đây là nơi dành cho quốc vương và các thành viên hoàng tộc để tiếp đón các nguyên thủ cấp cao. Cung điện Urga chủ yếu được sử dụng cho các chức năng của chính phủ, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và các lễ hội văn hóa nhằm giới thiệu nghệ thuật và phong tục của Ả Rập Xê Út với cộng đồng quốc tế. Các hình ảnh nội thất của cung điện Urga hiếm khi được tiết lộ. Trong cung điện tràn ngập đồ vật mạ vàng, từ ghế ngồi, hồ bơi đến cả những món đồ nhỏ như hộp giấy. Người ta truyền tai nhau rằng quốc vương thậm chí còn không buồn nhìn vào khăn giấy Kleenex trừ khi nó được lấy ra từ một chiếc hộp bằng vàng nguyên khối. Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud, 1985. Danh hiệu thái tử cao quý của dòng tộc thuộc về Mohammed bin Salman Al Saud còn được gọi tắt là MBS để kế vị vua Salman kể từ năm 2017. Anh là con cả trong số 6 người con trai của vua Salman với người vợ thứ 3 Farah bin Farah bin Sultan. Từng là thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong nhiều năm, vị thái tử trẻ tuổi này được đánh giá là một người khôn ngoan trước tuổi. Mặc dù không cần nói nhưng nhiều người ngầm biết anh ta mới là người nắm quyền điều hành đất nước hiện tại. MBS được trao quyền kiểm soát Aramco, công ty dầu khí nhà nước, cũng như Hội đồng Kinh tế và Phát triển, là người trực tiếp quản lý khối tài sản 2.000 tỷ của gia tộc. Ngoài ra, Mohammed bin Salman đang nắm quyền điều hành quỹ đầu tư PIF mà giá trị của quỹ này lên tới 620 tỷ đô. Giá trị tài sản dòng cá nhân của anh là khoảng 8 tỷ đô. Hầu hết số tiền đó đến từ tài sản thừa kế của hoàng gia về dầu mỏ, cũng như từ các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài. Để nói về cuộc sống xa hoa của MBS, gần như anh ta chẳng kém cạnh gì cha mình, thậm chí còn có phần xa hoa hơn gấp nhiều lần vua Salman khi anh ta bắt đầu chi tiêu xa xỉ chưa từng thấy ở tuổi 34. Trong video 10 chiếc siêu du thuyền tư nhân sang trọng và đắt giá nhất thế giới, ở vị trí số 8 là chiếc siêu du thuyền Serene và chủ sở hữu của nó không ai khác chính là thái tử MBS. Để biết chi tiết cung điện nổi này xa hoa tới mức nào, quý vị có thể tìm xem lại trên kênh của chúng tôi nhé. Lâu đài Chateau Louis XIV Pháp 300 triệu đô. Thái tử bin Salman sở hữu cho riêng mình tòa lâu đài cổ nhất nước Pháp Chateau Louis XIV năm 2015. Anh chi 300 triệu đô mua lại tòa lâu đài, biến Chateau Louis XIV trở thành lâu đài đắt giá nhất thế giới. Sau quá trình cải tạo, tòa lâu đài trở thành tuyệt tác hoàn hảo, pha trộn giữa tiện nghi hiện đại và kiến trúc sang trọng. Hầu hết các cánh cửa đều được mạ vàng, trong khi cầu thang cũng có nhiều chi tiết làm bằng vàng. Đài phun nước công nghệ cao, hệ thống điện âm thanh và điều hòa được điều khiển từ xa bằng điện thoại. Hoành tráng nhất là căn phòng thư giãn mô phỏng thủy cung, nơi thái tử dùng để tiếp khách hoặc ngắm cá bơi. Tòa lâu đài có 10 phòng ngủ, phòng tiếp khách trần cao 17 mét, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, hai phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, một hộp đêm, thư viện và hầm rượu chứa 3.000 chai. Thế nhưng điều đặc biệt nhất trong ngôi nhà này lại là một tài sản thậm chí có giá còn đắt hơn cả giá trị của toàn bộ bất động sản kể trên. Một trong những thương vụ mua bán đáng chú ý nhất của thái tử MBS trong thập niên qua là vào năm 2017, khi anh ấy chi tới 450 triệu đô
để sở hữu bức tranh sơn dầu Salvator Mundi của họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci. Theo giới phân tích nghệ thuật, tranh của Leonardo là một trong những thứ hiếm nhất trên hành tinh này, còn nhà đấu giá Christie's thì ca ngợi tác phẩm là khám phá nghệ thuật lớn nhất thế kỷ 21. Trong tòa lâu đài siêu đắt giá còn trưng bày một tài sản đắt giá hơn cả lâu đài, quá đặc biệt phải không nào? Dàn siêu xe dát vàng. Trái ngược với số đông những yếu nhân giàu có, Thái tử Bin Salman không quá hứng thú với việc sưu tập siêu xe. Một số bài báo cho rằng garage của ông khá khiêm tốn, ít nhất là so với những tỷ phú khác, thế nhưng nó đều phải dát vàng. Sở thích của hoàng gia Ả Rập nhìn chung đều khá đơn giản, mọi thứ xoay quanh vàng. Từ cung điện của vua cha đến dàn siêu xe của Thái tử Ả Rập, chúng ta đều thấy rõ điều đó, như chiếc Bugatti Veyron Grand Sport mạ vàng có giá khổng lồ lên tới 12,5 triệu đô, hay chiếc Lamborghini Aventador có giá 8 triệu đô lấp lánh. Chưa hết, anh ta còn sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Bentley Continental Flying Spur, Rolls-Royce Phantom Coupe, Range Rover và Mercedes G63 6X6 với tổng trị giá 36 triệu đô. Tất nhiên là MBS đã bọc tất cả những chiếc xe kể trên bằng vàng. Câu lạc bộ Newcastle. Trong quá khứ, Bin Salman cũng từng muốn mua MU với giá 4 tỷ bảng nhưng không thành. Cho đến năm 2021, quỹ đầu tư PIF do tỷ phú Thái tử Saudi Arabia đứng đầu đã hoàn tất việc thâu tóm câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng Anh Newcastle với giá 415 triệu USD. Việc mua lại một câu lạc bộ bóng đá được coi là một phần của thói quen vung tiền sở hữu những món tài sản đắt giá của các tỷ phú Ả Rập. Mặc dù đây chưa phải là toàn bộ những nhân vật đáng gờm nhất về độ giàu có trong nhà Saud, tuy nhiên họ là những người nắm giữ quyền lực chính với số lượng tài sản kếch xù của gia tộc khổng lồ cũng như chi tiêu nó theo những cách xa hoa nhất có thể. Không chỉ riêng nhà vua hay thái tử, các hoàng tử công chúa và hoàng thân quốc thích trong tộc Saud cũng đều có chung những sở thích như đi du lịch xa hoa, hưởng thụ những vật phẩm đắt tiền, ăn những món ăn đắt nhất thế giới, ở trong những cung điện dát vàng nguy nga. Họ sống như thể không bao giờ phải lo lắng về ngày cạn kiệt tài sản vậy. Các thành viên trong gia đình Saud cũng thường xuyên cung cấp tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện và đầu tư cho người dân Ả Rập. Gần đây, nước này đã cam kết tài trợ hàng triệu đô vào Quỹ Ngân hàng Thế giới cho các doanh nhân nữ. Thái tử Bin Salman cũng tuyên bố rằng phần lớn tài sản của ông dành cho từ thiện. Tôi dành ít nhất 51% cho mọi người và 49% cho bản thân mình. Tất nhiên, hoàng tộc nào cũng có những góc khuất khó giải bày. Kể từ khi Thái tử Bin Salman lên nắm quyền, nội bộ dòng tộc đã có những sự xáo trộn lớn. Khi anh ta ra lệnh truy quét thanh trừng tham nhũng lớn nhất chưa từng có, một số thành viên hoàng gia nổi trội cũng bị xa lưới, bao gồm hoàng tử Al-Walid, người được mệnh danh là Warren Buffett của Ả Rập với khối tài sản hơn 20 tỷ đô toàn cầu. Theo đánh giá, MBS đã đem đến những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cho Ả Rập Xê Út. Anh ta đã thực thi những thay đổi làm rung chuyển cả vương quốc, nới lỏng những hạn chế tôn giáo và củng cố thêm quyền cho phụ nữ Ả Rập. Củng cố giảm thiểu sự phụ thuộc của Saudi Arabia vào xuất khẩu dầu mỏ để tái định nghĩa vị thế nước này trên thế giới thông qua thúc đẩy phát triển các ngành mới như du lịch. Vừa rồi là toàn bộ sự vương giả xa hoa gây choáng ngợp của hoàng tộc Saudi Arabia, được thể hiện rõ nét nhất qua hai nhân vật siêu quyền lực và giàu có của gia tộc. Còn quý vị và các bạn thì có suy nghĩ thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến cho bạn những thông tin thú vị. Đừng quên nhấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhiều người bắt đầu tò mò về đất nước Maroc cũng như gia thế và xuất thân của hoàng gia trị vì nước này. Tuy không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông đại chúng, không nổi tiếng đình đám hàng đầu hành tinh như hoàng gia Saudi Arabia, lại vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Nhưng nếu nói về hoàng tộc gia giàu có nhất lục địa châu Phi thì không có cái tên nào khác ngoài gia đình hoàng tộc Morocco. Vị vua trị vì nước này là vị vua giàu thứ 5 trên thế giới, quốc vương Mohammed đệ lục. Ngoài việc sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đô, gia đình hoàng gia Morocco còn được liệt vào danh sách những hoàng tộc chi tiêu hào phóng bậc nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những khối tài sản kếch xù và cuộc sống của giới hoàng thân quốc thích Maroc nha. Maroc là một đất nước nằm ở Tây Bắc châu Phi, ngay rìa lục địa châu Phi, giáp Algeria ở phía đông, Đại Tây Dương ở phía tây và biển Địa Trung Hải ở phía bắc. Với diện tích là 446.550 km², với 37 triệu người Maroc sống tại đất nước của mình và 2,5 triệu người Maroc đang sinh sống ở Pháp và Tây Ban Nha. Là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 5 ở châu Phi, thu nhập bình quân đầu người là 9.165 đô.
Maroc là quốc gia châu Phi duy nhất hiện không là thành viên của Liên minh châu Phi, nhưng lại là thành viên của Liên đoàn Ả Rập. Maroc đang sở hữu 4.800 triệu phú và 136 cá nhân siêu giàu. Thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất, Casablanca, là nơi cư ngụ của 68 người có khối tài sản ròng ít nhất 30 triệu đô, chiếm 50% tổng số cá nhân siêu giàu của toàn quốc. Hoàng gia Morocco cầm quyền triều đại Alawite được thành lập từ năm 1631 nhưng đã bắt nguồn từ thế kỷ 13. Gia đình nòng cốt được tạo thành từ 19 thành viên do vua Mohammed Đệ Lục lãnh đạo lên ngôi năm 1999. Đức vua Mohammed Đệ Lục là người có khối tài sản lớn nhất Maroc. Giá trị tài sản ròng của nhà vua được ước tính vào khoảng từ 2,1 tỷ đô đến hơn 5 tỷ đô. Theo tạp chí Forbes, ông là quốc vương giàu nhất châu Phi vào năm 2014 và là vị vua giàu thứ 5 thế giới. Vua Mohammed Đệ Lục. Châu đại Alawite đã trị vì Morocco từ năm 1631. Hoàng tộc hiện có 19 thành viên nòng cốt, được lãnh đạo bởi đức vua hiện tại Mohammed Đệ Lục. Quốc vương tham gia vào mọi quyết định và ông là người có quyền hành tuyệt đối. Mohammed Đệ Lục không phải là một vị quốc vương theo khuôn mẫu của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư. Sau 21 năm cầm quyền, ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo tự do của thế giới Ả Rập. Ông bắt đầu triều đại của mình với một loạt các cải cách kinh tế và dân sự và giúp Maroc phát triển nền kinh tế nhanh chóng. Điều đó khiến quốc vương trở nên nổi tiếng trong các thành phần xã hội. Tài sản của vua Mohammed Đệ Lục chủ yếu đến từ cổ phần của hoàng tộc trong National Investment Company. Đây là công ty chuyên đầu tư vào các nước châu Phi, có kinh doanh trong các mảng ngân hàng, viễn thông và năng lượng tái tạo. Mohammed Đệ Lục có nắm cổ phần của ngân hàng Atijar Wafa lớn nhất Morocco, công ty khai thác mỏ Group Managem, công ty sản xuất đường Kasuma và công ty sữa Central Danone. Bộ sưu tập cung điện nguy nga. Với khối tài sản khổng lồ, quốc vương đang sở hữu 12 cung điện trên khắp các nơi trên thế giới. Đa số các cung điện được bố trí đội cảnh vệ an ninh nghiêm ngặt và thậm chí là nhiệt độ trong phòng luôn phải duy trì ở 17 độ C. Theo thông tin từ Forbes, vào thời điểm được công nhận là vị vua giàu có nhất châu Phi vào năm 2014, ngân sách hoạt động hàng ngày của cung điện nơi ông sống là 960.000 đô. Nơi ở chính thức của quốc vương Mohammed Đệ Lục và gia đình của ông là cung điện Dar el Makhzen. Đây còn được gọi là Palais Royal nằm ở Fez. Công trình này được bao quanh bởi những bức tường cao trải dài trên diện tích 195 mẫu. Cung điện được xây vào năm 1864 bởi quốc vương Mohammed Đệ Tứ với những cánh cổng được làm từ đồng mạ vàng. Nơi này không mở cửa cho công chúng, mà chỉ được dành để tiếp đón khách quý cũng như là nơi sinh hoạt riêng của hoàng gia. Mặc dù không được vào thăm bên trong cung điện, tuy nhiên phía ngoài cung điện, nơi có những cánh cửa lớn, lại là một điểm tham quan ưa thích của du khách và người dân. Họ thường lui tới nơi này để chụp lại những bức hình kỷ niệm. Bên trong cung điện được trang hoàng bởi tông màu xanh và vàng kim, tạo nên cảm giác cổ điển. Khung cảnh bên trong đều được trang trí tỉ mỉ bằng những họa tiết hoàng gia. Chưa hết, trong cung điện còn có một nhà thờ Hồi giáo dành cho nhà vua và gia tộc hoặc những vị khách quý khác. Một số thông tin khác còn cho hay, bên cạnh cung điện nguy nga này, vua Mohammed Đệ Lục còn sở hữu các cung điện ở Rabat và Marrakech. Nhà vua cũng gây chú ý khi mua cho mình một cung điện tại Hoa Kỳ với giá trị ước tính lên tới 500 triệu đô. Tuy nhiên, thông tin cụ thể không được tiết lộ. Quốc vương giàu có nào trên thế giới cũng đều có đam mê đối với những xế hộp hạng sang. Mohammed Đệ Lục cũng chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng ông là một tay chơi siêu xe khủng khi có trong tay một bộ sưu tập lên tới 600 chiếc, ước tính giá trị lên tới hơn 400 triệu đô. Bộ sưu tập của quốc vương chắc chắn không thể thiếu những cái tên đắt tiền như Maybach, Mercedes, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce cũng như các chiếc oldtimer hiếm có. Một trong những chiếc xe yêu thích của ông là chiếc Aston Martin DB7 giá khoảng 152.000 đô. Xếp vị trí thứ 5 về độ giàu có trên thế giới thì chuyên cơ cá nhân của vua cũng phải vô cùng đẳng cấp. Ông thường xuất hiện cùng chiếc Boeing 747-400, được trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất bên trong được điều chỉnh lại theo đúng sở thích, nên hẳn không hề tầm thường. Ước tính chiếc máy bay này có giá hơn 90 triệu đô. Ngoài ra, hoàng tộc Maroc nói chung và quốc vương nói riêng còn nổi tiếng về độ chịu chi và hào phóng. Quốc vương dành ra khoảng 263 triệu đô mỗi năm cho những chi tiêu và vận hành cho các cung điện và sinh hoạt của mình. Trong khoản chi tiêu khổng lồ hàng năm dành cho sinh hoạt, ông còn dành 1,8 triệu đô cho thức ăn vật nuôi, bởi quốc vương còn là chủ sở hữu của nhiều con ngựa giống tốt và quý hiếm.
bao gồm cả ngựa giống vùng vịnh được xếp hạng cao nhất, hay con ngựa mà vận động viên cưỡi ngựa Olympian Abdul Kabir Warda sử dụng để huấn luyện và thi đấu. Quốc vương cũng là một người rất chú trọng về bề ngoài. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nhà vua luôn mang trên mình những bộ cánh sa hoa đẳng cấp tôn lên được vẻ quý phái sang trọng. Vậy nên những phụ kiện được nhà vua mang trên người cũng vô cùng được để ý và cái giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ. Điển hình nhất có thể kể đến chiếc đồng hồ nạm kim cương hãng Patek Philippe 5980-1400G trị giá 1 triệu đô và vô vàn những phụ kiện đắt giá khác. Vương phi Lala Salma. Nhắc đến quốc gia Morocco, chắc chắn không thể không nhắc đến chuyện tình đẹp như cổ tích của quốc vương với vương phi Lala Salma. Bà vốn có xuất thân thường dân ở Maroc, tốt nghiệp kỹ sư và trở thành phu nhân của quốc vương Mohammed Đệ Lục. Theo truyền thống của quốc vương này, phu nhân của quốc vương không được phong tước hiệu hoàng tộc, mà chỉ được gọi đơn thuần là vợ vua hoặc người sinh con cho vua. Song vì tình yêu to lớn dành cho bà Lala Salma, quốc vương Mohammed Đệ Lục đã phá vỡ tiền lệ, bỏ chế độ đa thê và phong hiệu để bà trở thành vương phi đầu tiên của đất nước Maroc. Không lâu sau khi kết hôn, bà đã hạ sinh con trai đầu lòng là Thái tử Moulay Hassan vào năm 2003 và công chúa út Lala Khadija vào năm 2007 tại cung điện hoàng gia Rabat. Vương phi Lala Salma là kiểu phụ nữ hiện đại ở Maroc, thay mặt đất nước tham dự các sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, bà cũng hiện thân là một vương phi tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tuy cuộc sống riêng tư của vương phi vô cùng kín tiếng, nhưng nếu để ý, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, vương phi đều mặc trên mình những bộ váy truyền thống tuyệt đẹp được thiết kế tinh xảo và lộng lẫy. Bà có nguyên một bộ sưu tập những bộ váy dài với thiết kế khác nhau thay vì trùm đen từ đầu đến chân như những phụ nữ Maroc bình thường. Thái tử quyền lực Moulay Hassan, trong những gương mặt con nhà giàu có xuất thân châm ảnh thế phiệt và giàu có bậc nhất trên thế giới, chắc hẳn không thể bỏ qua Thái tử Moulay Hassan của đất nước Morocco. Cậu bé 19 tuổi này là cái tên đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ bảng profile quá khủng. Không những cực kỳ giàu có với khối tài sản kếch xù cùng xuất thân hoàng gia, Moulay Hassan còn thể hiện tố chất của người lãnh đạo từ rất sớm khi bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị từ khi còn nhỏ. Vị thái tử của Morocco này được xem là một trong những đứa trẻ giàu có và quyền lực nhất thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, Moulay Hassan vẫn nằm trong danh sách những người thừa kế nổi bật trên thế giới với khối tài sản ròng lên đến 1,5 tỷ đô. Sinh năm 2003 và là cậu con trai đầu lòng của quốc vương và quốc phi, khỏi phải nói Maroc đã chào đón sự ra đời của cậu trịnh trọng như thế nào. Ngày thái tử được sinh ra, quốc vương đã cho bắn 21 phát súng chào mừng dành riêng cho con trai mình. Tên của cậu được đặt theo tên của ông nội Hassan đệ nhị. Thái tử Moulay Hassan hiện đang đứng đầu trong danh sách thừa kế và sớm thể hiện phẩm chất của một quốc vương tương lai do tham gia vào các hoạt động sự kiện liên quan đến ngoại giao, chính trị cùng cha từ nhỏ. Khi đang ở độ tuổi thiếu niên, cho nên giới chính trị gia vốn đã rất quen mặt với Moulay Hassan, đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng nhất định dành cho cậu bé này. Kể từ năm 16 tuổi, Thái tử Moulay Hassan thường xuyên đại diện vua cha để tiếp đón các sứ đoàn cũng như xử lý các việc ngoại giao. Năm 2019, Moulay Hassan đã đại diện vương quốc tiếp đón hoàng tử Harry trong chuyến thăm Morocco. Cũng trong năm này, Thái tử cũng đã chủ trì lễ khai mạc triển lãm nông nghiệp quốc gia SIAM lần thứ 14 tại Morocco, hay tại lễ tang của Henry d'Orléans, bá tước Paris và công tước Pháp. Moulay Hassan là người đại diện để tham dự. Đặc biệt, Moulay Hassan là người trẻ nhất tham gia hội nghị thượng đỉnh một hành tinh ở Pháp vào năm 2017. Và năm đó, cậu cũng đã trở thành tâm điểm truyền thống. Sự chững chạc bản lĩnh và thông tuệ của Thái tử Moulay Hassan giúp cậu nhận về nhiều sự tán thưởng, cũng như cho thấy hình ảnh của một vị minh quân trong tương lai. Về học vấn, Moulay Hassan đã đạt danh hiệu tú tài khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế và khoa học xã hội. Tài năng vượt trội cùng những tố chất cần có đối với vị trí người đứng đầu của Moulay Hassan nhận được sự đánh giá cao từ công chúng. Đặc biệt, Thái tử Moulay Hassan luôn tỏ ra hứng thú với ngành hàng không. Chưa hết, cậu bé 19 tuổi này còn thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Ngoài ra, Moulay Hassan cũng được cho rằng đang sở hữu chiếc máy bay phản lực Gulfstream G650 với trị giá lên đến 67,4 triệu đô. Chiếc máy bay này được cho là một trong những máy bay phản lực VIP đắt nhất và mạnh nhất hiện có. Biển số CNAMH có nghĩa là Altesi, bệ hạ
mang lại cho cậu đặc quyền được gọi là Moulay Hassan bệ hạ mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra có một chi tiết rất đặc biệt và thú vị khiến thái tử được nhiều người chú ý và biết đến. Đó là trong mỗi sự kiện hoàng tử không để bất cứ ai hôn lên tay mình. Đây là câu chuyện về văn hóa. Khi chào những người trên mình và muốn hôn tay họ để thể hiện sự tôn trọng và kính cẩn, chẳng hạn như ông bà, cha mẹ, họ hoàn toàn có thể rụt tay lại một cách dứt khoát để thể hiện tình cảm thân tình, không câu nệ phép tắc. Hành động rụt tay đó thể hiện cho tình thân. Trong tình huống của vị hoàng tử này cũng vậy. Khi đứng trước một thành viên cao quý của hoàng gia, các vị quan chức Morocco muốn thể hiện sự thành kính bằng cách hôn tay. Nhưng vị thái tử trẻ cảm thấy điều đó không cần thiết. Đặc biệt khi những người đứng trước mặt cậu bé đều là các vị quan chức đã lớn tuổi, còn cậu vẫn đang là một thiếu niên. Từ lúc nhỏ, 12 tuổi cho đến tận bây giờ, thái tử vẫn luôn giữ nguyên tắc đó cho mình. Có thể xem Moulay Hassan hiện đang là một trong những người thừa kế sáng giá bậc nhất hiện nay. Việc sớm tham gia xử lý việc nước cùng vua cha từ nhỏ đã giúp vị thái tử này trở nên chững chạc, bản lĩnh và nắm nhiều thực quyền hơn so với những thế hệ con cháu hoàng gia cùng trang lứa. Không chỉ tài giỏi, Moulay Hassan còn sở hữu nhan sắc sáng sủa, mang khí chất vương giả cùng khối tài sản kếch xù. Công chúa Lala Khadija tuy không nắm giữ số tiền lớn hàng tỷ đô như anh trai của mình, nhưng ước tính số tài sản mà cô công chúa bé nhỏ sinh năm 2007 này đang nắm giữ cũng lên tới 500 triệu đô. Trong ngày Khadija chào đời, quốc vương Morocco đã cho bắn 21 phát đại bác để chào mừng. Khadija còn được mệnh danh là công chúa của những trái tim và là một trong những thành viên hoàng gia trẻ tuổi được yêu mến nhất thế giới. Khi theo học trường hoàng gia danh tiếng nằm trong cung điện ở Rabat, công chúa Khadija đã sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. Công chúa 15 tuổi có thể nói thuần thục nhiều ngôn ngữ và đã biểu diễn các vở kịch trên sân khấu bằng tiếng Ả Rập, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Nga và Trung Quốc. Ngay từ khi mới 11 tuổi, công chúa Khadija đã cùng cha và anh trai là thái tử Moulay Hassan bắt đầu tham gia các hoạt động chính thức của hoàng gia khi tới dự một chương trình của Bộ Giáo dục Morocco. Khadija sau đó xuất hiện tại nhiều buổi lễ khác nhau cùng với các thành viên hoàng gia, thậm chí còn chủ trì sự kiện khánh thành khu sinh vật cảnh của Công viên Động vật Quốc gia Rabat năm 2019. Công chúa cũng gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới cũng như thành viên hoàng gia từ các nước khác. Năm 2017, Khadija cùng gia đình dự lễ đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Hoàng gia. Công chúa nhỏ năm 2019 tiếp tục gặp Giáo hoàng Francis và gia đình quốc vương Tây Ban Nha Philip Đệ Lục khi họ tới thăm Morocco. Khi không phải đến trường hay thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, công chúa Khadija thường cùng gia đình du lịch khắp nơi trên thế giới. Các thành viên hoàng gia Morocco từng đi nghỉ tại New York, Paris, nhưng điểm đến yêu thích của họ là Hy Lạp. Năm 2019, gia đình công chúa Khadija còn thuê một du thuyền có giá 4 triệu đô một tuần để phục vụ chuyến du lịch. Tất nhiên, gia đình hoàng gia không chỉ hào phóng mà còn nổi tiếng vì những hoạt động từ thiện của mình. Để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện, bao gồm tài trợ mua vật tư và thiết bị cho các cơ sở điều trị ung thư, trong buổi đấu giá xa xỉ, hoàng gia đã bán đấu giá một số món đồ độc đáo, bao gồm một chiếc xe mui trần cổ điển 1970, từng là một phần của bộ sưu tập hoàng gia và các bức tranh đáng giá. Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá là gần 16 triệu đô, đều được sử dụng cho mục đích từ thiện. Gia đình hoàng gia Morocco cũng rất được tôn trọng bởi sự hào phóng mà nhà vua dành cho chính nhân viên của mình hay những đối tác được ông trao quà, cũng như những hoạt động từ thiện và những đóng góp của ông cho xã hội. Tuy vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng tư cũng như khối tài sản của mình, song những thông tin mà chúng ta có được cũng phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giới quý tộc ở đất nước Bắc Phi này. Còn quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Brunei được biết đến là đất nước Hồi giáo giàu có và đặc biệt huyền bí ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù có diện tích bé nhỏ với dân số chỉ khoảng 441.000 người, nhưng đây lại là một trong những quốc gia siêu giàu có trên thế giới. Phải nói rằng Brunei sở hữu những công trình kiến trúc đầy ấn tượng với hơn 100 các thánh đường lớn nhỏ. Đến với Brunei, bạn sẽ phải kinh ngạc vì sự lộng lẫy của những thánh đường này, bởi sự chịu chơi khi trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu, vàng dát khắp trốn và những chùm đèn pha lê nặng vài ba tấn. Tất nhiên là ở một đất nước giàu có tầm cỡ như vậy thì chắc hẳn quốc vương nơi đó sẽ nghiễm nhiên được sống trong nhung lụa và xa hoa tuyệt đỉnh.
Chúng ta đã từng điểm qua về những gia tộc cùng những vị vua vô cùng giàu có với những khối tài sản đồ sộ đáng mơ ước. Nhưng không phải tất cả họ đều có xu hướng vung tiền theo cách xa xỉ như đức vua của Brunei, ngài Hassanal Bolkiah. Quốc vương và cả hoàng tộc này nổi tiếng với nghệ thuật tiêu tiền xa hoa bậc nhất thế giới. Quốc vương Hassanal Bolkiah đã chi rất nhiều tiền cho những thú vui của mình theo một cách đầy xa xỉ và theo cách nói của nhiều người là ngông cuồng không tưởng tượng nổi. Cai trị đất nước qua nhiều thế kỷ, hoàng gia Brunei nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Cùng với đó, các thành viên hoàng tộc sống trong xa hoa quyền quý. Hoàng gia Brunei nằm trong danh sách những hoàng tộc giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 30 tỷ đô. Trong đó, số tiền khổng lồ chủ yếu tập trung vào quốc vương Hassanal Bolkiah, người đã cai trị Brunei hơn nửa thế kỷ. Tờ South China Morning Post đã từng ví von sự giàu có của nhà vua 72 tuổi trở thành huyền thoại. Đức vua yêu thích vàng đến nỗi rát vàng cả bồn rửa mặt cũng như toàn bộ nhà vệ sinh. Ông cũng từng đưa thợ cắt tóc từ Vương quốc Anh đến Brunei để đảm bảo ngoại hình của mình luôn chỉn chu như ý muốn. Chính những điều đó đã cho thấy vị quốc vương này chưa bao giờ ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ, kể cả cho những nhu yếu phẩm cơ bản. Và đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong thói quen tiêu xài của đức vua Brunei. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng giới thượng lưu khám phá đầy đủ hơn về vị quốc vương cá tính mạnh mẽ và siêu giàu có này, quý vị nhé. Bắt đầu thôi. Huyền thoại giàu có Brunei. Quốc vương Brunei có tên đầy đủ là Hassanal Bolkiah Muhyiddin Wadollah, mọi người thường gọi tắt là Hassanal Bolkiah. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, tài khoản kếch xù hay những thói quen chi tiêu vương giả xa xỉ, mà ông còn được biết đến với danh xưng vị vua tại vị lầu nhất thế giới. Quốc vương Bolkiah lên ngôi vào năm 1967 ở tuổi 21 và đã trị vì gần 55 năm. Vốn là trưởng nam của cựu quốc vương Omar Ali Safi Sutian Đệ Tam, vị Sultan thứ 28 của Brunei. Năm 1961, ông được phong làm thái tử. Năm 1966, ông sang Anh học tại trường sĩ quan lục quân hoàng gia Sandhurst. Và năm 1967, ông về nước và kế vị vua cha. Cũng như cha, ông được nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước hiệp sĩ. Năm 1984, Brunei độc lập, ông kiêm giữ chức thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chính. Ông vừa là tổng tư lệnh quân đội hoàng gia, vừa là người nắm quyền cao nhất trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát. Với lối sống xa hoa vương giả nhờ khối tài sản khổng lồ, ông đứng thứ hai trong danh sách những vị vua giàu nhất thế giới. Tạp chí Forbes từng ước tính khối tài sản ròng của quốc vương Brunei là khoảng 30 tỷ đô. Khối tài sản khổng lồ này chủ yếu được khởi đầu từ sự giàu có và trù phú của hòn ngọc xanh giàu có của Đông Nam Á, Vương quốc Brunei. Vương quốc Hồi giáo của ông là một trong những nền kinh tế bền vững trên thị trường. Không những được trời phú cho nguồn dầu mỏ giàu có, thiên nhiên Brunei cũng được ưu ái cho hệ động thực vật vô cùng phong phú. Rất nhiều khu rừng vẫn còn giữ được nét hoang sơ với nhiều loại gỗ quý đã được chính phủ và người dân gìn giữ, bảo vệ từ đó đến nay. Brunei là một đất nước nhỏ bé, nhưng sự thịnh vượng thì không đâu sánh kịp. Không phải ngẫu nhiên Brunei được ví là hòn ngọc xanh, bởi nếu đến thăm và đáp xuống sân bay quốc tế Brunei tại Barakas, phía bắc thủ đô Bandar Seri Begawan, từ trên nhìn xuống mọi người phải trầm trồ vì đất nước này ngập tràn màu xanh. Bên cạnh đó có sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của những ngôi nhà thờ Hồi giáo cổ kính, xen lẫn hệ thống đường xá hiện đại bậc nhất. Với diện tích gần 6.000 km2, trong đó rừng nguyên sinh chiếm đến 70%, Brunei được mệnh danh là lá phổi Đông Nam Á. Theo ngôn ngữ Nam Đảo, Brunei có nghĩa là nơi ở của hòa bình. Nên khi đặt chân đến quốc gia giàu có và thịnh vượng này, bạn sẽ thấy không gian thật yên bình, không có tòa nhà chọc trời, không có quán cóc bên đường, không có cả bóng một chiếc xe máy hay xe đạp nào lướt qua. Brunei tọa lạc trên phần phía bắc đảo Borneo, cũng là hòn đảo duy nhất thuộc sở hữu của ba quốc gia Brunei, Malaysia và Indonesia. Dù diện tích khiêm tốn, song Brunei lại may mắn khi gần như toàn bộ trữ lượng dầu mỏ đều tập trung trên phần lãnh thổ thuộc chủ quyền nước này. Kể từ khi các mỏ dầu và khí được chính thức phát triển, ngành công nghiệp dầu khí luôn đóng vai trò quan trọng trong cán cân kinh tế của Brunei khi đóng góp hơn 90% GDP của cả nước. Nằm ở vị trí mỏ dầu đầu tiên được phát hiện khi xưa, Brunei đã cho xây dựng một cột mốc biểu tượng 1 tỷ thùng dầu khi nước này đạt cột mốc đáng nhớ kể trên vào năm 1991.
Người đứng đầu Brunei hiện tại cũng là vị Sultan thứ 29 của đất nước, ông Hassan al-Bolkiah. Là quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế và cai trị đất nước trong hơn 600 năm nên tất nhiên, dòng tộc này vô cùng giàu có. Song hiểu rõ tất cả điều mình đang có là do được hưởng đặc ân từ Thượng Đế, tất nhiên các vị vua của Brunei không thể quá ích kỷ. Họ rất quan tâm đến đời sống của người dân và cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp. Vì sở hữu khối tài sản khổng lồ nên ông đã chăm lo cho thần dân của ông một cuộc sống miễn thuế. Với nguồn thu nhập rất lớn từ xuất khẩu dầu khí và dân số rất ít, chính phủ Brunei có điều kiện thực hiện một số chính sách phúc lợi xã hội cao. Thậm chí người dân ở Brunei được nhà nước cấp nhà miễn phí. Nếu muốn có nhà, họ chỉ cần đăng ký nhận nhà với khoản phí tượng trưng 1 đô. Sau vài năm, họ sẽ được nhà nước gọi đến nhận nhà. Bên cạnh đó, học sinh ở Brunei được đi học miễn phí, nam và nữ học ở các trường riêng. Nếu tốt nghiệp trung học phổ thông mà muốn học đại học ở nước ngoài, nhà nước sẽ cấp học bổng du học với điều kiện thời gian du học nước ngoài bao nhiêu năm thì sau khi trở về, người đó phải làm việc cho nhà nước bấy nhiêu năm. Ngoài ra, việc chữa bệnh ở Brunei cũng hoàn toàn miễn phí do quốc vương bảo trợ. Hiện tại do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm, đến nay người dân Brunei đóng 2 đô la Brunei tượng trưng. Nếu bệnh nhân bị nặng mà bệnh viện trong nước không có khả năng chữa trị thì sẽ được chuyển sang Singapore điều trị. Viện phí tại Singapore sẽ do nhà nước Brunei chi trả. Bên cạnh đó, họ cũng không phải chịu bất kỳ khoản thuế thu nhập nào và mức trợ cấp ở Brunei rất cao. Như vậy, người dân sống an bình và hiền hòa vì không phải cạnh tranh nhiều trong mưu sinh, phúc lợi xã hội quá tốt. Thậm chí những cung điện nhà thờ dát vàng, đính đầy pha lê xa xỉ có lẽ sẽ khiến chúng ta choáng ngợp. Nhưng với người dân Brunei thì những điều này quá đỗi bình thường. Bởi từ thánh đường Hồi giáo, cung điện, bảo tàng, thậm chí cả các khách sạn 4-5 sao cũng đều được bao phủ bởi thứ kim loại đắt đỏ này. Nổi bật có thánh đường James Arsarsan al-Bolkiah Mosque sử dụng 5 tấn vàng để mạ mái vòm và 29 đỉnh tháp. Nằm ngoài quỹ đạo của nhân loại chính là lời mà cố thống chế Pháp de Gaulle đã từng mô tả về hoàng gia và đất nước Brunei, đủ để thấy nơi này đặc biệt như thế nào. Và chắc chắn rồi, ở một quốc gia không còn phải lo nghĩ về việc kiếm tiền mà chỉ nghĩ xem tiêu tiền như thế nào thì chắc chắn sẽ sinh ra những huyền thoại tiêu tiền siêu đặc biệt. Nhà vua Brunei nổi tiếng yêu thích việc chi tiền. Ông đã chi rất nhiều tiền cho nhiều thú vui của mình. Chi một cách đầy xa hoa và ngông cuồng mà nhiều người có thể không tưởng tượng nổi. Bộ sưu tập siêu xe lớn nhất thế giới. Không phải ai cũng có đủ đam mê và quan trọng là đủ ngân sách để sở hữu một bộ sưu tập hàng ngàn chiếc xe, mà chỉ toàn là siêu xe và xe siêu sang. Trong hầm xe của Hoàng gia Brunei hiện nay đang có tổng cộng gần 7.000 chiếc siêu xe. Những chiếc xe này không phải là bản duy nhất, nhưng lại là phiên bản giá trị nhất từ các hãng nổi tiếng. Bộ sưu tập hình thành từ việc đức vua yêu tốc độ, những thứ độc đáo và hiếm có, những chiếc xe cực đắt và siêu sang trên thế giới. Ước tính giá trị tổng số xe đó là hơn 5 tỷ đô. Và những dòng xe được ông đặc biệt ưa chuộng đó là Rolls-Royce khoảng 600 chiếc, Ferrari 450 chiếc, 380 chiếc Bentley và cỡ 134 chiếc Koenigsegg cùng rất nhiều những dòng xe nổi tiếng khác. Ngoài những dòng siêu xe thông thường đến từ các thương hiệu nổi tiếng, nhà vua còn chế tác riêng những bản siêu xe dát vàng không thể xa hoa hơn theo ý thích riêng của mình. Dòng xe Rolls-Royce có lẽ là dòng xe yêu thích nhất của nhà vua khi ông sở hữu đến một nửa tổng số xe mà hãng này bán ra trong hơn một thập kỷ qua. Và chiếc siêu xe mà ông dùng để chế tác lại cũng là Rolls-Royce. Quốc vương Brunei sở hữu chiếc Rolls-Royce dát vàng từ lưới tản nhiệt cho đến lốp xe. Không còn gì vương giả hơn khi ngồi trên một chiếc Rolls-Royce vàng ròng, diễu hành trên phố, vẫy tay với thần dân của mình. Chiếc xe dát vàng này trị giá 14 triệu đô. Thậm chí nhiều chiếc trong số đó là những phiên bản đặc biệt, thậm chí được tạo ra dành riêng cho Sultan. Chúng được các hãng sản xuất trong bí mật, báo giới không hề biết, rồi vận chuyển thẳng sang Brunei, cất vào bộ sưu tập xe của Sultan. Chỉ có rất ít khách của hồi vương từng được chiêm ngưỡng những chiếc xe độc bản. Và cũng vì thế, đôi khi thứ duy nhất mô tả sự tồn tại của chúng là những tấm hình chụp vội của giới phóng viên. Sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Uraco màu xám, một chiếc Ferrari 456 GT Venice và một chiếc Porsche 959 thuộc dạng siêu hiếm càng khiến bộ sưu tập này nâng tầm giá trị. Tất cả chúng đều là những phiên bản giới hạn cực kỳ chất lượng và đẳng cấp. Thậm chí có những bản còn không được công bố từ nhà sản xuất. Người ta chỉ có thể bắt gặp trong garage ô tô của nhà vua chứ không thể bắt gặp trên đường.
phi đội bay đắt nhất thế giới. Ngày 9 tháng 11 năm 2017, chiếc Airbus A340-212 được gọi là cung điện bay với phong cách hoàng gia lịch lãm và sang trọng của quốc vương Brunei đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng để tham gia hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC. Nhưng bất ngờ chỗ người điều khiển chính là quốc vương Hassan al-Bolkiah. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên quốc vương Brunei thể hiện cá tính mạnh mẽ đặc biệt của mình. Đức vua từng nhiều lần khiến dư luận ngỡ ngàng khi lái máy bay riêng đi công du. Năm 2012, ông khiến các nhân viên kiểm soát không lưu và những người tiếp đón tại sân bay ở New Delhi sửng sốt khi tự lái máy bay tới thăm chính thức tại Ấn Độ. Đến năm 2013, quốc vương đã tự lái chuyên cơ của mình là chiếc Boeing 747 băng vàng đến Washington DC để hội đàm cùng Tổng thống Obama về các vấn đề hợp tác dầu khí và biến đổi khí hậu. Các vị vua khác thường chọn hưởng thụ trên những cung điện bay của mình trong các chuyến công du, còn vị đức vua cá tính của Brunei thì đích thân muốn trải nghiệm việc đưa mình đi tới nơi về tới chốn. Tất nhiên, phi đội bay của ngài cũng đặc biệt ấn tượng bởi độ xa xỉ và hoành tráng. Nhà vua sở hữu cho mình 3 chiếc máy bay phản lực tư nhân, bao gồm máy bay phản lực Boeing 767-200, Airbus A340-200 và viên ngọc quý trong hạm đội của ông là một chiếc máy bay phản lực Boeing 747-400 bằng vàng. Chiếc 747-400 mạ vàng thực sự phù hợp với phong cách hoàng gia. Ngoài số tiền khủng lên tới 100 triệu đô mà ông bỏ ra để mua chiếc máy bay, quốc vương Hassan al-Bolkiah còn chi thêm hơn 120 triệu đô để thiết kế lại và nâng cấp nội thất bên trong chuyên cơ. Hơn nữa, chuyên cơ còn được bổ sung thêm các khoang nhiên liệu dự phòng để nâng tầm hoạt động từ 12.500 lên 15.000 km. Toàn bộ nội thất đều được mạ vàng 24K và pha lê Lalique, hành lang bằng vàng, phòng hội nghị mạ vàng, bồn rửa mặt bằng vàng dòng nguyên khối hay bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất cũng đều được mạ vàng tinh xảo. Có một phòng họp riêng để đức vua thực hiện các cuộc họp quan trọng. Phòng họp này cũng được sử dụng nhiều vàng và gỗ quý để trang trí. Đáng giá nhất có thể nói đến chiếc giường nằm dành cho vua là loại tốt nhất và toàn bộ nội thất trong phòng ngủ cũng như phòng tắm liền kề cũng được mạ vàng lấp lánh. Trông nó không khác gì một khách sạn cao cấp 5 sao và đây cũng là khu vực yêu thích nhất của nhà vua. Chiếc Boeing 747-400 có tốc độ hành trình 1.000 km/h và tầm bay 15.000 km, lý tưởng cho các chuyến công du tới châu Âu và châu Mỹ. Ngoài ra, quốc vương thường điều khiển đội máy bay của mình, bao gồm một chiếc Airbus A340 và 6 máy bay phản lực nhỏ. Với nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Brunei, chắc hẳn quốc vương không phải lo lắng về việc tiêu thụ nhiên liệu hay chi phí vận hành nguyên một phi đội hoành tráng như vậy. Cung điện dát vàng lớn nhất thế giới. Độ giàu có của người đứng đầu Brunei thể hiện rõ nét nhất qua cung điện độc nhất vô nhị trên thế giới có tên là Istana Nurul Iman của ông. Cung điện Istana Nurul Iman của quốc vương Brunei với quy mô lớn hơn gấp nhiều lần cung điện Buckingham ở Anh, theo tiếng Ả Rập có nghĩa là cung điện ánh sáng của các vị thần. Mái vòm của cung điện do kiến trúc sư Philip Visayan Leandro Viloxin thiết kế với màu vàng nổi bật đặt ở đỉnh công trình. Phần mái này được làm từ vàng ròng, ước tính nặng hàng chục tấn và có đường kính hàng chục mét. Mái vòm được thiết kế xa hoa để phản ánh đặc trưng của một quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra còn thể hiện được uy quyền của vua. Istana Nurul Iman không chỉ đơn thuần là cung điện rộng lớn về diện tích, mà nội thất xa xỉ ở bên trong cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp. Khi hoàn thành, Istana Nurul Iman trở thành cung điện của một nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới và cũng là nơi ở của một gia đình lớn nhất từng được xây dựng trong sách kỷ lục Guinness. Tổng diện tích mặt sàn của nó là 200.000 m². Tòa nhà có đến 1.788 phòng, trong đó có 257 phòng tắm, 5 bể bơi tiêu chuẩn quốc tế, một sảnh đãi tiệc chứa được đến 5.000 khách và một thánh đường đủ chỗ cho 1.500 người. Chưa kể bên trong khuôn viên rộng lớn này còn có vườn thượng uyển xanh mát. Nơi đây được cho là có tới 110 gara trong khuôn viên để chứa đủ bộ sưu tập xe khổng lồ của chủ nhân. Trên nóc lâu đài là bãi đậu trực thăng để bay thẳng đến sân bay quốc tế Bandar Seri Begawan, nơi đặt bộ sưu tập máy bay riêng của gia tộc. Với diện tích khổng lồ như vậy, người ta đã phải lắp đến 564 chiếc đèn chùm, 51.000 bóng đèn, 44 cầu thang và 18 thang máy trong tòa nhà. Mái vòm và thang cuốn ở đây đều được mạ vàng. Tổng chi phí cho việc xây dựng công trình này lên đến 1,4 tỷ đô ở thời điểm hoàn tất năm 1984. Istana Nurul Iman hiện vừa là nơi ở chính thức của vua Brunei, đồng thời cũng là trụ sở của chính phủ nước này. Được biết, cung điện được hoàn thành rất kỳ công, việc sơn tường bao quanh cũng phải mất tới một năm trời. Chưa kể quốc vương cũng là người yêu ngựa. Ông xây dựng những chuồng ngựa có điều hòa không khí đặc biệt để đảm bảo 200 chiến mã được chăm sóc tốt và ở trong tình trạng tốt nhất có thể. Phòng làm việc của vua Bolkiah là nơi đắt giá nhất trong số những khu vực dát vàng tại cung điện, bởi nội thất tại đây đều làm bằng vàng ròng tinh xảo, ngai vàng được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên khối.
Từ bàn ghế đón tiếp khách quý tới khung tranh, ly nước cũng được đúc bằng vàng. Và không chỉ có vàng, nội thất cũng được trang hoàng bằng những nguyên liệu đắt đỏ khác như đá cẩm thạch từ Ý, thủy tinh Thượng Hải, vàng lụa và đá quý hiếm nhất của Trung Quốc. Tất cả cầu thang trong cung điện đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Không chỉ là nơi quý giá với nhà vua, cung điện Istana là biểu tượng của quốc gia và là niềm tự hào của người dân Brunei, nơi họ gửi gắm tình yêu và niềm tin vào quốc vương của mình. Những tài sản đáng giá khác. Không dừng lại ở đó, quốc vương còn có một vườn thú tư nhân của riêng mình, một thú chơi ngốn của vua hơn 10 triệu đô. Vườn thú có khoảng 30 con hổ Bengal, chim ưng quý, chim hồng hạc và một số chuồng vẹt với những con vẹt vô cùng thông minh. Ông cũng thuê gôn thủ thành công nhất thế giới Jack Nicklaus thiết kế sân gôn tại một trong các khách sạn của mình. The Empire Hotel and Country Club 6 sao là khách sạn nổi tiếng nhất Brunei. Với đẳng cấp 6 sao, với diện tích rộng 180 hectare và từng là nơi ở của hoàng gia, nơi đây có đầy đủ các khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, được xem là một trong những khách sạn cao cấp nhất châu Á và là một trong 10 khách sạn đẹp nhất thế giới, với các lợi thế như view cạnh bãi biển tuyệt đẹp, có sân golf, 5 hồ bơi, 6 nhà hàng sang trọng, ngân hàng, rạp chiếu phim. Giá để nghỉ dưỡng qua đêm ở đây là 250 đô một đêm. Những lần vung tiền không giống ai. Nổi tiếng là quốc vương đam mê tiêu tiền, không ít lần quốc vương chứng tỏ được sự chịu chi của mình để chỉ có được những gì mà nhà vua yêu thích. Là một người cũng đam mê nghệ thuật, nhà vua đã mạnh tay chi trả số tiền lên đến 70 triệu đô để mua bức tranh sơn dầu của Pierre Gustrenos, bức tranh mang tên Những cô gái trẻ bên chiếc đàn piano. Nhưng nó còn chưa đặc sắc bằng việc quốc vương Sultan đã thuê hẳn một khoang riêng trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines để đưa thợ cắt tóc Ken Modesto yêu thích của mình từ London tới Brunei chỉ để cắt tóc. Tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi dài hơn 11.000 cây số từ London đến Brunei là 21.000 đô. Ngoài ra, quốc vương còn chi trả toàn bộ chi phí thuê phòng tại Brunei trong vài đêm cho Modesto, cũng như khoản tiền công hậu hĩnh. Quốc vương chi trả hơn 20.000 đô chỉ để có một ngoại hình chỉn chu nhất theo mong muốn của mình trước khi gặp các nguyên thủ quốc gia khác. Mỗi lần ra ngoài đi du lịch hay thậm chí chỉ là đi mua sắm hay dạo phố, quốc vương cũng có theo một đoàn tùy tùng hùng hậu lên tới cả 100 người để tháp tùng ông. Và mỗi lần đi du lịch như vậy, quốc vương chỉ ở những khách sạn tốt nhất và đa phần đều được ông bao trọn gói. Mỗi chuyến đi như vậy thường dao động khoảng 1 triệu đô. Siêu đám cưới cho con gái. Công chúa Fadzela là con gái của quốc vương Brunei Hassan al-Bolkiah đã được cha của mình tổ chức tiệc cưới linh đình kéo dài 10 ngày đêm. Trước khi thành hôn, công chúa khá kín tiếng và cô chỉ được biết tới là đội trưởng đội bóng lưới Brunei và là một nhà hoạt động trong lĩnh vực y tế. Buổi lễ nhà trai gặp nhà gái diễn ra với sự tham dự của một số nhân vật hoàng gia Brunei, trong đó có hoàng tử Abdul Mateen. 17 quả đạn pháo được bắn để xác nhận hoàng gia đã chấp nhận các mâm sinh lễ trao phía cô dâu. Gia đình chú rể cũng được mời đến phòng tiệc ở cung điện Nurul Iman và được các thành viên của hoàng gia chào đón. Tổ chức lễ tại đại sảnh dát vàng của cung điện hoàng gia Brunei, công chúa và chồng mặc trang phục gấm màu trắng đính toàn kim cương, thể hiện sự giàu có và sang trọng của gia đình hoàng gia Brunei trong ngày đầu ra mắt buổi lễ. Xuyên suốt 10 ngày tiệc trọng đại, cô dâu và chú rể đều mặc những bộ quần áo đồng điệu và vô cùng lộng lẫy, kèm theo đó là vô số trang sức đắt đỏ dát kín từ đầu đến chân. Mọi thông tin về lễ cưới của công chúa không được công bố rộng rãi nhiều ra bên ngoài, nhưng chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng được siêu đám cưới này hoành tráng và xa hoa như nào. Cho đến nay, khối tài sản của quốc vương Brunei vẫn tiếp tục sinh sôi, giúp ông duy trì vị thế là một trong những quân vương giàu nhất thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, chuyên gia Brunei cho rằng các nguồn năng lượng có từ thiên nhiên khai thác một thời gian dài cũng cạn kiệt. Theo đánh giá thì khoảng 25 đến 30 năm nữa, lượng dầu sẽ cạn. Vì vậy, nhà vua Hassan al-Bolkiah đang kêu gọi các nhà đầu tư đến Brunei đầu tư kinh doanh và phát triển các ngành công nông nghiệp và dịch vụ. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn. Quả thật Brunei và hoàng gia nước này đã được Thượng Đế ban cho những đãi ngộ tuyệt diệu nhất trên hành tinh. Hơn nửa thế kỷ trị vì, người đứng đầu vương triều Brunei còn sở hữu một kho báu khổng lồ mà không vàng bạc châu báu nào sánh bằng. Đó là sự yêu kính và tự hào hết mực mà thần dân Brunei dành cho đức quân vương của mình. Với những người dân Brunei, cảm nhận lớn nhất về đức vua của họ còn là việc ông là nhà lãnh đạo gần dân nhất, vì dân nhất. Vì dân, bởi những điều ông mang lại cho thần dân của mình hơn nửa thế kỷ ông trị vì đều là những điều tốt cho người dân Brunei. Brunei từ lâu đã được mệnh danh là Abode of Peace, xứ sở yên bình, cũng vì lẽ đó. Gần dân bởi còn lưu lại mãi trong ký ức người dân Brunei
là hình ảnh vị đức vua của họ cầm trên tay cuốn sách, đứng giữa lớp học tận tình giảng từng câu chữ cho các em học trò nhỏ. Gần dân bởi họ không quên mỗi lần đất nước rơi vào cảnh thiên tai là mỗi lần họ chứng kiến đức quân vương đích thân ra hiện trường thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Và sự khâm phục tôn kính gần như tuyệt đối của thần dân chính là nhân tố lớn nhất giúp quốc vương Brunei Hassan Bolkiah tại vị vững chắc trên ngai vàng để được liệt vào danh sách những vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Đó là toàn bộ sự giàu có tột cùng của quốc vương Brunei. Quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về sự giàu có đẳng cấp của gia đình hoàng gia Qatar, một trong năm gia đình hoàng gia giàu nhất thế giới, giữ vững vị thế trong nhiều năm qua nhé. Bắt đầu thôi! Qatar là quốc gia nằm ở khu vực Tây Á, nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập và được bao bọc ba mặt bởi vịnh Ba Tư với diện tích khiêm tốn chỉ 11.437 km2 và khoảng 2,9 triệu dân số. Tuy có diện tích nhỏ, nhưng vị trí và tầm ảnh hưởng trên thế giới lại không nhỏ chút nào. Khá nhiều nước lớn kiêng nể Qatar, đặc biệt bởi sự phồn vinh và trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Qatar cũng được biết đến là một đất nước có số lượng triệu phú, tỷ phú trên đầu người cao nhất thế giới. Nếu chia nhỏ ra số dân, cứ 100.000 người Qatar thì có 8 người thuộc giới siêu giàu với tài sản khổng lồ trong ngân hàng. Không có bất kỳ nơi đâu như tại thủ đô Doha. Chỉ cần bạn bước ra cửa ngõ là sẽ bắt gặp nhàn nhàn triệu phú, tỷ phú. Cuộc sống tại Doha cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho quốc gia này bởi có 90% dân số Qatar sinh sống tại thủ đô. Giàu như vậy thì sống sẽ như thế nào? Người dân ở Qatar được hưởng cuộc sống giàu có không khác gì các triệu phú ngay từ khi sinh ra, được hưởng hệ thống giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí, không ai phải nộp tiền điện nước hay tiền thuế cho chính phủ. Người dân Qatar hầu như cũng không phải đụng tay để xây dựng bất kỳ công trình nào, bởi nhân công đều được thuê từ nước ngoài, cuộc sống hàng ngày cũng có người giúp việc. Nói chung, công dân của đất nước này dựa vào lao động từ các quốc gia khác để thực hiện các công việc trong lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như lái xe, bảo mẫu, xây dựng, nên gần như họ không phải quá động tay nhiều vào các việc cụ thể. Khi đi du lịch thì phải bằng Qatar Airways, hãng hàng không được ví là kỳ quan bay trên bầu trời. Nói chung, người Qatar chỉ sử dụng những thứ ưu tú nhất. Tại đất nước của giới siêu giàu, cuộc sống của người dân đã xa xỉ như vậy. Nhưng khi nói về hoàng tộc Qatar, độ giàu có choáng ngợp của họ thậm chí còn được xếp ở một đẳng cấp khác. Hoàng tộc Al Thani. Đất nước Qatar giàu có được cai trị bởi hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới. Họ định cư tại Qatar vào những năm 1700 và ước tính có khoảng 8.000 thành viên. Một số báo cáo đã tuyên bố rằng hoàng gia Qatar nắm giữ khối tài sản ròng khổng lồ 335 tỷ đô la, một con số siêu khổng lồ và đáng kinh ngạc trong thế giới tài chính. Nó thể hiện qua số lượng bất động sản, bộ sưu tập siêu xe, siêu du thuyền và các câu lạc bộ thể thao của hoàng gia Qatar. Họ nắm giữ nhiều khoản đầu tư bất động sản trên toàn cầu, bao gồm tòa nhà chọc trời Shard ở London, làng Olympic, cửa hàng bách hóa Harrods đều ở Vương quốc Anh và tòa nhà Empire State ở New York. Gia tộc này gồm có 4 nhánh chính là Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Jaber và Bani Thamer. Gia tộc đã qua 4 lần chuyển giao quyền lãnh đạo vương quốc đều với hình thức thoái vị. Tiểu vương Qatar hiện tại là Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, người sở hữu khối tài sản 2 tỷ đô, có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays, British Airways và công ty ô tô Volkswagen. Ở tuổi 42, ông là quốc vương trẻ nhất thế giới và nhận quyền lãnh đạo đất nước từ cha mình là ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, trị vì Qatar từ năm 1995 đến 2013. Cũng giống như bất kỳ gia đình hoàng gia nào khác trên thế giới, hoàng tộc này sở hữu khối tài sản kếch xù vượt xa bất cứ điều gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng. Cựu tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Qatar nói chung và tài sản kếch xù của hoàng tộc Al Thani nói riêng. Trước khi chuyển ngôi, ông đã thành lập cơ quan đầu tư Qatar, một quỹ tài sản có chủ quyền để quản lý thặng dư dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của đất nước. Cơ quan đầu tư Qatar và các công ty con của họ đã mua lại nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, bao gồm cửa hàng bách hóa Harrods mang tính biểu tượng của London từ doanh nhân Mohammed Al Fayed, cửa hàng bách hóa Printemps có trụ sở tại Paris, góp 75% cổ phần trong xưởng phim Miramax, 2% cổ phần trong tập đoàn truyền thông và công ty mẹ Vivendi của Universal Music Group, sở hữu 1% cổ phần của nhà sản xuất hàng xa xỉ Louis Vuitton Moët Hennessy và một số công ty lớn khác.
tòa dinh thự khổng lồ ở Anh Quốc. Nơi ở của gia đình hoàng gia Qatar cực kỳ sang trọng, Sheikh Hamza bin Nasser al-Messineh, vương hậu của cựu quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Thani, đã mua một căn nhà Cornwall Terrace với giá 80 triệu bảng Anh. Sau đó bà trả thêm 40 triệu bảng Anh cho Cornwall Terrace số 2 và 3. Cornwall Terrace 1 xa hoa bao gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tiếp khách, 9 phòng tắm, khu chăm sóc sắc đẹp và khu phức hợp giải trí với phòng tập thể dục và hồ bơi nước nóng trong nhà. Có cả một hầm rượu lộng lẫy. Ngôi nhà có từ thế kỷ 19, nhìn ra công viên của Regent. Trong khi đó, Cornwall Terrace 2-3 liền kề có 6 phòng ngủ. Đặc điểm kiến trúc đã tạo cho Cornwall Terrace dáng vẻ vương giả. Tầng trệt được làm thô mộc, trong khi các tầng trên mang phong cách Corinthian. Cung điện bí mật trên núi và dinh thự gần bãi biển. Hoàng gia Qatar giữ khá kín về cuộc sống của mình như bao hoàng gia khác trên thế giới. Một nguồn tin cho biết họ dường như xây dựng một cung điện trên núi ở Oman, ở vị trí cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, có tầm nhìn ra một hẻm núi tuyệt đẹp. Công ty phụ trách xây dựng cho công trình này là GET Engineering, có trụ sở chính ở thủ đô Doha. Tiểu vương Qatar cũng có một dinh thự đồ sộ khác ở Muscat gần bãi biển. Mặc dù nội thất của cả hai chưa từng được tiết lộ cho công chúng, tuy nhiên chúng chắc chắn cũng xa xỉ và tráng lệ như những dinh thự điển hình khác của giới siêu giàu trên toàn thế giới. Bộ sưu tập siêu xe khiến cả thế giới mơ ước. Một trong những cách để biết tình hình tài chính của một người hay một gia tộc là nhìn vào những phương tiện di chuyển của họ. Đối với hoàng gia Qatar, bộ sưu tập của họ quả thật nằm ở một tầm cao khác so với phần còn lại của thế giới. Từ trước đến nay, hoàng gia Anthony được rất nhiều người hâm mộ xế hộp biết đến nhờ sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe khủng. Tuy nhiên, dường như họ lại khá cả thèm chóng chán khi giao bán không ít những chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Có thể điểm vô số tên của các hãng xe khủng trong bộ sưu tập của hoàng gia Qatar. Họ có một chiếc LaFerrari Coupe màu đỏ trị giá 1,4 triệu đô, một chiếc LaFerrari Aperta 5,3 triệu đô. Về Lamborghini, họ có một chiếc Lamborghini Centenario Coupe màu trắng và Lamborghini Centenario Roadster. Cả hai chiếc đều có chung mức giá 1,9 triệu đô la, tổng 3,8 triệu đô la. Về Mercedes McLaren Porsche, hoàng gia Qatar sở hữu một chiếc Mercedes AMG G63 6X6 AMG giá khoảng hơn 600.000 đô. Chiếc McLaren P1 trị giá 1,1 triệu đô và một chiếc Porsche 918 màu bạc khoảng 2 triệu đô. Chiron là một trong những chiếc ô tô phổ biến nhất trên thế giới của nhà sản xuất Bugatti và được người hâm mộ siêu xe vô cùng háo hức. Tuy nhiên, mẫu xe này không phải ai cũng được sở hữu vì giá quá cao và tính độc quyền. Song với gia tộc hoàng gia Qatar, không gì lọ không thể sở hữu. Chiếc Bugatti Chiron phiên bản Super Sport 300+ trị giá khoảng 4,3 triệu đô cũng nằm trong bộ sưu tập siêu xe của gia tộc Thani. Chưa hết, họ còn sở hữu hai chiếc Bugatti Divo, tổng trị giá hơn 10 triệu đô, một trong những chiếc siêu xe hiếm nhất được sản xuất bởi thương hiệu xe gần như tốt nhất trên toàn thế giới, với số lượng vòn vẹn chỉ có 40 chiếc. Quá choáng ngợp, phải không nào? Ngoài ra, còn rất nhiều những cái tên ấn tượng khác như Lamborghini Sian FKP37, Ferrari Monza SP2 và Audi SQ7 SUV trong bộ sưu tập đắt tiền này. Gia tộc Anthony còn nổi tiếng thế giới với sở thích diễu hành siêu xe trên các cung đường xa hoa thế giới như Paris hoa lệ hay London, chỉ để cho mọi người thấy rằng họ chịu chơi và phong cách thế nào. Điển hình nhắc đến tay chơi siêu xe nổi tiếng của hoàng gia Qatar không ai khác chính là em trai út của tiểu vương hiện tại là Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Thani, biệt danh là KHK. Chàng trai sinh năm 1991 này là nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng thế giới. Gần như những cái tên nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập siêu xe của hoàng gia Qatar chúng ta vừa kể đều thuộc sở hữu của Thani. Tổ đội siêu xe hàng triệu đô la Mỹ của anh thường xuyên được săn lùng. Đội siêu xe của Thani thường xuyên lùi tới các khách sạn sang trọng. Anh ấy sử dụng biển số California, Khalifa và KHK thay thế nhau trên nhiều chiếc xe của mình. Bộ sưu tập siêu du thuyền tỷ đô. Không thể phủ nhận rằng những người có tiền rất thích sở hữu những chiếc du thuyền xa hoa. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi gia tộc Anthony còn sở hữu chiếc siêu du thuyền Karata trị giá 384 triệu đô. Karata được biết đến là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới thuộc tài sản của cựu tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Anthony. Tiểu vương Tamim bin Hamad Anthony cũng không kém cạnh cha mình khi sở hữu siêu du thuyền Al Lusail trị giá 500 triệu đô. Chiếc siêu du thuyền được đặt theo tên thành phố được quy hoạch ở Qatar. Trước đây nó có tên là Jupiter. Con tàu dài 123 mét. Hơn cả sân bóng đá với không gian thoải mái chia làm 6 boong cho 36 hành khách và 56 thủy thủ đoàn.
Al-Lucel được làm bởi nhà máy đóng tàu Lucent của Đức và là một trong những con tàu lớn nhất thế giới, có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện. Với khối lượng nội thất và tiện nghi được trang bị, Al-Lucel trở thành chiếc du thuyền hoàn hảo để giải trí và giao lưu. Trên bảng xếp hạng những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, siêu du thuyền Al-Lucel đứng ở vị trí thứ 35. Đây là chiếc du thuyền thứ 16 do Lucent chế tạo và được giới thiệu trên 17 bài báo về du thuyền. Chưa hết, quốc vương còn sở hữu chiếc du thuyền Almirkraft trị giá hơn 300 triệu đô, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những du thuyền đẹp nhất năm 2008. Được mệnh danh là cung điện nổi, siêu du thuyền này có 12 phòng, 2 hồ bơi, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và bể sục. Tình yêu xa xỉ dành cho thể thao. Trong khi các tỷ phú Hoa Kỳ đặc biệt yêu thích du hành vũ trụ và không gian, thì tiểu vương Qatar lại có chung niềm đam mê thể thao giống hầu hết các tỷ phú ở châu Á và châu Âu, đặc biệt là tình yêu dành cho môn thể thao vua bóng đá. Sau khi quốc vương trẻ nhất trên thế giới lên ngôi, ông đã nỗ lực nâng tầm quốc tế của đất nước thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao đồng thời mua đội bóng Paris Saint-Germain, PSG, với giá 70 triệu đô. Dưới sự dẫn dắt của ông, Qatar đã giành được quyền đăng cai giải vô địch thế giới bơi lội FINA 2024 và FIFA World Cup 2022. Nỗ lực của ông chính là định vị Qatar trở thành một trung tâm thể thao của khu vực, nơi tổ chức và tụ hội những giải đấu của tất cả các đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới. Cha tiểu vương là Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani cũng đã từng chi số tiền khổng lồ 2,4 triệu đô la Mỹ để mua trái bóng World Cup 2006 được ký tên bởi đội tuyển Ý. Cũng chính ông là chủ tịch Qatar giành quyền đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2022 tại Doha. Qatar đã đầu tư tới 220 tỷ đô để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác vào việc đăng cai World Cup 2022, một con số khổng lồ của giới túc cầu. Khoảng 6,5 tỷ đô trong số đó được dùng để xây dựng 8 sân vận động cho các trận đấu, bao gồm cả sân vận động Al Janoub do kiến trúc sư quá cố nổi tiếng Zaha Hadid thiết kế. Qatar cũng mạnh tay chi hàng tỷ đô để xây dựng một tuyến tàu điện ngầm, sân bay mới, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác trước trận đấu. Thời gian chuẩn bị lên tới 12 năm. Báo chí quốc tế còn bình luận Qatar đang có một giấc mơ kép về kinh tế trong kỳ World Cup này. Kỳ World Cup 2022 ở Qatar sẽ đi vào lịch sử như kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Mặc dù việc Qatar đăng cai World Cup đã gây không ít tranh cãi bởi người ta cho rằng đây là cuộc đảo chính lớn khi mà một quốc gia chưa bao giờ đủ điều kiện tham gia giải đấu lại có thể đường hoàng tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, thì vẫn không thể phủ nhận đây là một nước đi có tính toán kỹ lưỡng và khôn ngoan của những người cầm quyền tại quốc gia vùng vịnh. Nhân tiện nói về sự chịu chơi của Qatar dành cho World Cup 2022, khi vừa có quyền đăng cai thì Qatar đã cam kết xây dựng 12 sân vận động mới với công nghệ làm lạnh giúp tránh nóng bởi vì tất cả đều lo ngại sức nóng do khí hậu thời tiết và địa lý tại Qatar. Sân vận động đầu tiên có lắp điều hòa nhiệt độ là sân Khalifa tại thủ đô Doha. Sân này tuy chỉ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi nhưng quy mô bên trong nó cực kỳ hiện đại, mặt cỏ đương nhiên thuộc loại đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, Khalifa vẫn chưa phải là sân vận động đắt nhất tại Qatar. Chính phủ nước này còn cho xây dựng rất nhiều những sân vận động hoành tráng khác. Để tránh sự lo ngại về thời tiết, Qatar đã tính đến điều này và cho lắp hệ thống công nghệ điều hòa không khí hiện đại và tiên tiến bậc nhất, giúp nhiệt độ trong các sân luôn được duy trì ở mức 26 độ C. Qatar cũng phải bỏ ra số tiền lên đến 767 triệu đô để xây dựng sân vận động Lusail. Nó chỉ mới được hoàn thiện vào tháng 9 vừa qua và sẽ được dùng để tổ chức 10 trận tại World Cup 2022, trong đó đặc biệt là trận chung kết. Quay trở lại với niềm đam mê thể thao, thành viên hoàng gia Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani đã mua câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Malaga với giá 44 triệu đô vào tháng 6 năm 2010. Ngoài ra, truyền thông đưa tin vào tháng 9, thành viên hoàng gia Khalid Fale Al Thani cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua câu lạc bộ Serie Sampdoria đang gặp khó khăn. Niềm đam mê nghệ thuật. Một sự thật thú vị về hoàng gia Al Thani của Qatar chính là họ rất quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. Nếu như các hoàng tử khác đều theo đuổi sự hào nhoáng của siêu xe, siêu du thuyền, những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm xa xỉ tại các khách sạn sang trọng, thì em gái của tiểu vương Qatar là bà Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al Thani lại dành niềm đam mê trọn vẹn cho nghệ thuật. Cô là con gái của cựu tiểu vương và cựu đệ nhất phu nhân, hiện cô là chủ tịch bảo tàng Qatar. Năm 2012, Al-Masaya được Forbes tuyên bố là một trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Al-Masaya còn được tuyên bố là người có ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật trong danh sách top 10 của Art Cộng Auction
và một trong 100 người gây ảnh hưởng nhất của thế giới nghệ thuật thế giới do Art Review xếp hạng. Sự giàu có của Sheikha Al-Mayassa và vai trò chủ tịch bảo tàng Qatar khiến cô có ảnh hưởng lớn trong giới sưu tập nghệ thuật. Bloomberg cho biết, ngân sách hàng năm cho cơ quan bảo tàng Qatar ước tính khoảng 250 triệu đô. Sheikha Al-Mayassa đã tham gia một buổi nói chuyện TED vào tháng 2 năm 2012, nơi cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng về tác động xã hội của nghệ thuật. Cô khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật địa phương để góp phần định hình bản sắc dân tộc Qatar. Bên cạnh đó, sự đầu tư toàn diện dành cho cả giáo dục cũng được một thành viên khác của Hoàng gia Qatar đặc biệt quan tâm. Cựu đệ nhất phu nhân Sheikha Moza, cũng tức là mẫu thân của Sheikha Mayassa, chịu trách nhiệm mở các cơ sở của một số học viện đẳng cấp thế giới ở Doha, bao gồm Đại học Virginia Commonwealth, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Georgetown, Đại học Northwestern, Đại học Texas A&M và Cao đẳng Y tế Weill Cornell và Đại học Carnegie ở Qatar. Đó là toàn bộ sự giàu có và xa hoa của Hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất trên thế giới. Giải mã về số tài sản kếch xù và những gì họ đóng góp cho xã hội có lẽ không quá khó để lý giải vì sao vị thế của họ luôn thuộc top của các hoàng gia giàu có nhất thế giới, phải không nào? Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến những thông tin thú vị. Đừng quên ấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chấp cánh ước mơ thành công, xin kính chào và hẹn gặp lại! Ả Rập Xê Út vốn tiếng là quốc gia nằm trong top những người tạo ra cuộc chơi trên thế giới. Quốc gia khu vực Trung Đông này cũng là nơi ở của gia tộc hoàng gia giàu nhất hành tinh. Nhắc đến cuộc sống vương giả tột bậc và khối tài sản kếch xù là phải nhắc tới hoàng gia Saudi Arabia. Nằm ở vị trí số 1 trong top những hoàng gia giàu nhất thế giới, khối tài sản khổng lồ lên tới 1.700 tỷ đô đã đủ khiến phần còn lại của thế giới choáng váng. Quả thật, nếu đem so sánh độ vương giả của hoàng gia Saudi Arabia với hoàng gia Qatar thì con số khổng lồ 335 tỷ đô của gia tộc Thani lại trở nên khiêm tốn và nhỏ bé hơn hẳn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải mã độ giàu có của Vương quốc Ả Rập Xê Út, quốc gia tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại World Cup 2022 và cuộc sống vương giả của gia tộc hoàng gia giàu có nhất hành tinh, hoàng gia Ả Rập Xê Út. Saudi Arabia có tên gọi chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út. Trong tiếng Ả Rập có nghĩa là Vương quốc Ả Rập thuộc về nhà Saud. Đúng như tên gọi, đây là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. Đứng đầu là nhà vua, bên cạnh đó còn có khoảng 7.000 hoàng thân khác nhau. Đương nhiên là một quốc gia quân chủ chuyên chế như vậy thì tất cả các vị trí lãnh đạo trọng yếu đều sẽ là các hoàng thân quốc thích. Vương quốc Saudi Arabia chính thức được thành lập vào năm 1932 và trải qua gần 9 thập kỷ trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Về mặt địa lý, quốc gia này chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập, có diện tích đất liền vào khoảng 2,15 triệu km2, là quốc gia rộng lớn thứ 5 tại châu Á và rộng lớn thứ 2 trong thế giới Ả Rập. Quốc gia vùng Trung Đông này có 35,34 triệu người, chỉ bằng 1/3 dân số nước ta. Tuy nhiên, đây lại là nền kinh tế lớn nhất ở Trung Đông và lớn thứ 19 trên thế giới. Saudi Arabia giàu có nhờ trữ lượng dầu mỏ và khí ga tự nhiên dồi dào. Tuy là vùng đất khắc nghiệt về thời tiết, song đất nước này lại được trời phú cho nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng dồi dào, trị giá hơn 34.000 tỷ đô. Chiếm gần 20% tổng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu, tức là cứ 5 thùng dầu mỏ được múc lên thì một thùng trong đó thuộc về Ả Rập Xê Út. Ngoài dầu mỏ và khí đốt, quốc gia này còn có ngành khai thác vàng và các ngành khai khoáng khác. Cũng tương tự Qatar, Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào công nhân ngoại quốc. Khoảng 80% người lao động trong khu vực tư nhân không phải là công dân Ả Rập Xê Út. Chưa hết, được ví von là một trong những quốc gia hào phóng nhất thế giới, họ viện trợ hơn 4 tỷ đô mỗi năm cho các nước đang phát triển và những nước bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Cho tới thời điểm hiện tại, Ả Rập Xê Út là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khoảng 10% GDP của quốc gia này được dành cho quân sự. Nói đến các quốc gia giàu có thì phải nói về tham vọng của họ. Tham vọng lớn nhất của Ả Rập Xê Út là xây dựng một tòa nhà chọc trời. Tại thành phố Jeddah, thủ phủ thương nghiệp, có cảng biển lớn nhất Biển Đỏ đang sở hữu một công trình cao nhất thế kỷ mọc lên từ sa mạc. Kingdom Tower, tòa tháp cao nhất thế giới đang được hoàn thiện và dự tính chiều cao khi hoàn thành là trên 1 km.
nó sẽ xoán ngôi kỷ lục tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay, Burj Khalifa tại Dubai. Trước đó, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020, song việc xây dựng đã tạm dừng do vấn đề đại dịch, lao động và những vấn đề chính trị xảy ra ở Saudi Arabia. Hai trong số những nhà tài trợ lớn nhất của dự án đã bị cuốn vào những cuộc thanh lọc chống tham nhũng của vương quốc. Hoàng gia Saudi Arabia, House of Saud. Đây là hoàng tộc giàu có nhất từng được biết đến với khoảng 15.000 thành viên sống trong các cung điện xa hoa. Nhắc đến định nghĩa của sự giàu có, thường chúng ta sẽ nghĩ đến Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Cho đến thời điểm hiện tại, ông ấy sở hữu giá trị tài sản ròng 181,3 tỷ đô. Thế nhưng bạn sẽ phải nhân con số đó lên khoảng hơn 9 lần thì mới ra được tổng sở hữu khối tài sản khổng lồ của hoàng tộc Saudi, cụ thể là 1.700 tỷ đô. Gia đình Al Saud đã tồn tại được khoảng 300 năm. Di sản của họ còn lâu đời hơn cả quốc gia Ả Rập Xê Út. Nhà nước Saudi đầu tiên được thành lập bởi đại tộc trưởng nhà Saud Mohammed bin Saud vào năm 1727. Phải đến năm 1932, gần 200 năm sau đó, tên đất nước mới được đặt chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út. Chúng ta có thể nói rằng lịch sử của tộc Saud là lịch sử của Vương quốc Saudi. Người Ả Rập truyền thống phần lớn là dân du mục. Nền kinh tế lúc đó dựa trên doanh thu từ du lịch, chủ yếu là từ các cuộc hành hương của những người theo đạo Hồi đến thánh địa Mecca. Sau đó năm 1938, bằng một cách vô tình, họ tìm ra nguồn dầu mỏ khổng lồ thuộc top lớn nhất thế giới dưới thời vua Abdulaziz bin Saud. Khám phá này đã thay đổi vĩnh viễn về cả địa lý, chính trị, con người tại Ả Rập Xê Út và đem tới số tiền khổng lồ quá sức tưởng tượng cho tộc Saud. Cũng kể từ giây phút đó, tộc Saud đã nghiễm nhiên bước chân vào giới thượng lưu và hưởng những đặc quyền chẳng khác gì các tỷ phú lừng danh thế giới. Sự giàu có của họ bắt nguồn từ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, cho nên trụ cột vững chắc cho khối tài sản kếch xù của hoàng tộc Saud cũng chính là công ty dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco, một trong những công ty có giá trị và lợi nhuận cao nhất thế giới. Công ty này hiện được định giá khoảng 2.000 tỷ đô. Gia đình Saudi Arabia sở hữu 98,2% trong số đó. Tương tự như các gia đình hoàng gia nổi tiếng khác, các thành viên trong hoàng gia Ả Rập Xê Út nổi tiếng với khối tài sản cá nhân của họ. Các thành viên thuộc House of Saud có một cuộc sống đáng ghen tị với những khoản chi tiêu khủng, cùng những chiếc máy bay trực thăng hàng đầu, những căn biệt thự nguy nga được trang trí nội thất bằng vàng. Nếu không phải vàng thì sẽ không rơi vào tầm quan tâm của họ. Vua Salman. Vị vua hiện tại của hoàng gia Saudi là quốc vương Salman, tên đầy đủ là Salman bin Abdulaziz Al Saud, lên ngôi từ năm 2015, kế vị anh trai quá cố Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Với khối tài sản cá nhân trị giá 18 tỷ đô, ông nghiễm nhiên trở thành người giàu nhất gia tộc, cũng là thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới. Với khối tài sản kếch xù gần trăm năm trong gia đình, chỉ cần là thứ gì mua được bằng tiền thì ông có thể sở hữu và hưởng thụ, bởi đơn giản vua Salman chẳng có gì ngoài tiền. Những chuyến công du và nghỉ dưỡng siêu đắt đỏ. Thế giới ấn tượng nhất về vua Salman là từ những chuyến công du xa xỉ đẳng cấp của ông ta. Vào năm 2017, công chúng mới thực sự hiểu thế nào là đẳng cấp công du của thành viên hoàng gia giàu có nhất hành tinh. Chiếc máy bay Boeing 747 dát vàng khổng lồ như lâu đài bay của quốc vương, hai chiếc Mercedes chống đạn cùng đoàn tùy tùng và vệ sĩ khổng lồ là những thứ bất ly thân của vua Salman trong các chuyến nghỉ dưỡng hoặc công du nước ngoài. Trong chuyến công du lịch sử đến Nga, vua Salman bin Abdulaziz khiến thế giới phải choáng ngợp khi đưa theo đoàn tùy tùng gồm 1.500 người, hơn 800 cân thực phẩm trong vòn vẹn 4 ngày, cần tới 6 chiếc Boeing để vận chuyển người và thực phẩm. Đặc biệt, các chuyến đi không được thiếu hai chiếc thang cuốn dát vàng ưa thích của ông vua sao hoa bậc nhất, cùng những tấm thảm trải phòng đặc biệt để trang trí cho những nơi ông đặt chân tới. Nói về độ chịu chơi của vua Salman, phải kể đến chuyến thăm Indonesia cùng năm 2017. Ông luôn biết cách để lại ấn tượng mỗi khi ghé thăm một đất nước nào đó theo những cách không thể nào khiêm tốn nổi. Năm đó, Đông Nam Á chấn động khi quốc vương Ả Rập Xê Út mang theo 459 tấn hành lý trong chuyến công du, trong đó có hai chiếc Mercedes-Benz S600 trị giá mỗi chiếc khoảng 1,5 triệu đô để phục vụ nhu cầu di chuyển, và tất nhiên là không thể thiếu chiếc thang cuốn vàng yêu thích của quốc vương rồi. Vậy làm sao để vận chuyển những chiếc thang cuốn dát vàng công kênh này? Đó là lý do vua Salman sở hữu chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules trị giá 14 triệu đô. Hercules Hercules vốn được thiết kế để chuyên dụng trong quân sự, chở xe tăng, pháo binh và lính dù trong một khoảng cách dài.
Tuy nhiên, đối với vua Salman, nó tồn tại trong kho vũ khí của quốc vương Ả Rập Xê Út để chuyên chở gần 500 tấn hành lý, bao gồm cả những chiếc limousine đắt tiền và thang cuốn. Quốc vương Ả Rập và các thành viên hoàng tộc có cuộc sống xa hoa nhờ khối tài sản đồ sộ và thường xuyên có các chuyến đi vô cùng hào tiền tốn của khi ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Còn nhớ lần vị vua này công du Nhật Bản, đoàn của ông có 1.500 người, quốc vương Ả Rập đã thuê 1.200 phòng khách sạn hàng đầu tại Tokyo để phục vụ đoàn, cũng như khiến cho cả Nhật Bản kinh ngạc khi dùng tới 500 chiếc Mercedes để tháp tùng quốc vương tham quan quanh thành phố. Tất nhiên đó chưa phải là tất cả về sự hào hoa và lộng lẫy trong các chuyến du lịch của vua Salman. Năm 2015, ông tới nghỉ dưỡng tại bãi biển Riviera của Pháp và khiến nơi này phải đóng cửa trong 3 ngày bởi họ phải chạy hết công suất phục vụ quốc vương Ả Rập cùng đoàn khách 1.000 người ông đưa theo. Trong kỳ nghỉ để phục vụ nhà vua, nhà quản lý biệt thự liền cho thay đổi toàn bộ cửa kính, trồng hàng tấn hoa tươi. Đặc biệt, một thang máy nổi nối từ bãi biển La Mirandol tới biệt thự được xây dựng nhằm phục vụ các thành viên hoàng gia. Điều này đã khiến người dân Pháp bức xúc và phẫn nộ khi nhà vua vừa bao trọn cả khu nghỉ dưỡng cũng như đổ bê tông lên bãi biển để lắp thang máy riêng. Chiếc máy bay dát vàng Boeing 747. Độ giàu có của hoàng gia Ả Rập luôn khiến người ta phải ngả mũ kính nể. Một trong số đó là chiếc máy bay dát vàng cá nhân của quốc vương mang tên đầy đủ Saudi Arabian Boeing 747-400 Aircraft trị giá 300 triệu đô. Đây là một trong những chiếc máy bay tư nhân sang trọng bậc nhất thế giới. Nội thất của máy bay rất ít được tiết lộ, với vài bức ảnh hiếm hoi bên trong chiếc phi cơ được công bố đều cho thấy màu vàng là tông chủ đạo của các món đồ. Không gian bên trong được thiết kế có một bàn ăn lớn cho hơn 10 người. Chỗ ngồi của nhà vua cũng tách biệt với ghế lớn đặt giữa khoang máy bay. Khoang hành khách được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa đến từng chi tiết nhỏ, chẳng kém gì cung điện. Cung điện Al-Yamama, Riyadh. Khi không đi du lịch tại quê hương, tư dinh của vua Saudi Arabia tại Riyadh là nơi ông sinh sống và làm việc, cũng như trụ sở chính của hoàng tộc Saudi. Con số cụ thể của cấu trúc sang trọng này đáng giá nhường nào? Tuy nhiên, với kích thước và nội thất đắt tiền, ít nhất nó phải nằm đâu đó trong khoảng từ hàng triệu đến hàng tỷ đô. Dinh thự này được xây dựng theo phong cách phương Đông truyền thống. Bên ngoài, cung điện Al-Yamama có thiết kế hiện đại, trang nhã phù hợp với thiết kế Ả Rập cổ điển, với các họa tiết hình học và các cửa sổ hình vòm nhọn. Bên trong, không gian khá tối giản, với tông màu chủ đạo là trắng vàng, được trang trí công phu bằng vàng với đèn chùm khổng lồ lộng lẫy và những món đồ cổ cùng những tấm thảm phong phú. Sự đắt tiền còn đến từ các cánh cửa hoa văn, sàn đá cẩm thạch Italy, chân nhà hay các tường đều được chạm khắc tinh xảo bằng những họa tiết mang đầy hơi thở Trung Đông, càng làm toát lên cảm giác giàu sang. Đây cũng là nơi vua Salman chủ trì các cuộc họp của chính phủ và thường chào đón các chức sắc nước ngoài và các nhân vật quan trọng khác đến cung điện. Cung điện Al-Wajra. Một dinh thự xa hoa khác là cung điện Al-Wajra ở vùng ngoại ô Riyadh. Một công trình mang đậm đà nét bản sắc văn hóa Ả Rập trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Thay vì có nhiều đồ trang trí lấp lánh, cung điện tập trung trưng bày những sản phẩm thủ công tốt nhất của Ả Rập Xê Út, với các chi tiết và đồ nội thất trên tường được chạm khắc thủ công tinh xảo, sản phẩm khảm và các điểm nhấn tinh tế. Tòa nhà phản ánh niềm đam mê của ông đối với phong cách kiến trúc và trang trí địa phương. Cung điện Urga. Nằm ở trung tâm Riyadh và được hoàn thành cũng gần đây, cung điện Urga là một trong những nơi được quốc vương thường xuyên lui tới và tiếp khách. Cũng giống như Al-Yamama, cung điện Urga rất phô trương với phần lớn đồ mạ vàng, thảm lụa phong phú và đá cẩm thạch đắt tiền của Ý. Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện xa hoa tráng lệ này, bởi đây là nơi dành cho quốc vương và các thành viên hoàng tộc để tiếp đón các nguyên thủ cấp cao. Cung điện Urga chủ yếu được sử dụng cho các chức năng của chính phủ, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và các lễ hội văn hóa nhằm giới thiệu nghệ thuật và phong tục của Ả Rập Xê Út với cộng đồng quốc tế. Các hình ảnh nội thất của cung điện Urga hiếm khi được tiết lộ. Trong cung điện tràn ngập đồ vật mạ vàng, từ ghế ngồi hồ bơi đến cả những món đồ nhỏ như hộp giấy. Người ta truyền tai nhau rằng quốc vương thậm chí còn không buồn nhìn vào khăn giấy Kleenex trừ khi nó được lấy ra từ một chiếc hộp bằng vàng nguyên khối. Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud, 1985. Danh hiệu thái tử cao quý của dòng tộc thuộc về Mohammed bin Salman Al Saud, còn được gọi tắt là MBS, để kế vị vua Salman kể từ năm 2017. Anh là con cả trong số 6 người con trai của vua Salman với người vợ thứ 3 Fada bin Farah bin Sultan. Từng là thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong nhiều năm, vị thái tử trẻ tuổi này được đánh giá là một người khôn ngoan trước tuổi,
Mặc dù không cần nói, nhưng nhiều người ngầm biết anh ta mới là người nắm quyền điều hành đất nước hiện tại. MBS được trao quyền kiểm soát Aramco, công ty dầu khí nhà nước, cũng như Hội đồng Kinh tế và Phát triển, là người trực tiếp quản lý khối tài sản 2.000 tỷ của gia tộc. Ngoài ra, Mohammed bin Salman đang nắm quyền điều hành quỹ đầu tư PIF mà giá trị của quỹ này lên tới 620 tỷ đô. Giá trị tài sản dòng cá nhân của anh là khoảng 8 tỷ đô. Hầu hết số tiền đó đến từ tài sản thừa kế của hoàng gia về dầu mỏ, cũng như từ các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài. Để nói về cuộc sống xa hoa của MBS, gần như anh ta chẳng kém cạnh gì cha mình, thậm chí còn có phần xa hoa hơn gấp nhiều lần vua Salman khi anh ta bắt đầu chi tiêu xa xỉ chưa từng thấy ở tuổi 34. Trong video 10 chiếc siêu du thuyền tư nhân sang trọng và đắt giá nhất thế giới, ở vị trí số 8 là chiếc siêu du thuyền Serene và chủ sở hữu của nó không ai khác chính là thái tử MBS. Để biết chi tiết cung điện nổi này xa hoa tới mức nào, quý vị có thể tìm xem lại trên kênh của chúng tôi nhé. Lâu đài Chateau Louis XIV, Pháp, 300 triệu đô. Thái tử Bin Salman sở hữu cho riêng mình tòa lâu đài cổ nhất nước Pháp Chateau Louis XIV năm 2015. Anh chi 300 triệu đô mua lại tòa lâu đài, biến Chateau Louis XIV trở thành lâu đài đắt giá nhất thế giới. Sau quá trình cải tạo, tòa lâu đài trở thành tuyệt tác hoàn hảo, pha trộn giữa tiện nghi hiện đại và kiến trúc sang trọng. Hầu hết các cánh cửa đều được mạ vàng, trong khi cầu thang cũng có nhiều chi tiết làm bằng vàng. Đài phun nước công nghệ cao, hệ thống điện âm thanh và điều hòa được điều khiển từ xa bằng điện thoại. Hoành tráng nhất là căn phòng thư giãn mô phỏng thủy cung, nơi thái tử dùng để tiếp khách hoặc ngắm cá bơi. Tòa lâu đài có 10 phòng ngủ, phòng tiếp khách trần cao 17 mét, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, hai phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, một hộp đêm, thư viện và hầm rượu chứa 3.000 chai. Thế nhưng điều đặc biệt nhất trong ngôi nhà này lại là một tài sản thậm chí có giá còn đắt hơn cả giá trị của toàn bộ bất động sản kể trên. Một trong những thương vụ mua bán đáng chú ý nhất của thái tử MBS trong thập niên qua là vào năm 2017, khi anh ấy chi tới 450 triệu đô để sở hữ bức tranh sơn dầu Salvator Mundi của họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci. Theo giới phân tích nghệ thuật, tranh của Leonardo là một trong những thứ hiếm nhất trên hành tinh này, còn nhà đấu giá Christie's thì ca ngợi tác phẩm là khám phá nghệ thuật lớn nhất thế kỷ 21. Trong tòa lâu đài siêu đắt giá còn trưng bày một tài sản đắt giá hơn cả lâu đài, quá đặc biệt phải không nào? Dàn siêu xe dát vàng. Trái ngược với số đông những yếu nhân giàu có, thái tử Bin Salman không quá hứng thú với việc sưu tập siêu xe. Một số bài báo cho rằng garage của ông khá khiêm tốn, ít nhất là so với những tỷ phú khác, thế nhưng nó đều phải dát vàng. Sở thích của hoàng gia Ả Rập nhìn chung đều khá đơn giản, mọi thứ xoay quanh vàng. Từ cung điện của vua cha đến dàn siêu xe của thái tử Ả Rập, chúng ta đều thấy rõ điều đó, như chiếc Bugatti Veyron Grand Sport mạ vàng có giá khổng lồ lên tới 12,5 triệu đô, hay chiếc Lamborghini Aventador có giá 8 triệu đô lấp lánh. Chưa hết, anh ta còn sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Bentley Continental Flying Spur, Rolls-Royce Phantom Coupe, Range Rover và Mercedes G63 6X6 với tổng trị giá 36 triệu đô. Tất nhiên là MBS đã bọc tất cả những chiếc xe kể trên bằng vàng. Câu lạc bộ Newcastle. Trong quá khứ, Bin Salman cũng từng muốn mua MU với giá 4 tỷ bảng nhưng không thành. Cho đến năm 2021, quỹ đầu tư PIF do tỷ phú thái tử Saudi Arabia đứng đầu đã hoàn tất việc thâu tóm câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng Anh Newcastle với giá 415 triệu USD. Việc mua lại một câu lạc bộ bóng đá được coi là một phần của thói quen vung tiền sở hữu những món tài sản đắt giá của các tỷ phú Ả Rập. Mặc dù đây chưa phải là toàn bộ những nhân vật đáng gờm nhất về độ giàu có trong nhà Saud, tuy nhiên họ là những người nắm giữ quyền lực chính với số lượng tài sản kếch xù của gia tộc khổng lồ cũng như chi tiêu nó theo những cách xa hoa nhất có thể. Không chỉ riêng nhà vua hay thái tử, các hoàng tử công chúa và hoàng thân quốc thích trong tộc Saud cũng đều có chung những sở thích như đi du lịch xa hoa, hưởng thụ những vật phẩm đắt tiền, ăn những món ăn đắt nhất thế giới, ở trong những cung điện dát vàng nguy nga. Họ sống như thể không bao giờ phải lo lắng về ngày cạn kiệt tài sản vậy. Các thành viên trong gia đình Saud cũng thường xuyên cung cấp tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện và đầu tư cho người dân Ả Rập. Gần đây, nước này đã cam kết tài trợ hàng triệu đô vào Quỹ Ngân hàng Thế giới cho các doanh nhân nữ. Thái tử Bin Salman cũng tuyên bố rằng phần lớn tài sản của ông dành cho từ thiện, tôi dành ít nhất 51% cho mọi người và 49% cho bản thân mình. Tất nhiên, hoàng tộc nào cũng có những góc khuất khó giải bày. Kể từ khi thái tử Bin Salman lên nắm quyền, nội bộ dòng tộc đã có những sự xáo trộn lớn. Khi anh ta ra lệnh truy quét thanh trừng tham nhũng lớn nhất chưa từng có, một số thành viên hoàng gia nổi trội cũng bị xa lưới, bao gồm hoàng tử Al-Walid, người được mệnh danh là Warren Buffett của Ả Rập, với khối tài sản hơn 20 tỷ đô toàn cầu.
Theo đánh giá, MBS đã đem đến những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cho Ả Rập Xê Út. Anh ta đã thực thi những thay đổi làm rung chuyển cả vương quốc, nới lỏng những hạn chế tôn giáo và củng cố thêm quyền cho phụ nữ Ả Rập. Củng cố giảm thiểu sự phụ thuộc của Saudi Arabia vào xuất khẩu dầu mỏ để tái định nghĩa vị thế nước này trên thế giới, thông qua thúc đẩy phát triển các ngành mới như du lịch. Vừa rồi là toàn bộ sự vương giả xa hoa gây choáng ngợp của hoàng tộc Saudi Arabia, được thể hiện rõ nét nhất qua hai nhân vật siêu quyền lực và giàu có của gia tộc. Còn quý vị và các bạn thì có suy nghĩ thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến cho bạn những thông tin thú vị. Đừng quên nhấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhiều người bắt đầu tò mò về đất nước Maroc cũng như gia thế và xuất thân của hoàng gia trị vì nước này. Tuy không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông đại chúng, không nổi tiếng đình đám hàng đầu hành tinh như hoàng gia Saudi Arabia, lại vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Nhưng nếu nói về hoàng tộc gia giàu có nhất lục địa châu Phi thì không có cái tên nào khác ngoài gia đình hoàng tộc Morocco. Vị vua trị vì nước này là vị vua giàu thứ 5 trên thế giới, quốc vương Mohammed đệ lục. Ngoài việc sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đô, gia đình hoàng gia Morocco còn được liệt vào danh sách những hoàng tộc chi tiêu hào phóng bậc nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những khối tài sản cách xù và cuộc sống của giới hoàng thân quốc thích Maroc nha. Maroc là một đất nước nằm ở Tây Bắc châu Phi, ngay rìa lục địa châu Phi, giáp Algeria ở phía đông, Đại Tây Dương ở phía tây và biển Địa Trung Hải ở phía bắc. Với diện tích là 446.550 km2, với 37 triệu người Maroc sống tại đất nước của mình và 2,5 triệu người Maroc đang sinh sống ở Pháp và Tây Ban Nha. Là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 5 ở châu Phi, thu nhập bình quân đầu người là 9.165 đô. Maroc là quốc gia châu Phi duy nhất hiện không là thành viên của Liên minh châu Phi, nhưng lại là thành viên của Liên đoàn Ả Rập. Maroc đang sở hữu 4.800 triệu phú và 136 cá nhân siêu giàu. Thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất Casablanca là nơi cư ngụ của 68 người có khối tài sản ròng ít nhất 30 triệu đô, chiếm 50% tổng số cá nhân siêu giàu của toàn quốc. Hoàng gia Morocco cầm quyền triều đại Alouite được thành lập từ năm 1631 nhưng đã bắt nguồn từ thế kỷ 13. Gia đình nòng cốt được tạo thành từ 19 thành viên do vua Mohammed đệ lục lãnh đạo lên ngôi năm 1999. Đức vua Mohammed đệ lục là người có khối tài sản lớn nhất Maroc. Giá trị tài sản ròng của nhà vua được ước tính vào khoảng từ 2,1 tỷ đô đến hơn 5 tỷ đô. Theo tạp chí Forbes, ông là quốc vương giàu nhất châu Phi vào năm 2014 và là vị vua giàu thứ 5 thế giới. Vua Mohammed đệ lục. Triều đại Alawite đã trị vì Morocco từ năm 1631. Hoàng tộc hiện có 19 thành viên nòng cốt, được lãnh đạo bởi đức vua hiện tại Mohammed đệ lục. Quốc vương tham gia vào mọi quyết định và ông là người có quyền hành tuyệt đối. Mohammed đệ lục không phải là một vị quốc vương theo khuôn mẫu của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư. Sau 21 năm cầm quyền, ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo tự do của thế giới Ả Rập. Ông bắt đầu triều đại của mình với một loạt các cải cách kinh tế và dân sự và giúp Maroc phát triển nền kinh tế nhanh chóng. Điều đó khiến quốc vương trở nên nổi tiếng trong các thành phần xã hội. Tài sản của vua Mohammed đệ lục chủ yếu đến từ cổ phần của hoàng tộc trong National Investment Company. Đây là công ty chuyên đầu tư vào các nước châu Phi, có kinh doanh trong các mảng ngân hàng, viễn thông và năng lượng tái tạo. Mohammed đệ lục còn nắm cổ phần của ngân hàng Atijar Wafa lớn nhất Morocco, công ty khai thác mỏ Group Managem, công ty sản xuất đường Kasuma và công ty sữa Central Danone. Bộ sưu tập cung điện nguy nga. Với khối tài sản khổng lồ, quốc vương đang sở hữu 12 cung điện trên khắp các nơi trên thế giới. Đa số các cung điện được bố trí đội cảnh vệ an ninh nghiêm ngặt và thậm chí là nhiệt độ trong phòng luôn phải duy trì ở 17 độ C. Theo thông tin từ Forbes, vào thời điểm được công nhận là vị vua giàu có nhất châu Phi vào năm 2014, ngân sách hoạt động hàng ngày của cung điện nơi ông sống là 960.000 đô. Nơi ở chính thức của quốc vương Mohammed đệ lục và gia đình của ông là cung điện Dar el Makhzen. Đây còn được gọi là Palais Royal nằm ở Fez. Công trình này được bao quanh bởi những bức tường cao trải dài trên diện tích 195 mẫu. Cung điện được xây vào năm 1864 bởi quốc vương Mohammed đệ tứ với những cánh cổng được làm từ đồng mạ vàng. Nơi này không mở cửa cho công chúng mà chỉ được dành để tiếp đón khách quý cũng như là nơi sinh hoạt riêng của hoàng gia.
Mặc dù không được vào thăm bên trong cung điện, tuy nhiên phía ngoài cung điện, nơi có những cánh cửa lớn, lại là một điểm tham quan ưa thích của du khách và người dân. Họ thường lui tới nơi này để chụp lại những bức hình kỷ niệm. Bên trong cung điện được trang hoàng bởi tông màu xanh và vàng kim, tạo nên cảm giác cổ điển. Khung cảnh bên trong đều được trang trí tỉ mỉ bằng những họa tiết hoàng gia. Chưa hết, trong cung điện còn có một nhà thờ Hồi giáo dành cho nhà vua và gia tộc hoặc những vị khách quý khác. Một số thông tin khác còn cho hay, bên cạnh cung điện nguy nga này, vua Mohammed đệ lục còn sở hữu các cung điện ở Rabat và Marrakesh. Nhà vua cũng gây chú ý khi mua cho mình một cung điện tại Hoa Kỳ với giá trị ước tính lên tới 500 triệu đô. Tuy nhiên thông tin cụ thể không được tiết lộ. Quốc vương giàu có nào trên thế giới cũng đều có đam mê đối với những xế hộp hạng sang. Mohammed đệ lục cũng chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng ông là một tay chơi siêu xe khủng khi có trong tay một bộ sưu tập lên tới 600 chiếc, ước tính giá trị lên tới hơn 400 triệu đô. Bộ sưu tập của quốc vương chắc chắn không thể thiếu những cái tên đắt tiền như Maybach, Mercedes, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce cũng như các chiếc oldtimer hiếm có. Một trong những chiếc xe yêu thích của ông là chiếc Aston Martin DB7 giá khoảng 152.000 đô. Xếp vị trí thứ 5 về độ giàu có trên thế giới thì chuyên cơ cá nhân của vua cũng phải vô cùng đẳng cấp. Ông thường xuất hiện cùng chiếc Boeing 747-400 được trang bị đầy đủ tiện nghi. Nội thất bên trong được điều chỉnh lại theo đúng sở thích nên hẳn không hề tầm thường. Ước tính chiếc máy bay này có giá hơn 90 triệu đô. Ngoài ra, hoàng tộc Maroc nói chung và quốc vương nói riêng còn nổi tiếng về độ chịu chi và hào phóng. Quốc vương dành ra khoảng 263 triệu đô mỗi năm cho những chi tiêu và vận hành cho các cung điện và sinh hoạt của mình. Trong khoản chi tiêu khổng lồ hàng năm dành cho sinh hoạt, ông còn dành 1,8 triệu đô cho thức ăn vật nuôi, bởi quốc vương còn là chủ sở hữu của nhiều con ngựa giống tốt và quý hiếm, bao gồm cả ngựa giống vùng vịnh được xếp hạng cao nhất, hay con ngựa mà vận động viên cưỡi ngựa Olympian Abdul Kabir Warda sử dụng để huấn luyện và thi đấu. Quốc vương cũng là một người rất chú trọng về bề ngoài. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nhà vua luôn mang trên mình những bộ cánh sa hoa đẳng cấp tôn lên được vẻ quý phái sang trọng. Vậy nên những phụ kiện được nhà vua mang trên người cũng vô cùng được để ý và cái giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ. Điển hình nhất có thể kể đến chiếc đồng hồ nạm kim cương hãng Patek Philippe 5980-1400G trị giá 1 triệu đô và vô vàn những phụ kiện đắt giá khác. Vương phi Lala Salma. Nhắc đến quốc gia Morocco, chắc chắn không thể không nhắc đến chuyện tình đẹp như cổ tích của quốc vương với vương phi Lala Salma. Bà vốn có xuất thân thường dân ở Maroc, tốt nghiệp kỹ sư và trở thành phu nhân của quốc vương Mohammed đệ lục. Theo truyền thống của quốc vương này, phu nhân của quốc vương không được phong tước hiệu hoàng tộc mà chỉ được gọi đơn thuần là vợ vua hoặc người sinh con cho vua. Song vì tình yêu to lớn dành cho bà Lala Salma, quốc vương Mohammed đệ lục đã phá vỡ tiền lệ, bỏ chế độ đa thê và phong hiệu để bà trở thành vương phi đầu tiên của đất nước Maroc. Không lâu sau khi kết hôn, bà đã hạ sinh con trai đầu lòng là thái tử Moulay Hassan vào năm 2003 và công chúa út Lala Khadija vào năm 2007 tại cung điện hoàng gia Rabat. Vương phi Lala Salma là kiểu phụ nữ hiện đại ở Maroc, thay mặt đất nước tham dự các sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, bà cũng hiện thân là một vương phi tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tuy cuộc sống riêng tư của vương phi vô cùng kín tiếng, nhưng nếu để ý, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, vương phi đều mặc trên mình những bộ váy truyền thống tuyệt đẹp được thiết kế tinh xảo và lộng lẫy. Bà có nguyên một bộ sưu tập những bộ váy dài với thiết kế khác nhau thay vì trùm đen từ đầu đến chân như những phụ nữ Maroc bình thường. Thái tử quyền lực Moulay Hassan. Trong những gương mặt con nhà giàu có xuất thân châm ảnh thế phiệt và giàu có bậc nhất trên thế giới, chắc hẳn không thể bỏ qua thái tử Moulay Hassan của đất nước Morocco. Cậu bé 19 tuổi này là cái tên đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ bảng profile quá khủng. Không những cực kỳ giàu có với khối tài sản kếch xù cùng xuất thân hoàng gia, Moulay Hassan còn thể hiện tố chất của người lãnh đạo từ rất sớm khi bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị từ khi còn nhỏ. Vị thái tử của Morocco này được xem là một trong những đứa trẻ giàu có và quyền lực nhất thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, Moulay Hassan vẫn nằm trong danh sách những người thừa kế nổi bật trên thế giới với khối tài sản ròng lên đến 1,5 tỷ đô. Sinh năm 2003 và là cậu con trai đầu lòng của quốc vương và quốc phi, khỏi phải nói Maroc đã chào đón sự ra đời của cậu trịnh trọng như thế nào. Ngày thái tử được sinh ra,
quốc vương đã cho bắn 21 phát súng chào mừng dành riêng cho con trai mình. Tên của cậu được đặt theo tên của ông nội Hassan đệ nhị. Thái tử Moulay Hassan hiện đang đứng đầu trong danh sách thừa kế và sớm thể hiện phẩm chất của một quốc vương tương lai do tham gia vào các hoạt động sự kiện liên quan đến ngoại giao, chính trị cùng cha từ nhỏ. Khi đang ở độ tuổi thiếu niên, cho nên giới chính trị gia vốn đã rất quen mặt với Moulay Hassan, đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng nhất định dành cho cậu bé này. Kể từ năm 16 tuổi, Thái tử Moulay Hassan thường xuyên đại diện vua cha để tiếp đón các sứ đoàn cũng như xử lý các việc ngoại giao. Năm 2019, Moulay Hassan đã đại diện vương quốc tiếp đón hoàng tử Harry trong chuyến thăm Morocco. Cũng trong năm này, Thái tử cũng đã chủ trì lễ khai mạc triển lãm nông nghiệp quốc gia SIAM lần thứ 14 tại Morocco, hay tại lễ tang của Henry d'Orléans, bá tước Paris và công tước Pháp. Moulay Hassan là người đại diện để tham dự. Đặc biệt, Moulay Hassan là người trẻ nhất tham gia hội nghị thượng đỉnh một hành tinh ở Pháp vào năm 2017. Và năm đó, cậu cũng đã trở thành tâm điểm truyền thống. Sự chững chạc, bản lĩnh và thông tuệ của Thái tử Moulay Hassan giúp cậu nhận về nhiều sự tán thưởng, cũng như cho thấy hình ảnh của một vị minh quân trong tương lai. Về học vấn, Moulay Hassan đã đạt danh hiệu tú tài khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế và khoa học xã hội. Tài năng vượt trội cùng những tố chất cần có đối với vị trí người đứng đầu của Moulay Hassan nhận được sự đánh giá cao từ công chúng. Đặc biệt, Thái tử Moulay Hassan luôn tỏ ra hứng thú với ngành hàng không. Chưa hết, cậu bé 19 tuổi này còn thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Ngoài ra, Moulay Hassan cũng được cho rằng đang sở hữu chiếc máy bay phản lực Gulfstream G650 với trị giá lên đến 67,4 triệu đô. Chiếc máy bay này được cho là một trong những máy bay phản lực VIP đắt nhất và mạnh nhất hiện có. Biển số CNAMH có nghĩa là Altesi, bệ hạ, mang lại cho cậu đặc quyền được gọi là Moulay Hassan bệ hạ mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, có một chi tiết rất đặc biệt và thú vị khiến thái tử được nhiều người chú ý và biết đến. Đó là trong mỗi sự kiện, hoàng tử không để bất cứ ai hôn lên tay mình. Đây là câu chuyện về văn hóa. Khi chào những người trên mình và muốn hôn tay họ để thể hiện sự tôn trọng và kính cẩn, chẳng hạn như ông bà, cha mẹ, họ hoàn toàn có thể rụt tay lại một cách dứt khoát để thể hiện tình cảm thân tình, không câu nệ phép tắc. Hành động rụt tay đó thể hiện cho tình thân. Trong tình huống của vị hoàng tử này cũng vậy. Khi đứng trước một thành viên cao quý của hoàng gia, các vị quan chức Morocco muốn thể hiện sự thành kính bằng cách hôn tay. Nhưng vị thái tử trẻ cảm thấy điều đó không cần thiết. Đặc biệt khi những người đứng trước mặt cậu bé đều là các vị quan chức đã lớn tuổi, còn cậu vẫn đang là một thiếu niên. Từ lúc nhỏ, 12 tuổi cho đến tận bây giờ, thái tử vẫn luôn giữ nguyên tắc đó cho mình. Có thể xem Moulay Hassan hiện đang là một trong những người thừa kế sáng giá bậc nhất hiện nay. Việc sớm tham gia xử lý việc nước cùng vua cha từ nhỏ đã giúp vị thái tử này trở nên chững chạc, bản lĩnh và nắm nhiều thực quyền hơn so với những thế hệ con cháu hoàng gia cùng trang lứa. Không chỉ tài giỏi, Moulay Hassan còn sở hữu nhan sắc sáng sủa, mang khí chất vương giả cùng khối tài sản kếch xù. Công chúa Lala Khadija tuy không nắm giữ số tiền lớn hàng tỷ đô như anh trai của mình, nhưng ước tính số tài sản mà cô công chúa bé nhỏ sinh năm 2007 này đang nắm giữ cũng lên tới 500 triệu đô. Trong ngày Khadija chào đời, quốc vương Morocco đã cho bắn 21 phát đại bác để chào mừng. Khadija còn được mệnh danh là công chúa của những trái tim và là một trong những thành viên hoàng gia trẻ tuổi được yêu mến nhất thế giới. Khi theo học trường hoàng gia danh tiếng nằm trong cung điện ở Rabat, công chúa Khadija đã sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. Công chúa 15 tuổi có thể nói thuần thục nhiều ngôn ngữ và đã biểu diễn các vở kịch trên sân khấu bằng tiếng Ả Rập, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Nga và Trung Quốc. Ngay từ khi mới 11 tuổi, công chúa Khadija đã cùng cha và anh trai là thái tử Moulay Hassan bắt đầu tham gia các hoạt động chính thức của hoàng gia khi tới dự một chương trình của Bộ Giáo dục Morocco. Khadija sau đó xuất hiện tại nhiều buổi lễ khác nhau cùng với các thành viên hoàng gia, thậm chí còn chủ trì sự kiện khánh thành khu sinh vật cảnh của Công viên Động vật Quốc gia Rabat năm 2019. Công chúa cũng gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới, cũng như thành viên hoàng gia từ các nước khác. Năm 2017, Khadija cùng gia đình dự lễ đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Hoàng gia. Công chúa nhỏ năm 2019 tiếp tục gặp Giáo hoàng Francis và gia đình quốc vương Tây Ban Nha Philip Đệ Lục khi họ tới thăm Morocco. Khi không phải đến trường hay thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, công chúa Khadija thường cùng gia đình du lịch khắp nơi trên thế giới. Các thành viên hoàng gia Morocco từng đi nghỉ tại New York, Paris, nhưng điểm đến yêu thích của họ là Hy Lạp.
Năm 2019, gia đình công chúa Khadija còn thuê một du thuyền có giá 4 triệu đô một tuần để phục vụ chuyến du lịch. Tất nhiên, gia đình hoàng gia không chỉ hào phóng mà còn nổi tiếng vì những hoạt động từ thiện của mình. Để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện, bao gồm tài trợ mua vật tư và thiết bị cho các cơ sở điều trị ung thư, trong buổi đấu giá xa xỉ, hoàng gia đã bán đấu giá một số món đồ độc đáo, bao gồm một chiếc xe mui trần cổ điển 1970, từng là một phần của bộ sưu tập hoàng gia và các bức tranh đáng giá. Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá là gần 16 triệu đô, đều được sử dụng cho mục đích từ thiện. Gia đình hoàng gia Maroc cũng rất được tôn trọng bởi sự hào phóng mà nhà vua dành cho chính nhân viên của mình hay những đối tác được ông trao quà, cũng như những hoạt động từ thiện và những đóng góp của ông cho xã hội. Tuy vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng tư cũng như khối tài sản của mình, song những thông tin mà chúng ta có được cũng phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giới quý tộc ở đất nước Bắc Phi này. Còn quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới nhé. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Brunei được biết đến là đất nước Hồi giáo giàu có và đặc biệt huyền bí ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù có diện tích bé nhỏ với dân số chỉ khoảng 441.000 người, nhưng đây lại là một trong những quốc gia siêu giàu có trên thế giới. Phải nói rằng Brunei sở hữu những công trình kiến trúc đầy ấn tượng với hơn 100 các thánh đường lớn nhỏ. Đến với Brunei, bạn sẽ phải kinh ngạc vì sự lộng lẫy của những thánh đường này, bởi sự chịu chơi khi trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu, vàng dát khắp trốn và những chùm đèn pha lê nặng vài ba tấn. Tất nhiên là ở một đất nước giàu có tầm cỡ như vậy thì chắc hẳn quốc vương nơi đó sẽ nghiễm nhiên được sống trong nhung lụa và xa hoa tuyệt đỉnh. Chúng ta đã từng điểm qua về những gia tộc cùng những vị vua vô cùng giàu có với những khối tài sản đồ sộ đáng mơ ước. Nhưng không phải tất cả họ đều có xu hướng vung tiền theo cách xa xỉ như đức vua của Brunei, ngài Hassanal Bolkiah. Quốc vương và cả hoàng tộc này nổi tiếng với nghệ thuật tiêu tiền xa hoa bậc nhất thế giới. Quốc vương Hassanal Bolkiah đã chi rất nhiều tiền cho những thú vui của mình theo một cách đầy xa xỉ và theo cách nói của nhiều người là ngông cuồng không tưởng tượng nổi. Cai trị đất nước qua nhiều thế kỷ, hoàng gia Brunei nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Cùng với đó, các thành viên hoàng tộc sống trong xa hoa quyền quý. Hoàng gia Brunei nằm trong danh sách những hoàng tộc giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 30 tỷ đô. Trong đó, số tiền khổng lồ chủ yếu tập trung vào quốc vương Hassanal Bolkiah, người đã cai trị Brunei hơn nửa thế kỷ. Tờ South China Morning Post đã từng ví von sự giàu có của nhà vua 72 tuổi trở thành huyền thoại. Đức vua yêu thích vàng đến nỗi rát vàng cả bồn rửa mặt cũng như toàn bộ nhà vệ sinh. Ông cũng từng đưa thợ cắt tóc từ Vương quốc Anh đến Brunei để đảm bảo ngoại hình của mình luôn chỉn chu như ý muốn. Chính những điều đó đã cho thấy vị quốc vương này chưa bao giờ ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ, kể cả cho những nhu yếu phẩm cơ bản. Và đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong thói quen tiêu xài của đức vua Brunei. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Giới Thượng Lưu khám phá đầy đủ hơn về vị quốc vương cá tính mạnh mẽ và siêu giàu có này, quý vị nhé. Bắt đầu thôi. Huyền thoại giàu có Brunei. Quốc vương Brunei có tên đầy đủ là Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadollah, mọi người thường gọi tắt là Hassanal Bolkiah. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, tài khoản kếch xù hay những thói quen chi tiêu vương giả xa xỉ, mà ông còn được biết đến với danh xưng vị vua tại vị lầu nhất thế giới. Quốc vương Bolkiah lên ngôi vào năm 1967 ở tuổi 21 và đã trị vì gần 55 năm. Vốn là trưởng nam của cựu quốc vương Omar Ali Safi Sultan Đệ Tam, vị Sultan thứ 28 của Brunei. Năm 1961, ông được phong làm thái tử. Năm 1966, ông sang Anh học tại trường sĩ quan lục quân hoàng gia Sandhurst. Và năm 1967, ông về nước và kế vị vua cha. Cũng như cha, ông được nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước hiệp sĩ. Năm 1984, Brunei độc lập, ông kiêm giữ chức thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chính. Ông vừa là tổng tư lệnh quân đội hoàng gia, vừa là người nắm quyền cao nhất trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát. Với lối sống xa hoa vương giả nhờ khối tài sản khổng lồ, ông đứng thứ hai trong danh sách những vị vua giàu nhất thế giới. Tạp chí Forbes từng ước tính khối tài sản ròng của quốc vương Brunei là khoảng 30 tỷ đô. Khối tài sản khổng lồ này chủ yếu được khởi đầu từ
từ sự giàu có và trù phú của hòn ngọc xanh giàu có của Đông Nam Á, Vương quốc Brunei. Vương quốc Hồi giáo của ông là một trong những nền kinh tế bền vững trên thị trường. Không những được trời phú cho nguồn dầu mỏ giàu có, thiên nhiên Brunei cũng được ưu ái cho hệ động thực vật vô cùng phong phú. Rất nhiều khu rừng vẫn còn giữ được nét hoang sơ với nhiều loại gỗ quý đã được chính phủ và người dân gìn giữ, bảo vệ từ đó đến nay. Brunei là một đất nước nhỏ bé, nhưng sự thịnh vượng thì không đâu sánh kịp. Không phải ngẫu nhiên Brunei được ví là hòn ngọc xanh, bởi nếu đến thăm và đáp xuống sân bay quốc tế Brunei tại Barakas, phía bắc thủ đô Bandar Seri Begawan, từ trên nhìn xuống mọi người phải trầm trồ vì đất nước này ngập tràn màu xanh. Bên cạnh đó có sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của những ngôi nhà thờ Hồi giáo cổ kính, xen lẫn hệ thống đường xá hiện đại bậc nhất. Với diện tích gần 6.000 km², trong đó rừng nguyên sinh chiếm đến 70%, Brunei được mệnh danh là lá phổi Đông Nam Á. Theo ngôn ngữ Nam Đảo, Brunei có nghĩa là nơi ở của hòa bình, nên khi đặt chân đến quốc gia giàu có và thịnh vượng này, bạn sẽ thấy không gian thật yên bình, không có tòa nhà chọc trời, không có quán cóc bên đường, không có cả bóng một chiếc xe máy hay xe đạp nào lướt qua. Brunei tọa lạc trên phần phía bắc đảo Borneo, cũng là hòn đảo duy nhất thuộc sở hữu của ba quốc gia Brunei, Malaysia và Indonesia. Dù diện tích khiêm tốn, song Brunei lại may mắn khi gần như toàn bộ trữ lượng dầu mỏ đều tập trung trên phần lãnh thổ thuộc chủ quyền nước này. Kể từ khi các mỏ dầu và khí được chính thức phát triển, ngành công nghiệp dầu khí luôn đóng vai trò quan trọng trong cán cân kinh tế của Brunei khi đóng góp hơn 90% GDP của cả nước. Nằm ở vị trí mỏ dầu đầu tiên được phát hiện khi xưa, Brunei đã cho xây dựng một cột mốc biểu tượng 1 tỷ thùng dầu khi nước này đạt cột mốc đáng nhớ kể trên vào năm 1991. Người đứng đầu Brunei hiện tại cũng là vị Sultan thứ 29 của đất nước, ông Hassan al-Bolkiah. Là quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế và cai trị đất nước trong hơn 600 năm nên tất nhiên, dòng tộc này vô cùng giàu có. Song hiểu rõ tất cả điều mình đang có là do được hưởng đặc ân từ Thượng Đế, tất nhiên các vị vua của Brunei không thể quá ích kỷ. Họ rất quan tâm đến đời sống của người dân và cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp. Vì sở hữu khối tài sản khổng lồ nên ông đã chăm lo cho thần dân của ông một cuộc sống miễn thuế. Với nguồn thu nhập rất lớn từ xuất khẩu dầu khí và dân số rất ít, chính phủ Brunei có điều kiện thực hiện một số chính sách phúc lợi xã hội cao. Thậm chí, người dân ở Brunei được nhà nước cấp nhà miễn phí. Nếu muốn có nhà, họ chỉ cần đăng ký nhận nhà với khoản phí tượng trưng 1 đô. Sau vài năm, họ sẽ được nhà nước gọi đến nhận nhà. Bên cạnh đó, học sinh ở Brunei được đi học miễn phí, nam và nữ học ở các trường riêng. Nếu tốt nghiệp trung học phổ thông mà muốn học đại học ở nước ngoài, nhà nước sẽ cấp học bổng du học với điều kiện thời gian du học nước ngoài bao nhiêu năm thì sau khi trở về, người đó phải làm việc cho nhà nước bấy nhiêu năm. Ngoài ra, việc chữa bệnh ở Brunei cũng hoàn toàn miễn phí do quốc vương bảo trợ. Hiện tại do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm, đến nay người dân Brunei đóng 2 đô la Brunei tượng trưng. Nếu bệnh nhân bị nặng mà bệnh viện trong nước không có khả năng chữa trị thì sẽ được chuyển sang Singapore điều trị. Viện phí tại Singapore sẽ do nhà nước Brunei chi trả. Bên cạnh đó, họ cũng không phải chịu bất kỳ khoản thuế thu nhập nào và mức trợ cấp ở Brunei rất cao. Như vậy, người dân sống an bình và hiền hòa vì không phải cạnh tranh nhiều trong mưu sinh, phúc lợi xã hội quá tốt. Thậm chí những cung điện nhà thờ dát vàng, đính đầy pha lê xa xỉ có lẽ sẽ khiến chúng ta choáng ngợp. Nhưng với người dân Brunei thì những điều này quá đỗi bình thường. Bởi từ thánh đường Hồi giáo, cung điện, bảo tàng, thậm chí cả các khách sạn 4-5 sao cũng đều được bao phủ bởi thứ kim loại đắt đỏ này. Nổi bật có thánh đường James Arsarsan al-Bolkiah Mosque sử dụng 5 tấn vàng để mạ mái vòm và 29 đỉnh tháp. Nằm ngoài quỹ đạo của nhân loại chính là lời mà cố thống chế Pháp de Gaulle đã từng mô tả về hoàng gia và đất nước Brunei, đủ để thấy nơi này đặc biệt như thế nào. Và chắc chắn rồi, ở một quốc gia không còn phải lo nghĩ về việc kiếm tiền mà chỉ nghĩ xem tiêu tiền như thế nào, thì chắc chắn sẽ sinh ra những huyền thoại tiêu tiền siêu đặc biệt. Nhà vua Brunei nổi tiếng yêu thích việc chi tiền. Ông đã chi rất nhiều tiền cho nhiều thú vui của mình. Chi một cách đầy xa hoa và ngông cuồng mà nhiều người có thể không tưởng tượng nổi. Bộ sưu tập siêu xe lớn nhất thế giới. Không phải ai cũng có đủ đam mê và quan trọng là đủ ngân sách để sở hữu một bộ sưu tập hàng ngàn chiếc xe, mà chỉ toàn là siêu xe và xe siêu sang. Trong hầm xe của Hoàng gia Brunei hiện nay đang có tổng cộng gần 7.000 chiếc siêu xe.
Những chiếc xe này không phải là bản duy nhất, nhưng lại là phiên bản giá trị nhất từ các hãng nổi tiếng. Bộ sưu tập hình thành từ việc Đức Vua yêu tốc độ, những thứ độc đáo và hiếm có, những chiếc xe cực đắt và siêu sang trên thế giới. Ước tính giá trị tổng số xe đó là hơn 5 tỷ đô. Và những dòng xe được ông đặc biệt ưa chuộng đó là Rolls-Royce khoảng 600 chiếc, Ferrari 450 chiếc, 380 chiếc Bentley và cỡ 134 chiếc Koenigsegg, cùng rất nhiều những dòng xe nổi tiếng khác. Ngoài những dòng siêu xe thông thường đến từ các thương hiệu nổi tiếng, nhà vua còn chế tác riêng những bản siêu xe dát vàng không thể xa hoa hơn theo ý thích riêng của mình. Dòng xe Rolls-Royce có lẽ là dòng xe yêu thích nhất của nhà vua khi ông sở hữu đến một nửa tổng số xe mà hãng này bán ra trong hơn một thập kỷ qua. Và chiếc siêu xe mà ông dùng để chế tác lại cũng là Rolls-Royce. Quốc vương Brunei sở hữu chiếc Rolls-Royce dát vàng từ lưới tản nhiệt cho đến lốp xe. Không còn gì vương giả hơn khi ngồi trên một chiếc Rolls-Royce vàng ròng, diễu hành trên phố, vẫy tay với thần dân của mình. Chiếc xe dát vàng này trị giá 14 triệu đô. Thậm chí nhiều chiếc trong số đó là những phiên bản đặc biệt, thậm chí được tạo ra dành riêng cho Sultan. Chúng được các hãng sản xuất trong bí mật, báo giới không hề biết, rồi vận chuyển thẳng sang Brunei, cất vào bộ sưu tập xe của Sultan. Chỉ có rất ít khách của hồi vương từng được chiêm ngưỡng những chiếc xe độc bản. Và cũng vì thế, đôi khi thứ duy nhất mô tả sự tồn tại của chúng là những tấm hình chụp vội của giới phóng viên. Sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Uraco màu xám, một chiếc Ferrari 456 GT Venice và một chiếc Porsche 959 thuộc dạng siêu hiếm càng khiến bộ sưu tập này nâng tầm giá trị. Tất cả chúng đều là những phiên bản giới hạn cực kỳ chất lượng và đẳng cấp. Thậm chí có những bản còn không được công bố từ nhà sản xuất. Người ta chỉ có thể bắt gặp trong garage ô tô của nhà vua, chứ không thể bắt gặp trên đường. Phi đội bay đắt nhất thế giới. Ngày 9 tháng 11 năm 2017, chiếc Airbus A340-212 được gọi là cung điện bay với phong cách hoàng gia lịch lãm và sang trọng của quốc vương Brunei đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng để tham gia hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC. Nhưng bất ngờ chỗ người điều khiển chính là quốc vương Hassan al-Bolkiah. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên quốc vương Brunei thể hiện cá tính mạnh mẽ đặc biệt của mình. Đức vua từng nhiều lần khiến dư luận ngỡ ngàng khi lái máy bay riêng đi công du. Năm 2012, ông khiến các nhân viên kiểm soát không lưu và những người tiếp đón tại sân bay ở New Delhi sửng sốt khi tự lái máy bay tới thăm chính thức tại Ấn Độ. Đến năm 2013, quốc vương đã tự lái chuyên cơ của mình là chiếc Boeing 747 băng vàng đến Washington DC để hội đàm cùng Tổng thống Obama về các vấn đề hợp tác dầu khí và biến đổi khí hậu. Các vị vua khác thường chọn hưởng thụ trên những cung điện bay của mình trong các chuyến công du, còn vị đức vua cá tính của Brunei thì đích thân muốn trải nghiệm việc đưa mình đi tới nơi về tới chốn. Tất nhiên, phi đội bay của ngài cũng đặc biệt ấn tượng bởi độ xa xỉ và hoành tráng. Nhà vua sở hữu cho mình 3 chiếc máy bay phản lực tư nhân, bao gồm máy bay phản lực Boeing 767-200, Airbus A340-200 và viên ngọc quý trong hạm đội của ông là một chiếc máy bay phản lực Boeing 747-400 bằng vàng. Chiếc 747-400 mạ vàng thực sự phù hợp với phong cách hoàng gia. Ngoài số tiền khủng lên tới 100 triệu đô mà ông bỏ ra để mua chiếc máy bay, quốc vương Hassan al-Bolkiah còn chi thêm hơn 120 triệu đô để thiết kế lại và nâng cấp nội thất bên trong chuyên cơ. Hơn nữa, chuyên cơ còn được bổ sung thêm các khoang nhiên liệu dự phòng để nâng tầm hoạt động từ 12.500 lên 15.000 km. Toàn bộ nội thất đều được mạ vàng 24K và pha lê Lalique, hành lang bằng vàng, phòng hội nghị mạ vàng, bồn rửa mặt bằng vàng dòng nguyên khối hay bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất cũng đều được mạ vàng tinh xảo. Có một phòng họp riêng để đức vua thực hiện các cuộc họp quan trọng. Phòng họp này cũng được sử dụng nhiều vàng và gỗ quý để trang trí. Đáng giá nhất có thể nói đến chiếc giường nằm dành cho vua là loại tốt nhất và toàn bộ nội thất trong phòng ngủ cũng như phòng tắm liền kề cũng được mạ vàng lấp lánh. Trông nó không khác gì một khách sạn cao cấp 5 sao và đây cũng là khu vực yêu thích nhất của nhà vua. Chiếc Boeing 747-400 có tốc độ hành trình 1.000 km/h và tầm bay 15.000 km, lý tưởng cho các chuyến công du tới châu Âu và châu Mỹ. Ngoài ra, quốc vương thường điều khiển đội máy bay của mình, bao gồm một chiếc Airbus A340 và 6 máy bay phản lực nhỏ. Với nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Brunei, chắc hẳn quốc vương không phải lo lắng về việc tiêu thụ nhiên liệu hay chi phí vận hành nguyên một phi đội hoành tráng như vậy. Cung điện dát vàng lớn nhất thế giới. Độ giàu có của người đứng đầu Brunei thể hiện rõ nét nhất qua cung điện độc nhất vô nhị trên thế giới có tên là Istana Nurul Iman của ông. Cung điện Istana Nurul Iman của quốc vương Brunei với quy mô lớn hơn gấp nhiều lần cung điện Buckingham ở Anh, theo tiếng Ả Rập có nghĩa là cung điện ánh sáng của các vị thần.
Mái vòm của cung điện do kiến trúc sư Philip Visayan Leandro Viloxin thiết kế với màu vàng nổi bật đặt ở đỉnh công trình. Phần mái này được làm từ vàng ròng, ước tính nặng hàng chục tấn và có đường kính hàng chục mét. Mái vòm được thiết kế xa hoa để phản ánh đặc trưng của một quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra còn thể hiện được uy quyền của vua. Istana Nuruman không chỉ đơn thuần là cung điện rộng lớn về diện tích, mà nội thất xa xỉ ở bên trong cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp. Khi hoàn thành, Istana Nuruman trở thành cung điện của một nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới và cũng là nơi ở của một gia đình lớn nhất từng được xây dựng trong sách kỷ lục Guinness. Tổng diện tích mặt sàn của nó là 200.000 m². Tòa nhà có đến 1.788 phòng, trong đó có 257 phòng tắm, 5 bể bơi tiêu chuẩn quốc tế, một sảnh đãi tiệc chứa được đến 5.000 khách và một thánh đường đủ chỗ cho 1.500 người. Chưa kể bên trong khuôn viên rộng lớn này còn có vườn thượng uyển xanh mát. Nơi đây được cho là có tới 110 gara trong khuôn viên để chứa đủ bộ sưu tập xe khổng lồ của chủ nhân. Trên nóc lâu đài là bãi đậu trực thăng để bay thẳng đến sân bay quốc tế Bandar Seri Begawan, nơi đặt bộ sưu tập máy bay riêng của gia tộc. Với diện tích khổng lồ như vậy, người ta đã phải lắp đến 564 chiếc đèn chùm, 51.000 bóng đèn, 44 cầu thang và 18 thang máy trong tòa nhà. Mái vòm và thang cuốn ở đây đều được mạ vàng. Tổng chi phí cho việc xây dựng công trình này lên đến 1,4 tỷ đô ở thời điểm hoàn tất năm 1984. Istana Nuruliman hiện vừa là nơi ở chính thức của vua Brunei, đồng thời cũng là trụ sở của chính phủ nước này. Được biết, cung điện được hoàn thành rất kỳ công, việc sơn tường bao quanh cũng phải mất tới một năm trời. Chưa kể quốc vương cũng là người yêu ngựa. Ông xây dựng những chuồng ngựa có điều hòa không khí đặc biệt để đảm bảo 200 chiến mã được chăm sóc tốt và ở trong tình trạng tốt nhất có thể. Phòng làm việc của vua Bolkiah là nơi đắt giá nhất trong số những khu vực dát vàng tại cung điện, bởi nội thất tại đây đều làm bằng vàng ròng tinh xảo, ngai vàng được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên khối. Từ bàn ghế đón tiếp khách quý tới khung tranh, ly nước cũng được đúc bằng vàng. Và không chỉ có vàng, nội thất cũng được trang hoàng bằng những nguyên liệu đắt đỏ khác như đá cẩm thạch từ Ý, thủy tinh Thượng Hải, vàng lụa và đá quý hiếm nhất của Trung Quốc. Tất cả cầu thang trong cung điện đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Không chỉ là nơi quý giá với nhà vua, cung điện Istana là biểu tượng của quốc gia và là niềm tự hào của người dân Brunei, nơi họ gửi gắm tình yêu và niềm tin vào quốc vương của mình. Những tài sản đáng giá khác. Không dừng lại ở đó, quốc vương còn có một vườn thú tư nhân của riêng mình, một thú chơi ngốn của vua hơn 10 triệu đô. Vườn thú có khoảng 30 con hổ Bengal, chim ưng quý, chim hồng hạc và một số chuồng vẹt với những con vẹt vô cùng thông minh. Ông cũng thuê gôn thủ thành công nhất thế giới Jack Nicklaus thiết kế sân gôn tại một trong các khách sạn của mình. The Empire Hotel and Country Club 6 sao là khách sạn nổi tiếng nhất Brunei. Với đẳng cấp 6 sao, với diện tích rộng 180 hectare và từng là nơi ở của hoàng gia, nơi đây có đầy đủ các khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, được xem là một trong những khách sạn cao cấp nhất châu Á và là một trong 10 khách sạn đẹp nhất thế giới, với các lợi thế như view cạnh bãi biển tuyệt đẹp, có sân gôn, 5 hồ bơi, 6 nhà hàng sang trọng, ngân hàng, rạp chiếu phim. Giá để nghỉ dưỡng qua đêm ở đây là 250 đô một đêm. Những lần vung tiền không giống ai. Nổi tiếng là quốc vương đam mê tiêu tiền, không ít lần quốc vương chứng tỏ được sự chịu chi của mình để chỉ có được những gì mà nhà vua yêu thích. Là một người cũng đam mê nghệ thuật, nhà vua đã mạnh tay chi trả số tiền lên đến 70 triệu đô để mua bức tranh sơn dầu của Pierre Gustrenos, bức tranh mang tên Những cô gái trẻ bên chiếc đàn piano. Nhưng nó còn chưa đặc sắc bằng việc quốc vương Sultan đã thuê hẳn một khoang riêng trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines để đưa thợ cắt tóc Ken Modesto yêu thích của mình từ London tới Brunei chỉ để cắt tóc. Tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi dài hơn 11.000 cây số từ London đến Brunei là 21.000 đô. Ngoài ra, quốc vương còn chi trả toàn bộ chi phí thuê phòng tại Brunei trong vài đêm cho Modesto, cũng như khoản tiền công hậu hĩnh. Quốc vương chi trả hơn 20.000 đô chỉ để có một ngoại hình chỉn chu nhất theo mong muốn của mình trước khi gặp các nguyên thủ quốc gia khác. Mỗi lần ra ngoài đi du lịch hay thậm chí chỉ là đi mua sắm hay dạo phố, quốc vương cũng có theo một đoàn tùy tùng hùng hậu lên tới cả 100 người để tháp tùng ông. Và mỗi lần đi du lịch như vậy, quốc vương chỉ ở những khách sạn tốt nhất và đa phần đều được ông bao trọn gói. Mỗi chuyến đi như vậy thường dao động khoảng 1 triệu đô. Siêu đám cưới cho con gái. Công chúa Fadzela là con gái của quốc vương Brunei Hassan al-Bolkiah đã được cha của mình tổ chức tiệc cưới linh đình kéo dài 10 ngày đêm. Trước khi thành hôn, công chúa khá kín tiếng và cô chỉ được biết tới là đội trưởng đội bóng lưới Brunei và là một nhà hoạt động trong lĩnh vực y tế.
Buổi lễ nhà trai gặp nhà gái diễn ra với sự tham dự của một số nhân vật hoàng gia Brunei, trong đó có hoàng tử Abdul Mateen. 17 quả đạn pháo được bắn để xác nhận hoàng gia đã chấp nhận các mâm sinh lễ trao phía cô dâu. Gia đình chú rể cũng được mời đến phòng tiệc ở cung điện Nurul Iman và được các thành viên của hoàng gia chào đón. Tổ chức lễ tại đại sảnh dát vàng của cung điện hoàng gia Brunei, công chúa và chồng mặc trang phục gấm màu trắng đính toàn kim cương, thể hiện sự giàu có và sang trọng của gia đình hoàng gia Brunei trong ngày đầu ra mắt buổi lễ. Xuyên suốt 10 ngày tiệc trọng đại, cô dâu và chú rể đều mặc những bộ quần áo đồng điệu và vô cùng lộng lẫy, kèm theo đó là vô số trang sức đắt đỏ dát kín từ đầu đến chân. Mọi thông tin về lễ cưới của công chúa không được công bố rộng rãi nhiều ra bên ngoài, nhưng chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng được siêu đám cưới này hoành tráng và xa hoa như nào. Cho đến nay, khối tài sản của quốc vương Brunei vẫn tiếp tục sinh sôi, giúp ông duy trì vị thế là một trong những quân vương giàu nhất thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, chuyên gia Brunei cho rằng các nguồn năng lượng có từ thiên nhiên khai thác một thời gian dài cũng cạn kiệt. Theo đánh giá thì khoảng 25 đến 30 năm nữa, lượng dầu sẽ cạn. Vì vậy, nhà vua Hassan al-Bolkiah đang kêu gọi các nhà đầu tư đến Brunei đầu tư kinh doanh và phát triển các ngành công nông nghiệp và dịch vụ. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn. Quả thật Brunei và hoàng gia nước này đã được Thượng Đế ban cho những đãi ngộ tuyệt diệu nhất trên hành tinh. Hơn nửa thế kỷ trị vì, người đứng đầu vương triều Brunei còn sở hữu một kho báu khổng lồ mà không vàng bạc châu báu nào sánh bằng. Đó là sự yêu kính và tự hào hết mực mà thần dân Brunei dành cho đức quân vương của mình. Với những người dân Brunei, cảm nhận lớn nhất về đức vua của họ còn là việc ông là nhà lãnh đạo gần dân nhất, vì dân nhất. Vì dân, bởi những điều ông mang lại cho thần dân của mình hơn nửa thế kỷ ông trị vì đều là những điều tốt cho người dân Brunei. Brunei từ lâu đã được mệnh danh là Abode of Peace, xứ sở yên bình, cũng vì lẽ đó. Gần dân bởi còn lưu lại mãi trong ký ức người dân Brunei là hình ảnh vị đức vua của họ cầm trên tay cuốn sách, đứng giữa lớp học tận tình giảng từng câu chữ cho các em học trò nhỏ. Gần dân bởi họ không quên mỗi lần đất nước rơi vào cảnh thiên tai là mỗi lần họ chứng kiến đức quân vương đích thân ra hiện trường thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Và sự khâm phục tôn kính gần như tuyệt đối của thần dân chính là nhân tố lớn nhất giúp quốc vương Brunei Hassan Bolkiah tại vị vững chắc trên ngai vàng để được liệt vào danh sách những vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Đó là toàn bộ sự giàu có tột cùng của quốc vương Brunei. Quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về sự giàu có đẳng cấp của gia đình hoàng gia Qatar, một trong năm gia đình hoàng gia giàu nhất thế giới, giữ vững vị thế trong nhiều năm qua nhé. Bắt đầu thôi! Qatar là quốc gia nằm ở khu vực Tây Á, nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập và được bao bọc ba mặt bởi vịnh Ba Tư với diện tích khiêm tốn chỉ 11.437 km2 và khoảng 2,9 triệu dân số. Tuy có diện tích nhỏ, nhưng vị trí và tầm ảnh hưởng trên thế giới lại không nhỏ chút nào. Khá nhiều nước lớn kiêng nể Qatar, đặc biệt bởi sự phồn vinh và trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Qatar cũng được biết đến là một đất nước có số lượng triệu phú, tỷ phú trên đầu người cao nhất thế giới. Nếu chia nhỏ ra số dân, cứ 100.000 người Qatar thì có 8 người thuộc giới siêu giàu với tài sản khổng lồ trong ngân hàng. Không có bất kỳ nơi đâu như tại thủ đô Doha. Chỉ cần bạn bước ra cửa ngõ là sẽ bắt gặp nhàn nhàn triệu phú, tỷ phú. Cuộc sống tại Doha cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho quốc gia này bởi có 90% dân số Qatar sinh sống tại thủ đô. Giàu như vậy thì sống sẽ như thế nào? Người dân ở Qatar được hưởng cuộc sống giàu có không khác gì các triệu phú ngay từ khi sinh ra, được hưởng hệ thống giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí, không ai phải nộp tiền điện nước hay tiền thuế cho chính phủ. Người dân Qatar hầu như cũng không phải đụng tay để xây dựng bất kỳ công trình nào bởi nhân công đều được thuê từ nước ngoài, cuộc sống hàng ngày cũng có người giúp việc. Nói chung, công dân của đất nước này dựa vào lao động từ các quốc gia khác để thực hiện các công việc trong lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như lái xe, bảo mẫu, xây dựng, nên gần như họ không phải quá động tay nhiều vào các việc cụ thể. Khi đi du lịch thì phải bằng Qatar Airways, hãng hàng không được ví là kỳ quan bay trên bầu trời. Nói chung, người Qatar chỉ sử dụng những thứ ưu tú nhất. Tại đất nước của giới siêu giàu, cuộc sống của người dân đã xa xỉ như vậy. Nhưng khi nói về hoàng tộc Qatar, độ giàu có choáng ngợp của họ thậm chí còn được xếp ở một đẳng cấp khác. Hoàng tộc Al Thani.
Đất nước Qatar giàu có được cai trị bởi hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới. Họ định cư tại Qatar vào những năm 1700 và ước tính có khoảng 8.000 thành viên. Một số báo cáo đã tuyên bố rằng hoàng gia Qatar nắm giữ khối tài sản ròng khổng lồ 335 tỷ đô la, một con số siêu khổng lồ và đáng kinh ngạc trong thế giới tài chính. Nó thể hiện qua số lượng bất động sản, bộ sưu tập siêu xe, siêu du thuyền và các câu lạc bộ thể thao của hoàng gia Qatar. Họ nắm giữ nhiều khoản đầu tư bất động sản trên toàn cầu, bao gồm tòa nhà chọc trời Shard ở London, làng Olympic, cửa hàng bách hóa Harrods đều ở Vương quốc Anh và tòa nhà Empire State ở New York. Gia tộc này gồm có bốn nhánh chính là Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Jaber và Bani Thamer. Gia tộc đã qua 4 lần chuyển giao quyền lãnh đạo vương quốc đều với hình thức thoái vị. Tiểu vương Qatar hiện tại là Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, người sở hữu khối tài sản 2 tỷ đô, có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays, British Airways và công ty ô tô Volkswagen. Ở tuổi 42, ông là quốc vương trẻ nhất thế giới và nhận quyền lãnh đạo đất nước từ cha mình là ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, trị vì Qatar từ năm 1995 đến 2013. Cũng giống như bất kỳ gia đình hoàng gia nào khác trên thế giới, hoàng tộc này sở hữu khối tài sản kếch xù vượt xa bất cứ điều gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng. Cựu tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Qatar nói chung và tài sản kếch xù của hoàng tộc Al Thani nói riêng. Trước khi chuyển ngôi, ông đã thành lập cơ quan đầu tư Qatar, một quỹ tài sản có chủ quyền để quản lý thặng dư dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của đất nước. Cơ quan đầu tư Qatar và các công ty con của họ đã mua lại nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, bao gồm cửa hàng bách hóa Harrods mang tính biểu tượng của London từ doanh nhân Mohammed Al Fayed, cửa hàng bách hóa Printemps có trụ sở tại Paris, góp 75% cổ phần trong xưởng phim Miramax, 2% cổ phần trong tập đoàn truyền thông và công ty mẹ Vivendi của Universal Music Group, sở hữu 1% cổ phần của nhà sản xuất hàng xa xỉ Louis Vuitton Moët Hennessy và một số công ty lớn khác. Tòa dinh thự khổng lồ ở Anh Quốc. Nơi ở của gia đình hoàng gia Qatar cực kỳ sang trọng. Sheikh Hamza bin Nasser Al Misnet, vương hậu của cựu quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, đã mua một căn nhà Cornwall Terrace với giá 80 triệu bảng Anh. Sau đó bà trả thêm 40 triệu bảng Anh cho Cornwall Terrace số 2 và 3. Cornwall Terrace 1 xa hoa bao gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tiếp khách, 9 phòng tắm, khu chăm sóc sắc đẹp và khu phức hợp giải trí với phòng tập thể dục và hồ bơi, nước nóng trong nhà. Có cả một hầm rượu lộng lẫy. Ngôi nhà có từ thế kỷ 19, nhìn ra công viên của Regent. Trong khi đó, Cornwall Terrace 2-3 liền kề có 6 phòng ngủ. Đặc điểm kiến trúc đã tạo cho Cornwall Terrace dáng vẻ vương giả. Tầng trệt được làm thô mộc, trong khi các tầng trên mang phong cách Corinthian. Cung điện bí mật trên núi và dinh thự gần bãi biển. Hoàng gia Qatar giữ khá kín về cuộc sống của mình như bao hoàng gia khác trên thế giới. Một nguồn tin cho biết họ dường như xây dựng một cung điện trên núi ở Oman, ở vị trí cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, có tầm nhìn ra một hẻm núi tuyệt đẹp. Công ty phụ trách xây dựng cho công trình này là GET Engineering, có trụ sở chính ở thủ đô Doha. Tiểu vương Qatar cũng có một dinh thự đồ sộ khác ở Muscat gần bãi biển. Mặc dù nội thất của cả hai chưa từng được tiết lộ cho công chúng, tuy nhiên chúng chắc chắn cũng xa xỉ và tráng lệ như những dinh thự điển hình khác của giới siêu giàu trên toàn thế giới. Bộ sưu tập siêu xe khiến cả thế giới mơ ước. Một trong những cách để biết tình hình tài chính của một người hay một gia tộc là nhìn vào những phương tiện di chuyển của họ. Đối với hoàng gia Qatar, bộ sưu tập của họ quả thật nằm ở một tầm cao khác so với phần còn lại của thế giới. Từ trước đến nay, hoàng gia Al Thani được rất nhiều người hâm mộ xế hộp biết đến nhờ sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe khủng. Tuy nhiên, dường như họ lại khá cả thèm chóng chán khi giao bán không ít những chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Có thể điểm vô số tên của các hãng xe khủng trong bộ sưu tập của hoàng gia Qatar. Họ có một chiếc LaFerrari Coupe màu đỏ trị giá 1,4 triệu đô, một chiếc LaFerrari Aperta 5,3 triệu đô. Về Lamborghini, họ có một chiếc Lamborghini Centenario Coupe màu trắng và Lamborghini Centenario Roadster. Cả hai chiếc đều có chung mức giá 1,9 triệu đô la, tổng 3,8 triệu đô la. Về Mercedes, McLaren, Porsche, hoàng gia Qatar sở hữu một chiếc Mercedes AMG G63 6X6 AMG giá khoảng hơn 600.000 đô. Chiếc McLaren P1 trị giá 1,1 triệu đô và một chiếc Porsche 918 màu bạc khoảng 2 triệu đô. Chiron là một trong những chiếc ô tô phổ biến nhất trên thế giới của nhà sản xuất Bugatti và được người hâm mộ siêu xe vô cùng háo hức. Tuy nhiên, mẫu xe này không phải ai cũng được sở hữu vì giá quá cao và tính độc quyền. Song với gia tộc hoàng gia Qatar,
không gì lọ không thể sở hữu. Chiếc Bugatti Chiron phiên bản Super Sport 300+ trị giá khoảng 4,3 triệu đô cũng nằm trong bộ sưu tập siêu xe của gia tộc Thani. Chưa hết, họ còn sở hữu hai chiếc Bugatti Devo tổng trị giá hơn 10 triệu đô, một trong những chiếc siêu xe hiếm nhất được sản xuất bởi thương hiệu xe gần như tốt nhất trên toàn thế giới với số lượng vòn vẹn chỉ có 40 chiếc. Quá choáng ngợp, phải không nào? Ngoài ra, còn rất nhiều những cái tên ấn tượng khác như Lamborghini Sian FKP37, Ferrari Monza SP2 và Audi SQ7 SUV trong bộ sưu tập đắt tiền này. Gia tộc Al Thani còn nổi tiếng thế giới với sở thích diễu hành siêu xe trên các cung đường xa hoa thế giới như Paris hoa lệ hay London, chỉ để cho mọi người thấy rằng họ chịu chơi và phong cách thế nào. Điển hình nhắc đến tay chơi siêu xe nổi tiếng của Hoàng gia Qatar không ai khác chính là em trai út của tiểu vương hiện tại là Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, biệt danh là KHK. Chàng trai sinh năm 1991 này là nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng thế giới. Gần như những cái tên nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập siêu xe của hàng rào Qatar chúng ta vừa kể đều thuộc sở hữu của Al Thani. Tổ đội siêu xe hàng triệu đô la Mỹ của anh thường xuyên được săn lùng. Đội siêu xe của Al Thani thường xuyên lùi tới các khách sạn sang trọng. Anh ấy sử dụng biển số California, Khalifa và KHK thay thế nhau trên nhiều chiếc xe của mình. Bộ sưu tập siêu du thuyền tỷ đô. Không thể phủ nhận rằng những người có tiền rất thích sở hữu những chiếc du thuyền xa hoa. Do đó không có gì ngạc nhiên khi gia tộc Al Thani còn sở hữu chiếc siêu du thuyền Karata trị giá 384 triệu đô. Karata được biết đến là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới thuộc tài sản của cựu tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Tiểu vương Tamim bin Hamad Al Thani cũng không kém cạnh cha mình khi sở hữu siêu du thuyền Al Lusail trị giá 500 triệu đô. Chiếc siêu du thuyền được đặt theo tên thành phố được quy hoạch ở Qatar. Trước đây nó có tên là Jupiter. Con tàu dài 123 mét, hơn cả sân bóng đá với không gian thoải mái chia làm 6 boong cho 36 hành khách và 56 thủy thủ đoàn. Al Lusail được làm bởi nhà máy đóng tàu Lürssen của Đức và là một trong những con tàu lớn nhất thế giới, có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện. Với khối lượng nội thất và tiện nghi được trang bị, Al Lusail trở thành chiếc du thuyền hoàn hảo để giải trí và giao lưu. Trên bảng xếp hạng những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, siêu du thuyền Al Lusail đứng ở vị trí thứ 35. Đây là chiếc du thuyền thứ 16 do Lürssen chế tạo và được giới thiệu trên 17 bài báo về du thuyền. Chưa hết, quốc vương còn sở hữu chiếc du thuyền Al Mikrab trị giá hơn 300 triệu đô, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những du thuyền đẹp nhất năm 2008. Được mệnh danh là cung điện nổi, siêu du thuyền này có 12 phòng, 2 hồ bơi, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và bể sục. Tình yêu xa xỉ dành cho thể thao. Trong khi các tỷ phú Hoa Kỳ đặc biệt yêu thích du hành vũ trụ và không gian, thì tiểu vương Qatar lại có chung niềm đam mê thể thao giống hầu hết các tỷ phú ở châu Á và châu Âu, đặc biệt là tình yêu dành cho môn thể thao vua bóng đá. Sau khi quốc vương trẻ nhất trên thế giới lên ngôi, ông đã nỗ lực nâng tầm quốc tế của đất nước thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao đồng thời mua đội bóng Paris Saint-Germain PSG với giá 70 triệu đô. Dưới sự dẫn dắt của ông, Qatar đã giành được quyền đăng cai giải vô địch thế giới bơi lội FINA 2024 và FIFA World Cup 2022. Nỗ lực của ông chính là định vị Qatar trở thành một trung tâm thể thao của khu vực, nơi tổ chức và tụ hội những giải đấu của tất cả các đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới. Cha tiểu vương là Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani cũng đã từng chi số tiền khổng lồ 2,4 triệu đô la Mỹ để mua trái bóng World Cup 2006 được ký tên bởi đội tuyển Ý. Cũng chính ông là chủ tịch Qatar giành quyền đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2022 tại Doha. Qatar đã đầu tư tới 220 tỷ đô để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác vào việc đăng cai World Cup 2022, một con số khổng lồ của giới túc cầu. Khoảng 6,5 tỷ đô trong số đó được dùng để xây dựng 8 sân vận động cho các trận đấu, bao gồm cả sân vận động Al Janoub do kiến trúc sư quá cố nổi tiếng Zaha Hadid thiết kế. Qatar cũng mạnh tay chi hàng tỷ đô để xây dựng một tuyến tàu điện ngầm, sân bay mới, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác trước trận đấu. Thời gian chuẩn bị lên tới 12 năm. Báo chí quốc tế còn bình luận Qatar đang có một giấc mơ kép về kinh tế trong kỳ World Cup này. Kỳ World Cup 2022 ở Qatar sẽ đi vào lịch sử như kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Mặc dù việc Qatar đăng cai World Cup đã gây không ít tranh cãi bởi người ta cho rằng đây là cuộc đảo chính lớn khi mà một quốc gia chưa bao giờ đủ điều kiện tham gia giải đấu lại có thể đương hoàng tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, thì vẫn không thể phủ nhận đây là một nước đi có tính toán kỹ lưỡng và khôn ngoan của những người cầm quyền tại quốc gia vùng vịnh. Nhân tiện nói về sự chịu chơi của Qatar dành cho World Cup 2022, khi vừa có quyền đăng cai thì Qatar đã cam kết xây dựng 12 sân vận động mới
với công nghệ làm lạnh giúp tránh nóng bởi vì tất cả đều lo ngại sức nóng do khí hậu thời tiết và địa lý tại Qatar. Sân vận động đầu tiên có lắp điều hòa nhiệt độ là sân Khalifa tại thủ đô Doha. Sân này tuy chỉ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng quy mô bên trong nó cực kỳ hiện đại, mặt cỏ đương nhiên thuộc loại đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, Khalifa vẫn chưa phải là sân vận động đắt nhất tại Qatar. Chính phủ nước này còn cho xây dựng rất nhiều những sân vận động hoành tráng khác. Để tránh sự lo ngại về thời tiết, Qatar đã tính đến điều này và cho lắp hệ thống công nghệ điều hòa không khí hiện đại và tiên tiến bậc nhất, giúp nhiệt độ trong các sân luôn được duy trì ở mức 26 độ C. Qatar cũng phải bỏ ra số tiền lên đến 767 triệu đô để xây dựng sân vận động Lusail. Nó chỉ mới được hoàn thiện vào tháng 9 vừa qua và sẽ được dùng để tổ chức 10 trận tại World Cup 2022, trong đó đặc biệt là trận chung kết. Quay trở lại với niềm đam mê thể thao, thành viên hoàng gia Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani đã mua câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Malaga với giá 44 triệu đô vào tháng 6 năm 2010. Ngoài ra, truyền thông đưa tin vào tháng 9, thành viên hoàng gia Khalid Faleh Al Thani cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua câu lạc bộ Serie A Sampdoria đang gặp khó khăn. Niềm đam mê nghệ thuật. Một sự thật thú vị về hoàng gia Al Thani của Qatar chính là họ rất quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. Nếu như các hoàng tử khác đều theo đuổi sự hào nhoáng của siêu xe, siêu du thuyền, những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm xa xỉ tại các khách sạn sang trọng, thì em gái của tiểu vương Qatar là bà Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al Thani lại dành niềm đam mê trọn vẹn cho nghệ thuật. Cô là con gái của cựu tiểu vương và cựu đệ nhất phu nhân, hiện cô là chủ tịch bảo tàng Qatar. Năm 2012, Al-Masaya được Forbes tuyên bố là một trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Al-Masaya còn được tuyên bố là người có ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật trong danh sách top 10 của Art Cộng Auction và một trong 100 người gây ảnh hưởng nhất của thế giới nghệ thuật thế giới do Art Review xếp hạng. Sự giàu có của Sheikha Al-Mayasa và vai trò chủ tịch bảo tàng Qatar khiến cô có ảnh hưởng lớn trong giới sưu tập nghệ thuật. Bloomberg cho biết, ngân sách hàng năm cho cơ quan bảo tàng Qatar ước tính khoảng 250 triệu đô. Sheikha Al-Mayasa đã tham gia một buổi nói chuyện TED vào tháng 2 năm 2012, nơi cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng về tác động xã hội của nghệ thuật. Cô khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật địa phương để góp phần định hình bản sắc dân tộc Qatar. Bên cạnh đó, sự đầu tư toàn diện dành cho cả giáo dục cũng được một thành viên khác của Hoàng gia Qatar đặc biệt quan tâm. Cựu đệ nhất phu nhân Sheikha Moza, cũng tức là mẫu thân của Sheikha Mayasa, chịu trách nhiệm mở các cơ sở của một số học viện đẳng cấp thế giới ở Doha, bao gồm Đại học Virginia Commonwealth, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Georgetown, Đại học Northwestern, Đại học Texas A&M và Cao đẳng Y tế Weill Cornell và Đại học Carnegie ở Qatar. Đó là toàn bộ sự giàu có và xa hoa của Hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất trên thế giới. Giải mã về số tài sản kếch xù và những gì họ đóng góp cho xã hội, có lẽ không quá khó để lý giải vì sao vị thế của họ luôn thuộc top của các hoàng gia giàu có nhất thế giới, phải không nào? Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến những thông tin thú vị. Đừng quên ấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chấp cánh ước mơ thành công, xin kính chào và hẹn gặp lại. Ả Rập Xê Út vốn tiếng là quốc gia nằm trong top những người tạo ra cuộc chơi trên thế giới. Quốc gia khu vực Trung Đông này cũng là nơi ở của gia tộc hoàng gia giàu nhất hành tinh. Nhắc đến cuộc sống vương giả tột bậc và khối tài sản kếch xù là phải nhắc tới hoàng gia Saudi Arabia. Nằm ở vị trí số 1 trong top những hoàng gia giàu nhất thế giới, khối tài sản khổng lồ lên tới 1.700 tỷ đô đã đủ khiến phần còn lại của thế giới choáng váng. Quả thật, nếu đem so sánh độ vương giả của hoàng gia Saudi Arabia với hoàng gia Qatar thì con số khổng lồ 335 tỷ đô của gia tộc Thani lại trở nên khiêm tốn và nhỏ bé hơn hẳn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ giải mã độ giàu có của Vương quốc Ả Rập Xê Út, quốc gia tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại World Cup 2022 và cuộc sống vương giả của gia tộc hoàng gia giàu có nhất hành tinh, hoàng gia Ả Rập Xê Út. Saudi Arabia có tên gọi chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út. Trong tiếng Ả Rập có nghĩa là Vương quốc Ả Rập thuộc về nhà Saud.
Đúng như tên gọi, đây là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. Đứng đầu là nhà vua, bên cạnh đó còn có khoảng 7.000 hoàng thân khác nhau. Đương nhiên là một quốc gia quân chủ chuyên chế như vậy thì tất cả các vị trí lãnh đạo trọng yếu đều sẽ là các hoàng thân quốc thích. Vương quốc Saudi Arabia chính thức được thành lập vào năm 1932 và trải qua gần 9 thập kỷ trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Về mặt địa lý, quốc gia này chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập, có diện tích đất liền vào khoảng 2,15 triệu km2, là quốc gia rộng lớn thứ 5 tại châu Á và rộng lớn thứ 2 trong thế giới Ả Rập. Quốc gia vùng Trung Đông này có 35,34 triệu người, chỉ bằng 1/3 dân số nước ta. Tuy nhiên, đây lại là nền kinh tế lớn nhất ở Trung Đông và lớn thứ 19 trên thế giới. Saudi Arabia giàu có nhờ trữ lượng dầu mỏ và khí ga tự nhiên dồi dào. Tuy là vùng đất khắc nghiệt về thời tiết, song đất nước này lại được trời phú cho nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng dồi dào, trị giá hơn 34.000 tỷ đô. Chiếm gần 20% tổng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu, tức là cứ 5 thùng dầu mỏ được múc lên thì một thùng trong đó thuộc về Ả Rập Xê Út. Ngoài dầu mỏ và khí đốt, quốc gia này còn có ngành khai thác vàng và các ngành khai khoáng khác. Cũng tương tự Qatar, Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào công nhân ngoại quốc. Khoảng 80% người lao động trong khu vực tư nhân không phải là công dân Ả Rập Xê Út. Chưa hết, được ví von là một trong những quốc gia hào phóng nhất thế giới. Họ viện trợ hơn 4 tỷ đô mỗi năm cho các nước đang phát triển và những nước bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Cho tới thời điểm hiện tại, Ả Rập Xê Út là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Khoảng 10% GDP của quốc gia này được dành cho quân sự. Nói đến các quốc gia giàu có thì phải nói về tham vọng của họ. Tham vọng lớn nhất của Ả Rập Xê Út là xây dựng một tòa nhà chọc trời. Tại thành phố Jeddah, thủ phủ thương nghiệp, có cảng biển lớn nhất Biển Đỏ đang sở hữu một công trình cao nhất thế kỷ mọc lên từ sa mạc. Kingdom Tower, tòa tháp cao nhất thế giới đang được hoàn thiện và dự tính chiều cao khi hoàn thành là trên 1 km. Nó sẽ xoán ngôi kỷ lục tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay, Burj Khalifa tại Dubai. Trước đó, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020. Song việc xây dựng đã tạm dừng do vấn đề đại dịch, lao động và những vấn đề chính trị xảy ra ở Saudi Arabia. Hai trong số những nhà tài trợ lớn nhất của dự án đã bị cuốn vào những cuộc thanh lọc chống tham nhũng của vương quốc. Hoàng gia Saudi Arabia, House of Saud. Đây là hoàng tộc giàu có nhất từng được biết đến với khoảng 15.000 thành viên, sống trong các cung điện xa hoa. Nhắc đến định nghĩa của sự giàu có, thường chúng ta sẽ nghĩ đến Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Cho đến thời điểm hiện tại, ông ấy sở hữu giá trị tài sản ròng 181,3 tỷ đô. Thế nhưng bạn sẽ phải nhân con số đó lên khoảng hơn 9 lần thì mới ra được tổng sở hữu khối tài sản khổng lồ của hoàng tộc Saudi, cụ thể là 1.700 tỷ đô. Gia đình Al Saud đã tồn tại được khoảng 300 năm. Di sản của họ còn lâu đời hơn cả quốc gia Ả Rập Xê Út. Nhà nước Saudi đầu tiên được thành lập bởi đại tộc trưởng nhà Saud Mohammed bin Saud vào năm 1727. Phải đến năm 1932, gần 200 năm sau đó, tên đất nước mới được đặt chính thức là Vương quốc Ả Rập Xê Út. Chúng ta có thể nói rằng lịch sử của tộc Saud là lịch sử của Vương quốc Saudi. Người Ả Rập truyền thống phần lớn là dân du mục. Nền kinh tế lúc đó dựa trên doanh thu từ du lịch, chủ yếu là từ các cuộc hành hương của những người theo đạo Hồi đến thánh địa Mecca. Sau đó năm 1938, bằng một cách vô tình, họ tìm ra nguồn dầu mỏ khổng lồ thuộc top lớn nhất thế giới dưới thời vua Abdulaziz bin Saud. Khám phá này đã thay đổi vĩnh viễn về cả địa lý, chính trị, con người tại Ả Rập Xê Út và đem tới số tiền khổng lồ quá sức tưởng tượng cho tộc Saud. Cũng kể từ giây phút đó, tộc Saud đã nghiễm nhiên bước chân vào giới thượng lưu và hưởng những đặc quyền chẳng khác gì các tỷ phú lừng danh thế giới. Sự giàu có của họ bắt nguồn từ trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, cho nên trụ cột vững chắc cho khối tài sản kếch xù của hoàng tộc Saud cũng chính là công ty dầu mỏ quốc doanh Saudi Aramco, một trong những công ty có giá trị và lợi nhuận cao nhất thế giới. Công ty này hiện được định giá khoảng 2.000 tỷ đô. Gia đình Saudi Arabia sở hữu 98,2% trong số đó. Tương tự như các gia đình hoàng gia nổi tiếng khác, các thành viên trong hoàng gia Ả Rập Xê Út nổi tiếng với khối tài sản cá nhân của họ. Các thành viên thuộc House of Saud có một cuộc sống đáng ghen tị với những khoản chi tiêu khủng, cùng những chiếc máy bay trực thăng hàng đầu, những căn biệt thự nguy nga được trang trí nội thất bằng vàng. Nếu không phải vàng thì sẽ không rơi vào tầm quan tâm của họ. Vua Salman. Vị vua hiện tại của hoàng gia Saudi là quốc vương Salman, tên đầy đủ là Salman bin Abdulaziz Al Saud, lên ngôi từ năm 2015, kế vị anh trai quá cố Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Với khối tài sản cá nhân trị giá 18 tỷ đô,
ông nghiễm nhiên trở thành người giàu nhất gia tộc, cũng là thành viên hoàng gia giàu nhất thế giới. Với khối tài sản cách xù gần trăm năm trong gia đình, chỉ cần là thứ gì mua được bằng tiền thì ông có thể sở hữu và hưởng thụ, bởi đơn giản vua Salman chẳng có gì ngoài tiền. Những chuyến công du và nghỉ dưỡng siêu đắt đỏ. Thế giới ấn tượng nhất về vua Salman là từ những chuyến công du xa xỉ đẳng cấp của ông ta. Vào năm 2017, công chúng mới thực sự hiểu thế nào là đẳng cấp công du của thành viên hoàng gia giàu có nhất hành tinh. Chiếc máy bay Boeing 747 dát vàng khổng lồ như lầu đài bay của quốc vương, hai chiếc Mercedes chống đạn cùng đoàn tùy tùng và vệ sĩ khổng lồ là những thứ bất ly thân của vua Salman trong các chuyến nghỉ dưỡng hoặc công du nước ngoài. Trong chuyến công du lịch sử đến Nga, vua Salman bin Abdulaziz khiến thế giới phải choáng ngợp khi đưa theo đoàn tùy tùng gồm 1.500 người, hơn 800 cân thực phẩm trong vòn vẹn 4 ngày, cần tới 6 chiếc Boeing để vận chuyển người và thực phẩm. Đặc biệt, các chuyến đi không được thiếu hai chiếc thang cuốn dát vàng ưa thích của ông vua sao hoa bậc nhất, cùng những tấm thảm trải phòng đặc biệt để trang trí cho những nơi ông đặt chân tới. Nói về đội chịu chơi của vua Salman, phải kể đến chuyến thăm Indonesia cùng năm 2017. Ông luôn biết cách để lại ấn tượng mỗi khi ghé thăm một đất nước nào đó theo những cách không thể nào khiêm tốn nổi. Năm đó, Đông Nam Á chấn động khi quốc vương Ả Rập Xê Út mang theo 459 tấn hành lý trong chuyến công du, trong đó có hai chiếc Mercedes-Benz S600 trị giá mỗi chiếc khoảng 1,5 triệu đô để phục vụ nhu cầu di chuyển, và tất nhiên là không thể thiếu chiếc thang cuốn vàng yêu thích của quốc vương rồi. Vậy làm sao để vận chuyển những chiếc thang cuốn dát vàng công kênh này? Đó là lý do vua Salman sở hữu chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules trị giá 14 triệu đô. Hercules Hercules vốn được thiết kế để chuyên dụng trong quân sự, chở xe tăng, pháo binh và lính dù trong một khoảng cách dài. Tuy nhiên, đối với vua Salman, nó tồn tại trong kho vũ khí của quốc vương Ả Rập Xê Út để chuyên chở gần 500 tấn hành lý, bao gồm cả những chiếc limousine đắt tiền và thang cuốn. Quốc vương Ả Rập và các thành viên hoàng tộc có cuộc sống xa hoa nhờ khối tài sản đồ sộ và thường xuyên có các chuyến đi vô cùng hào tiền tốn của khi ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Còn nhớ lần vị vua này công du Nhật Bản, đoàn của ông có 1.500 người, quốc vương Ả Rập đã thuê 1.200 phòng khách sạn hàng đầu tại Tokyo để phục vụ đoàn, cũng như khiến cho cả Nhật Bản kinh ngạc khi dùng tới 500 chiếc Mercedes để tháp tùng quốc vương tham quan quanh thành phố. Tất nhiên đó chưa phải là tất cả về sự hào hoa và lộng lẫy trong các chuyến du lịch của vua Salman. Năm 2015, ông tới nghỉ dưỡng tại bãi biển Riviera của Pháp và khiến nơi này phải đóng cửa trong 3 ngày bởi họ phải chạy hết công suất phục vụ quốc vương Ả Rập cùng đoàn khách 1.000 người ông đưa theo. Trong kỳ nghỉ để phục vụ nhà vua, nhà quản lý biệt thự liền cho thay đổi toàn bộ cửa kính, trồng hàng tấn hoa tươi. Đặc biệt, một thang máy nổi nối từ bãi biển La Mirandole tới biệt thự được xây dựng nhằm phục vụ các thành viên hoàng gia. Điều này đã khiến người dân Pháp bức xúc và phẫn nộ khi nhà vua vừa bao trọn cả khu nghỉ dưỡng cũng như đổ bê tông lên bãi biển để lắp thang máy riêng. Chiếc máy bay dát vàng Boeing 747. Độ giàu có của hoàng gia Ả Rập luôn khiến người ta phải ngả mũ kính nể. Một trong số đó là chiếc máy bay dát vàng cá nhân của quốc vương mang tên đầy đủ Saudi Arabian Boeing 747-400 Aircraft trị giá 300 triệu đô. Đây là một trong những chiếc máy bay tư nhân sang trọng bậc nhất thế giới. Nội thất của máy bay rất ít được tiết lộ, với vài bức ảnh hiếm hoi bên trong chiếc phi cơ được công bố đều cho thấy màu vàng là tông chủ đạo của các món đồ. Không gian bên trong được thiết kế có một bàn ăn lớn cho hơn 10 người. Chỗ ngồi của nhà vua cũng tách biệt với ghế lớn đặt giữa khoang máy bay. Khoang hành khách được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa đến từng chi tiết nhỏ, chẳng kém gì cung điện. Cung điện Al-Yamama, Riyadh. Khi không đi du lịch tại quê hương, tư dinh của vua Saudi Arabia tại Riyadh là nơi ông sinh sống và làm việc, cũng như trụ sở chính của hoàng tộc Saudi. Con số cụ thể của cấu trúc sang trọng này đáng giá nhường nào? Tuy nhiên, với kích thước và nội thất đắt tiền, ít nhất nó phải nằm đâu đó trong khoảng từ hàng triệu đến hàng tỷ đô. Dinh thự này được xây dựng theo phong cách phương Đông truyền thống. Bên ngoài, cung điện Al-Yamama có thiết kế hiện đại, trang nhã phù hợp với thiết kế Ả Rập cổ điển, với các họa tiết hình học và các cửa sổ hình vòm nhọn. Bên trong, không gian khá tối giản, với tông màu chủ đạo là trắng vàng, được trang trí công phu bằng vàng với đèn chùm khổng lồ lộng lẫy và những món đồ cổ cùng những tấm thảm phong phú. Sự đắt tiền còn đến từ các cánh cửa hoa văn, sàn đá cẩm thạch Italy, chân nhà hay các tường đều được chạm khắc tinh xảo bằng những họa tiết mang đầy hơi thở Trung Đông, càng làm toát lên cảm giác giàu sang. Đây cũng là nơi vua Salman chủ trì các cuộc họp của chính phủ
và thường chào đón các chức sắc nước ngoài và các nhân vật quan trọng khác đến cung điện. Cung điện Al-Wajra, một dinh thự xa hoa khác là cung điện Al-Wajra ở vùng ngoại ô Riyadh, một công trình mang đậm đà nét bản sắc văn hóa Ả Rập trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Thay vì có nhiều đồ trang trí lấp lánh, cung điện tập trung trưng bày những sản phẩm thủ công tốt nhất của Ả Rập Xê Út, với các chi tiết và đồ nội thất trên tường được chạm khắc thủ công tinh xảo, sản phẩm khảm và các điểm nhấn tinh tế. Tòa nhà phản ánh niềm đam mê của ông đối với phong cách kiến trúc và trang trí địa phương. Cung điện Urga nằm ở trung tâm Riyadh và được hoàn thành cũng gần đây. Cung điện Urga là một trong những nơi được quốc vương thường xuyên lui tới và tiếp khách. Cũng giống như Al-Yamama, cung điện Urga rất phô trương với phần lớn đồ mạ vàng, thảm lụa phong phú và đá cẩm thạch đắt tiền của Ý. Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện xa hoa tráng lệ này, bởi đây là nơi dành cho quốc vương và các thành viên hoàng tộc để tiếp đón các nguyên thủ cấp cao. Cung điện Urga chủ yếu được sử dụng cho các chức năng của chính phủ, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và các lễ hội văn hóa nhằm giới thiệu nghệ thuật và phong tục của Ả Rập Xê Út với cộng đồng quốc tế. Các hình ảnh nội thất của cung điện Urga hiếm khi được tiết lộ. Trong cung điện tràn ngập đồ vật mạ vàng, từ ghế ngồi, hồ bơi đến cả những món đồ nhỏ như hộp giấy. Người ta truyền tai nhau rằng quốc vương thậm chí còn không buồn nhìn vào khăn giấy Kleenex trừ khi nó được lấy ra từ một chiếc hộp bằng vàng nguyên khối. Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud, 1985. Danh hiệu thái tử cao quý của dòng tộc thuộc về Mohammed bin Salman Al Saud còn được gọi tắt là MBS để kế vị vua Salman kể từ năm 2017. Anh là con cả trong số 6 người con trai của vua Salman với người vợ thứ 3 Farah bin Farah bin Sultan. Từng là thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong nhiều năm, vị thái tử trẻ tuổi này được đánh giá là một người khôn ngoan trước tuổi. Mặc dù không cần nói nhưng nhiều người ngầm biết anh ta mới là người nắm quyền điều hành đất nước hiện tại. MBS được trao quyền kiểm soát Aramco, công ty dầu khí nhà nước, cũng như Hội đồng Kinh tế và Phát triển, là người trực tiếp quản lý khối tài sản 2.000 tỷ của gia tộc. Ngoài ra, Mohammed bin Salman đang nắm quyền điều hành quỹ đầu tư PIF mà giá trị của quỹ này lên tới 620 tỷ đô. Giá trị tài sản dòng cá nhân của anh là khoảng 8 tỷ đô. Hầu hết số tiền đó đến từ tài sản thừa kế của hoàng gia về dầu mỏ, cũng như từ các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài. Để nói về cuộc sống xa hoa của MBS, gần như anh ta chẳng kém cạnh gì cha mình, thậm chí còn có phần xa hoa hơn gấp nhiều lần vua Salman khi anh ta bắt đầu chi tiêu xa xỉ chưa từng thấy ở tuổi 34. Trong video 10 chiếc siêu du thuyền tư nhân sang trọng và đắt giá nhất thế giới, ở vị trí số 8 là chiếc siêu du thuyền Serene và chủ sở hữu của nó không ai khác chính là thái tử MBS. Để biết chi tiết cung điện nổi này xa hoa tới mức nào, quý vị có thể tìm xem lại trên kênh của chúng tôi nhé. Lâu đài Chateau Louis XIV Pháp 300 triệu đô. Thái tử bin Salman sở hữu cho riêng mình tòa lâu đài cổ nhất nước Pháp Chateau Louis XIV năm 2015. Anh chi 300 triệu đô mua lại tòa lâu đài, biến Chateau Louis XIV trở thành lâu đài đắt giá nhất thế giới. Sau quá trình cải tạo, tòa lâu đài trở thành tuyệt tác hoàn hảo, pha trộn giữa tiện nghi hiện đại và kiến trúc sang trọng. Hầu hết các cánh cửa đều được mạ vàng, trong khi cầu thang cũng có nhiều chi tiết làm bằng vàng. Đài phun nước công nghệ cao, hệ thống điện âm thanh và điều hòa được điều khiển từ xa bằng điện thoại. Hoành tráng nhất là căn phòng thư giãn mô phỏng thủy cung, nơi thái tử dùng để tiếp khách hoặc ngắm cá bơi. Tòa lâu đài có 10 phòng ngủ, phòng tiếp khách trần cao 17 mét, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, hai phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, một hộp đêm, thư viện và hầm rượu chứa 3.000 chai. Thế nhưng điều đặc biệt nhất trong ngôi nhà này lại là một tài sản thậm chí có giá còn đắt hơn cả giá trị của toàn bộ bất động sản kể trên. Một trong những thương vụ mua bán đáng chú ý nhất của thái tử MBS trong thập niên qua là vào năm 2017, khi anh ấy chi tới 450 triệu đô để sở hữ bức tranh sơn dầu Salvator Mundi của họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci. Theo giới phân tích nghệ thuật, tranh của Leonardo là một trong những thứ hiếm nhất trên hành tinh này, còn nhà đấu giá Christie's thì ca ngợi tác phẩm là khám phá nghệ thuật lớn nhất thế kỷ 21. Trong tòa lâu đài siêu đắt giá còn trưng bày một tài sản đắt giá hơn cả lâu đài, quá đặc biệt phải không nào? Dàn siêu xe dát vàng. Trái ngược với số đông những yếu nhân giàu có, thái tử bin Salman không quá hứng thú với việc sưu tập siêu xe. Một số bài báo cho rằng garage của ông khá khiêm tốn, ít nhất là so với những tỷ phú khác, thế nhưng nó đều phải dát vàng. Sở thích của hoàng gia Ả Rập nhìn chung đều khá đơn giản, mọi thứ xoay quanh vàng. Từ cung điện của vua cha đến dàn siêu xe của thái tử Ả Rập, chúng ta đều thấy rõ điều đó, như chiếc Bugatti Veyron Grand Sport mạ vàng có giá khổng lồ lên tới 12,5 triệu đô, hay chiếc Lamborghini Aventador có giá 8 triệu đô lấp lánh.
Chưa hết, anh ta còn sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Bentley Continental Flying Spur, Rolls-Royce Phantom Coupe, Range Rover và Mercedes G63 6X6 với tổng trị giá 36 triệu đô. Tất nhiên là MBS đã bọc tất cả những chiếc xe kể trên bằng vàng. Câu lạc bộ Newcastle. Trong quá khứ, Bin Salman cũng từng muốn mua MU với giá 4 tỷ bảng nhưng không thành. Cho đến năm 2021, quỹ đầu tư PIF do tỷ phú thái tử Saudi Arabia đứng đầu đã hoàn tất việc thâu tóm câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng Anh Newcastle với giá 415 triệu USD. Việc mua lại một câu lạc bộ bóng đá được coi là một phần của thói quen vung tiền sở hữu những món tài sản đắt giá của các tỷ phú Ả Rập. Mặc dù đây chưa phải là toàn bộ những nhân vật đáng gờm nhất về độ giàu có trong nhà Saud, tuy nhiên họ là những người nắm giữ quyền lực chính với số lượng tài sản kếch xù của gia tộc khổng lồ cũng như chi tiêu nó theo những cách xa hoa nhất có thể. Không chỉ riêng nhà vua hay thái tử, các hoàng tử công chúa và hoàng thân quốc thích trong tộc Saud cũng đều có chung những sở thích như đi du lịch xa hoa, hưởng thụ những vật phẩm đắt tiền, ăn những món ăn đắt nhất thế giới, ở trong những cung điện dát vàng nguy nga. Họ sống như thể không bao giờ phải lo lắng về ngày cạn kiệt tài sản vậy. Các thành viên trong gia đình Saud cũng thường xuyên cung cấp tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các tổ chức từ thiện và đầu tư cho người dân Ả Rập. Gần đây, nước này đã cam kết tài trợ hàng triệu đô vào Quỹ Ngân hàng Thế giới cho các doanh nhân nữ. Thái tử Bin Salman cũng tuyên bố rằng phần lớn tài sản của ông dành cho từ thiện. Tôi dành ít nhất 51% cho mọi người và 49% cho bản thân mình. Tất nhiên, hoàng tộc nào cũng có những góc khuất khó giải bày. Kể từ khi Thái tử Bin Salman lên nắm quyền, nội bộ dòng tộc đã có những sự xáo trộn lớn. Khi anh ta ra lệnh truy quét thanh trừng tham nhũng lớn nhất chưa từng có, một số thành viên hoàng gia nổi trội cũng bị xa lưới, bao gồm hoàng tử Al-Walid, người được mệnh danh là Warren Buffett của Ả Rập, với khối tài sản hơn 20 tỷ đô toàn cầu. Theo đánh giá, MBS đã đem đến những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực cho Ả Rập Xê Út. Anh ta đã thực thi những thay đổi làm rung chuyển cả vương quốc, nới lỏng những hạn chế tôn giáo và củng cố thêm quyền cho phụ nữ Ả Rập. Củng cố giảm thiểu sự phụ thuộc của Saudi Arabia vào xuất khẩu dầu mỏ để tái định nghĩa vị thế nước này trên thế giới thông qua thúc đẩy phát triển các ngành mới như du lịch. Vừa rồi là toàn bộ sự vương giả xa hoa gây choáng ngợp của hoàng tộc Saudi Arabia, được thể hiện rõ nét nhất qua hai nhân vật siêu quyền lực và giàu có của gia tộc. Còn quý vị và các bạn thì có suy nghĩ thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến cho bạn những thông tin thú vị. Đừng quên nhấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhiều người bắt đầu tò mò về đất nước Maroc cũng như gia thế và xuất thân của hoàng gia trị vì nước này. Tuy không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông đại chúng, không nổi tiếng đình đám hàng đầu hành tinh như hoàng gia Saudi Arabia, lại vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Nhưng nếu nói về hoàng tộc gia giàu có nhất lục địa châu Phi thì không có cái tên nào khác ngoài gia đình hoàng tộc Morocco. Vị vua trị vì nước này là vị vua giàu thứ 5 trên thế giới, quốc vương Mohammed đệ lục. Ngoài việc sở hữu tài sản trị giá hàng tỷ đô, gia đình hoàng gia Morocco còn được liệt vào danh sách những hoàng tộc chi tiêu hào phóng bậc nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những khối tài sản kếch xù và cuộc sống của giới hoàng thân quốc thích Maroc nha. Maroc là một đất nước nằm ở Tây Bắc châu Phi, ngay rìa lục địa châu Phi, giáp Algeria ở phía đông, Đại Tây Dương ở phía tây và biển Địa Trung Hải ở phía bắc. Với diện tích là 446.550 km², với 37 triệu người Maroc sống tại đất nước của mình và 2,5 triệu người Maroc đang sinh sống ở Pháp và Tây Ban Nha. Là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 5 ở châu Phi, thu nhập bình quân đầu người là 9.165 đô. Maroc là quốc gia châu Phi duy nhất hiện không là thành viên của Liên minh châu Phi, nhưng lại là thành viên của Liên đoàn Ả Rập. Maroc đang sở hữu 4.800 triệu phú và 136 cá nhân siêu giàu. Thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất, Casablanca, là nơi cư ngụ của 68 người có khối tài sản ròng ít nhất 30 triệu đô, chiếm 50% tổng số cá nhân siêu giàu của toàn quốc. Hoàng gia Morocco cầm quyền triều đại Alouid được thành lập từ năm 1631, nhưng đã bắt nguồn từ thế kỷ 13. Gia đình nòng cốt được tạo thành từ 19 thành viên do vua Mohammed đệ lục lãnh đạo, lên ngôi năm 1999. Đức vua Mohammed đệ lục là người có khối tài sản lớn nhất Maroc. Giá trị tài sản ròng của nhà vua được ước tính vào khoảng từ 2,1 tỷ đô đến hơn 5 tỷ đô. Theo tạp chí Forbes, ông là quốc vương giàu nhất châu Phi vào năm 2014 và là vị vua giàu thứ 5 thế giới.
vua ông Mohammed đệ lục. Châu đại Alawit đã trị vì Morocco từ năm 1631. Hoàng tộc hiện có 19 thành viên nòng cốt, được lãnh đạo bởi đức vua hiện tại Mohammed đệ lục. Quốc vương tham gia vào mọi quyết định và ông là người có quyền hành tuyệt đối. Mohammed đệ lục không phải là một vị quốc vương theo khuôn mẫu của các quốc gia vùng vịnh Ba Tư. Sau 21 năm cầm quyền, ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo tự do của thế giới Ả Rập. Ông bắt đầu triều đại của mình với một loạt các cải cách kinh tế và dân sự và giúp Maroc phát triển nền kinh tế nhanh chóng. Điều đó khiến quốc vương trở nên nổi tiếng trong các thành phần xã hội. Tài sản của vua Mohammed đệ lục chủ yếu đến từ cổ phần của hoàng tộc trong National Investment Company. Đây là công ty chuyên đầu tư vào các nước châu Phi, có kinh doanh trong các mảng ngân hàng, viễn thông và năng lượng tái tạo. Mohammed đệ lục có nắm cổ phần của ngân hàng Atijar Wafa lớn nhất Morocco, công ty khai thác mỏ Group Managem, công ty sản xuất đường Kasuma và công ty sữa Central Danone. Bộ sưu tập cung điện nguy nga. Với khối tài sản khổng lồ, quốc vương đang sở hữu 12 cung điện trên khắp các nơi trên thế giới. Đa số các cung điện được bố trí đội cảnh vệ an ninh nghiêm ngặt và thậm chí là nhiệt độ trong phòng luôn phải duy trì ở 17 độ C. Theo thông tin từ Forbes, vào thời điểm được công nhận là vị vua giàu có nhất châu Phi vào năm 2014, ngân sách hoạt động hàng ngày của cung điện nơi ông sống là 960.000 đô. Nơi ở chính thức của quốc vương Mohammed đệ lục và gia đình của ông là cung điện Dar el Makhzen. Đây còn được gọi là Palais Royal nằm ở Fez. Công trình này được bao quanh bởi những bức tường cao trải dài trên diện tích 195 mẫu. Cung điện được xây vào năm 1864 bởi quốc vương Mohammed đệ tứ với những cánh cổng được làm từ đồng mạ vàng. Nơi này không mở cửa cho công chúng mà chỉ được dành để tiếp đón khách quý cũng như là nơi sinh hoạt riêng của hoàng gia. Mặc dù không được vào thăm bên trong cung điện, tuy nhiên phía ngoài cung điện, nơi có những cánh cửa lớn, lại là một điểm tham quan ưa thích của du khách và người dân. Họ thường lui tới nơi này để chụp lại những bức hình kỷ niệm. Bên trong cung điện được trang hoàng bởi tông màu xanh và vàng kim, tạo nên cảm giác cổ điển. Khung cảnh bên trong đều được trang trí tỉ mỉ bằng những họa tiết hoàng gia. Chưa hết, trong cung điện còn có một nhà thờ Hồi giáo dành cho nhà vua và gia tộc hoặc những vị khách quý khác. Một số thông tin khác còn cho hay, bên cạnh cung điện nguy nga này, vua Mohammed đệ lục còn sở hữu các cung điện ở Rabat và Marrakech. Nhà vua cũng gây chú ý khi mua cho mình một cung điện tại Hoa Kỳ với giá trị ước tính lên tới 500 triệu đô. Tuy nhiên thông tin cụ thể không được tiết lộ. Quốc vương giàu có nào trên thế giới cũng đều có đam mê đối với những xế hộp hạng sang. Mohammed đệ lục cũng chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng ông là một tay chơi siêu xe khủng khi có trong tay một bộ sưu tập lên tới 600 chiếc. Ước tính giá trị lên tới hơn 400 triệu đô. Bộ sưu tập của quốc vương chắc chắn không thể thiếu những cái tên đắt tiền như Maybach, Mercedes, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce cũng như các chiếc oldtimer hiếm có. Một trong những chiếc xe yêu thích của ông là chiếc Aston Martin DB7 giá khoảng 152.000 đô. Xếp vị trí thứ 5 về độ giàu có trên thế giới thì chuyên cơ cá nhân của vua cũng phải vô cùng đẳng cấp. Ông thường xuất hiện cùng chiếc Boeing 747-400, được trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất bên trong được điều chỉnh lại theo đúng sở thích, nên hẳn không hề tầm thường. Ước tính chiếc máy bay này có giá hơn 90 triệu đô. Ngoài ra, hoàng tộc Maroc nói chung và quốc vương nói riêng còn nổi tiếng về độ chịu chi và hào phóng. Quốc vương dành ra khoảng 263 triệu đô mỗi năm cho những chi tiêu và vận hành cho các cung điện và sinh hoạt của mình. Trong khoản chi tiêu khổng lồ hàng năm dành cho sinh hoạt, ông còn dành 1,8 triệu đô cho thức ăn vật nuôi, bởi quốc vương còn là chủ sở hữu của nhiều con ngựa giống tốt và quý hiếm, bao gồm cả ngựa giống vùng vịnh được xếp hạng cao nhất, hay con ngựa mà vận động viên cưỡi ngựa Olympian Abdul Kabir Warda sử dụng để huấn luyện và thi đấu. Quốc vương cũng là một người rất chú trọng về bề ngoài. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nhà vua luôn mang trên mình những bộ cánh sa hoa đẳng cấp tôn lên được vẻ quý phái sang trọng. Vậy nên những phụ kiện được nhà vua mang trên người cũng vô cùng được để ý và cái giá của nó cũng vô cùng đắt đỏ. Điển hình nhất có thể kể đến chiếc đồng hồ nạm kim cương hãng Patek Philippe 5980-1400G trị giá 1 triệu đô và vô vàn những phụ kiện đắt giá khác. Vương phi Lala Salma. Nhắc đến quốc gia Morocco, chắc chắn không thể không nhắc đến chuyện tình đẹp như cổ tích của quốc vương với vương phi Lala Salma. Bà vốn có xuất thân thường dân ở Maroc, tốt nghiệp kỹ sư và trở thành phu nhân của quốc vương Mohammed đệ lục. Theo truyền thống của quốc vương này, phu nhân của quốc vương không được phong tước hiệu hoàng tộc
mà chỉ được gọi đơn thuần là vợ vua hoặc người sinh con cho vua. Song vì tình yêu to lớn dành cho bà Lala Salma, quốc vương Mohammed Đệ Lục đã phá vỡ tiền lệ, bỏ chế độ đa thê và phong hiệu để bà trở thành vương phi đầu tiên của đất nước Maroc. Không lâu sau khi kết hôn, bà đã hạ sinh con trai đầu lòng là Thái tử Moulay Hassan vào năm 2003 và công chúa út Lala Khadija vào năm 2007 tại cung điện hoàng gia Rabat. Vương phi Lala Salma là kiểu phụ nữ hiện đại ở Maroc, thay mặt đất nước tham dự các sự kiện quốc tế. Bên cạnh đó, bà cũng hiện thân là một vương phi tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tuy cuộc sống riêng tư của vương phi vô cùng kín tiếng, nhưng nếu để ý, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, vương phi đều mặc trên mình những bộ váy truyền thống tuyệt đẹp được thiết kế tinh xảo và lộng lẫy. Bà có nguyên một bộ sưu tập những bộ váy dài với thiết kế khác nhau thay vì trùm đen từ đầu đến chân như những phụ nữ Maroc bình thường. Thái tử quyền lực Moulay Hassan, trong những gương mặt con nhà giàu có xuất thân trong ảnh thế phiệt và giàu có bậc nhất trên thế giới, chắc hẳn không thể bỏ qua Thái tử Moulay Hassan của đất nước Morocco. Cậu bé 19 tuổi này là cái tên đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ bảng profile quá khủng. Không những cực kỳ giàu có với khối tài sản kếch xù cùng xuất thân hoàng gia, Moulay Hassan còn thể hiện tố chất của người lãnh đạo từ rất sớm khi bắt đầu tham gia vào các hoạt động chính trị từ khi còn nhỏ. Vị thái tử của Morocco này được xem là một trong những đứa trẻ giàu có và quyền lực nhất thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, Moulay Hassan vẫn nằm trong danh sách những người thừa kế nổi bật trên thế giới với khối tài sản ròng lên đến 1,5 tỷ đô. Sinh năm 2003 và là cậu con trai đầu lòng của quốc vương và quốc phi, khỏi phải nói Maroc đã chào đón sự ra đời của cậu trịnh trọng như thế nào. Ngày thái tử được sinh ra, quốc vương đã cho bắn 21 phát súng chào mừng dành riêng cho con trai mình. Tên của cậu được đặt theo tên của ông nội Hassan đệ nhị. Thái tử Moulay Hassan hiện đang đứng đầu trong danh sách thừa kế và sớm thể hiện phẩm chất của một quốc vương tương lai do tham gia vào các hoạt động sự kiện liên quan đến ngoại giao, chính trị cùng cha từ nhỏ. Khi đang ở độ tuổi thiếu niên, cho nên giới chính trị gia vốn đã rất quen mặt với Moulay Hassan, đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng nhất định dành cho cậu bé này. Kể từ năm 16 tuổi, Thái tử Moulay Hassan thường xuyên đại diện vua cha để tiếp đón các sứ đoàn cũng như xử lý các việc ngoại giao. Năm 2019, Moulay Hassan đã đại diện vương quốc tiếp đón hoàng tử Harry trong chuyến thăm Morocco. Cũng trong năm này, Thái tử cũng đã chủ trì lễ khai mạc triển lãm nông nghiệp quốc gia SIAM lần thứ 14 tại Morocco, hay tại lễ tang của Henry d'Orléans, bá tước Paris và công tước Pháp. Moulay Hassan là người đại diện để tham dự. Đặc biệt, Moulay Hassan là người trẻ nhất tham gia hội nghị thượng đỉnh một hành tinh ở Pháp vào năm 2017. Và năm đó, cậu cũng đã trở thành tâm điểm truyền thống. Sự chững chạc bản lĩnh và thông tuệ của Thái tử Moulay Hassan giúp cậu nhận về nhiều sự tán thưởng, cũng như cho thấy hình ảnh của một vị minh quân trong tương lai. Về học vấn, Moulay Hassan đã đạt danh hiệu tú tài khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế và khoa học xã hội. Tài năng vượt trội cùng những tố chất cần có đối với vị trí người đứng đầu của Moulay Hassan nhận được sự đánh giá cao từ công chúng. Đặc biệt, Thái tử Moulay Hassan luôn tỏ ra hứng thú với ngành hàng không. Chưa hết, cậu bé 19 tuổi này còn thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập. Ngoài ra, Moulay Hassan cũng được cho rằng đang sở hữu chiếc máy bay phản lực Gulfstream G650 với trị giá lên đến 67,4 triệu đô. Chiếc máy bay này được cho là một trong những máy bay phản lực VIP đắt nhất và mạnh nhất hiện có. Biển số CNAMH có nghĩa là Altesi, bệ hạ, mang lại cho cậu đặc quyền được gọi là Moulay Hassan bệ hạ mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, có một chi tiết rất đặc biệt và thú vị khiến thái tử được nhiều người chú ý và biết đến. Đó là trong mỗi sự kiện, hoàng tử không để bất cứ ai hôn lên tay mình. Đây là câu chuyện về văn hóa. Khi chào những người trên mình và muốn hôn tay họ để thể hiện sự tôn trọng và kính cẩn, chẳng hạn như ông bà, cha mẹ, họ hoàn toàn có thể rụt tay lại một cách dứt khoát để thể hiện tình cảm thân tình, không câu nệ phép tắc. Hành động rụt tay đó thể hiện cho tình thân. Trong tình huống của vị hoàng tử này cũng vậy. Khi đứng trước một thành viên cao quý của hoàng gia, các vị quan chức Morocco muốn thể hiện sự thành kính bằng cách hôn tay. Nhưng vị thái tử trẻ cảm thấy điều đó không cần thiết. Đặc biệt khi những người đứng trước mặt cậu bé đều là các vị quan chức đã lớn tuổi, còn cậu vẫn đang là một thiếu niên. Từ lúc nhỏ, 12 tuổi cho đến tận bây giờ, thái tử vẫn luôn giữ nguyên tắc đó cho mình. Có thể xem Moulay Hassan hiện đang là một trong những người thừa kế sáng giá bậc nhất hiện nay.
Việc sớm tham gia xử lý việc nước cùng vua cha từ nhỏ đã giúp vị thái tử này trở nên chững chạc, bản lĩnh và nắm nhiều thực quyền hơn so với những thế hệ con cháu hoàng gia cùng trang lứa. Không chỉ tài giỏi, Moulay Hassan còn sở hữu nhan sắc sáng sủa, mang khí chất vương giả cùng khối tài sản cách xù. Công chúa Lala Khadija tuy không nắm giữ số tiền lớn hàng tỷ đô như anh trai của mình, nhưng ước tính số tài sản mà cô công chúa bé nhỏ sinh năm 2007 này đang nắm giữ cũng lên tới 500 triệu đô. Trong ngày Khadija chào đời, quốc vương Morocco đã cho bắn 21 phát đại bác để chào mừng. Khadija còn được mệnh danh là công chúa của những trái tim và là một trong những thành viên hoàng gia trẻ tuổi được yêu mến nhất thế giới. Khi theo học trường hoàng gia danh tiếng nằm trong cung điện ở Rabat, công chúa Khadija đã sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ. Công chúa 15 tuổi có thể nói thuần thục nhiều ngôn ngữ và đã biểu diễn các vở kịch trên sân khấu bằng tiếng Ả Rập, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Nga và Trung Quốc. Ngay từ khi mới 11 tuổi, công chúa Khadija đã cùng cha và anh trai là thái tử Moulay Hassan bắt đầu tham gia các hoạt động chính thức của hoàng gia khi tới dự một chương trình của Bộ Giáo dục Morocco. Khadija sau đó xuất hiện tại nhiều buổi lễ khác nhau cùng với các thành viên hoàng gia, thậm chí còn chủ trì sự kiện khánh thành khu sinh vật cảnh của Công viên Động vật Quốc gia Rabat năm 2019. Công chúa cũng gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới cũng như thành viên hoàng gia từ các nước khác. Năm 2017, Khadija cùng gia đình dự lễ đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Hoàng gia. Công chúa nhỏ năm 2019 tiếp tục gặp giáo hoàng Francis và gia đình quốc vương Tây Ban Nha Philip Đệ Lục khi họ tới thăm Morocco. Khi không phải đến trường hay thực hiện nhiệm vụ hoàng gia, công chúa Khadija thường cùng gia đình du lịch khắp nơi trên thế giới. Các thành viên hoàng gia Morocco từng đi nghỉ tại New York, Paris, nhưng điểm đến yêu thích của họ là Hy Lạp. Năm 2019, gia đình công chúa Khadija còn thuê một du thuyền có giá 4 triệu đô một tuần để phục vụ chuyến du lịch. Tất nhiên, gia đình hoàng gia không chỉ hào phóng mà còn nổi tiếng vì những hoạt động từ thiện của mình. Để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện, bao gồm tài trợ mua vật tư và thiết bị cho các cơ sở điều trị ung thư, trong buổi đấu giá xa xỉ, hoàng gia đã bán đấu giá một số món đồ độc đáo, bao gồm một chiếc xe mui trần cổ điển 1970, từng là một phần của bộ sưu tập hoàng gia và các bức tranh đáng giá. Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá là gần 16 triệu đô, đều được sử dụng cho mục đích từ thiện. Gia đình hoàng gia Morocco cũng rất được tôn trọng bởi sự hào phóng mà nhà vua dành cho chính nhân viên của mình hay những đối tác được ông trao quà, cũng như những hoạt động từ thiện và những đóng góp của ông cho xã hội. Tuy vô cùng kín tiếng về cuộc sống riêng tư cũng như khối tài sản của mình, song những thông tin mà chúng ta có được cũng phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giới quý tộc ở đất nước Bắc Phi này. Còn quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới nhé! Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình Giới Thượng Lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Brunei được biết đến là đất nước Hồi giáo giàu có và đặc biệt huyền bí ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù có diện tích bé nhỏ với dân số chỉ khoảng 441.000 người, nhưng đây lại là một trong những quốc gia siêu giàu có trên thế giới. Phải nói rằng Brunei sở hữu những công trình kiến trúc đầy ấn tượng với hơn 100 các thánh đường lớn nhỏ. Đến với Brunei, bạn sẽ phải kinh ngạc vì sự lộng lẫy của những thánh đường này, bởi sự chịu chơi khi trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu, vàng dát khắp trốn và những chùm đèn pha lê nặng vài ba tấn. Tất nhiên là ở một đất nước giàu có tầm cỡ như vậy thì chắc hẳn quốc vương nơi đó sẽ nghiễm nhiên được sống trong nhung lụa và xa hoa tuyệt đỉnh. Chúng ta đã từng điểm qua về những gia tộc cùng những vị vua vô cùng giàu có với những khối tài sản đồ sộ đáng mơ ước. Nhưng không phải tất cả họ đều có xu hướng vung tiền theo cách xa xỉ như đức vua của Brunei, ngài Hassanal Bolkiah. Quốc vương và cả hoàng tộc này nổi tiếng với nghệ thuật tiêu tiền xa hoa bậc nhất thế giới. Quốc vương Hassanal Bolkiah đã chi rất nhiều tiền cho những thú vui của mình theo một cách đầy xa xỉ và theo cách nói của nhiều người là ngông cuồng không tưởng tượng nổi. Cai trị đất nước qua nhiều thế kỷ, hoàng gia Brunei nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Cùng với đó, các thành viên hoàng tộc sống trong xa hoa quyền quý. Hoàng gia Brunei nằm trong danh sách những hoàng tộc giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 30 tỷ đô. Trong đó, số tiền khổng lồ chủ yếu tập trung vào quốc vương Hassanal Bolkiah, người đã cai trị Brunei hơn nửa thế kỷ. Tờ South China Morning Post đã từng ví von sự giàu có của nhà vua 72 tuổi trở thành huyền thoại.
Đức vua yêu thích vàng đến nỗi rát vàng cả bồn rửa mặt cũng như toàn bộ nhà vệ sinh. Ông cũng từng đưa thợ cắt tóc từ Vương quốc Anh đến Brunei để đảm bảo ngoại hình của mình luôn chỉn chu như ý muốn. Chính những điều đó đã cho thấy vị quốc vương này chưa bao giờ ngại bỏ ra một số tiền khổng lồ, kể cả cho những nhu yếu phẩm cơ bản. Và đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong thói quen tiêu xài của Đức vua Brunei. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng giới thượng lưu khám phá đầy đủ hơn về vị quốc vương cá tính mạnh mẽ và siêu giàu có này, quý vị nhé. Bắt đầu thôi. Huyền thoại giàu có Brunei. Quốc vương Brunei có tên đầy đủ là Hassanal Bolkiah Muhyiddin Wadollah, mọi người thường gọi tắt là Hassanal Bolkiah. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, tài khoản kếch xù hay những thói quen chi tiêu vương giả xa xỉ, mà ông còn được biết đến với danh xưng vị vua tại vị lâu nhất thế giới. Quốc vương Bolkiah lên ngôi vào năm 1967 ở tuổi 21 và đã trị vì gần 55 năm. Vốn là trưởng nam của cựu quốc vương Omar Ali Safi Sultan Đệ Tam, vị Sultan thứ 28 của Brunei. Năm 1961, ông được phong làm thái tử. Năm 1966, ông sang Anh học tại trường sĩ quan lục quân hoàng gia Sandhurst. Và năm 1967, ông về nước và kế vị vua cha. Cũng như cha, ông được nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước hiệp sĩ. Năm 1984, Brunei độc lập, ông kiêm giữ chức thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và bộ trưởng tài chính. Ông vừa là tổng tư lệnh quân đội hoàng gia, vừa là người nắm quyền cao nhất trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát. Với lối sống xa hoa vương giả nhờ khối tài sản khổng lồ, ông đứng thứ hai trong danh sách những vị vua giàu nhất thế giới. Tạp chí Forbes từng ước tính khối tài sản ròng của quốc vương Brunei là khoảng 30 tỷ đô. Khối tài sản khổng lồ này chủ yếu được khởi đầu từ sự giàu có và trù phú của hòn ngọc xanh giàu có của Đông Nam Á, Vương quốc Brunei. Vương quốc Hồi giáo của ông là một trong những nền kinh tế bền vững trên thị trường. Không những được trời phú cho nguồn dò mò giàu có, thiên nhiên Brunei cũng được ưu ái cho hệ động thực vật vô cùng phong phú. Rất nhiều khu rừng vẫn còn giữ được nét hoang sơ với nhiều loại gỗ quý đã được chính phủ và người dân gìn giữ, bảo vệ từ đó đến nay. Brunei là một đất nước nhỏ bé, nhưng sự thịnh vượng thì không đâu sánh kịp. Không phải ngẫu nhiên Brunei được ví là hòn ngọc xanh, bởi nếu đến thăm và đáp xuống sân bay quốc tế Brunei tại Barakas, phía bắc thủ đô Bandar Seri Begawan, từ trên nhìn xuống mọi người phải trầm trồ vì đất nước này ngập tràn màu xanh. Bên cạnh đó có sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của những ngôi nhà thờ Hồi giáo cổ kính, xen lẫn hệ thống đường xá hiện đại bậc nhất. Với diện tích gần 6.000 km2, trong đó rừng nguyên sinh chiếm đến 70%, Brunei được mệnh danh là lá phổi Đông Nam Á. Theo ngôn ngữ Nam Đảo, Brunei có nghĩa là nơi ở của hòa bình. Nên khi đặt chân đến quốc gia giàu có và thịnh vượng này, bạn sẽ thấy không gian thật yên bình, không có tòa nhà chọc trời, không có quán cóc bên đường, không có cả bóng một chiếc xe máy hay xe đạp nào lướt qua. Brunei tọa lạc trên phần phía bắc đảo Borneo, cũng là hòn đảo duy nhất thuộc sở hữu của ba quốc gia Brunei, Malaysia và Indonesia. Dù diện tích khiêm tốn, song Brunei lại may mắn khi gần như toàn bộ trữ lượng dầu mỏ đều tập trung trên phần lãnh thổ thuộc chủ quyền nước này. Kể từ khi các mỏ dầu và khí được chính thức phát triển, ngành công nghiệp dầu khí luôn đóng vai trò quan trọng trong cán cân kinh tế của Brunei khi đóng góp hơn 90% GDP của cả nước. Nằm ở vị trí mỏ dầu đầu tiên được phát hiện khi xưa, Brunei đã cho xây dựng một cột mốc biểu tượng 1 tỷ thùng dầu khi nước này đạt cột mốc đáng nhớ kể trên vào năm 1991. Người đứng đầu Brunei hiện tại cũng là vị Sultan thứ 29 của đất nước, ông Hassanal Bolkiah. Là quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế và cai trị đất nước trong hơn 600 năm nên tất nhiên, dòng tộc này vô cùng giàu có. Song hiểu rõ tất cả điều mình đang có là do được hưởng đặc ân từ Thượng Đế, tất nhiên các vị vua của Brunei không thể quá ích kỷ. Họ rất quan tâm đến đời sống của người dân và cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp. Vì sở hữu khối tài sản khổng lồ nên ông đã chăm lo cho thần dân của ông một cuộc sống miễn thuế. Với nguồn thu nhập rất lớn từ xuất khẩu dầu khí và dân số rất ít, chính phủ Brunei có điều kiện thực hiện một số chính sách phúc lợi xã hội cao. Thậm chí người dân ở Brunei được nhà nước cấp nhà miễn phí. Nếu muốn có nhà, họ chỉ cần đăng ký nhận nhà với khoản phí tượng trưng 1 đô. Sau vài năm, họ sẽ được nhà nước gọi đến nhận nhà. Bên cạnh đó, học sinh ở Brunei được đi học miễn phí, nam và nữ học ở các trường riêng. Nếu tốt nghiệp trung học phổ thông mà muốn học đại học ở nước ngoài,
nhà nước sẽ cấp học bổng du học với điều kiện thời gian du học nước ngoài bao nhiêu năm thì sau khi trở về, người đó phải làm việc cho nhà nước bấy nhiêu năm. Ngoài ra, việc chữa bệnh ở Brunei cũng hoàn toàn miễn phí do quốc vương bảo trợ. Hiện tại do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm, đến nay người dân Brunei đóng 2 đô la Brunei tượng trưng. Nếu bệnh nhân bị nặng mà bệnh viện trong nước không có khả năng chữa trị thì sẽ được chuyển sang Singapore điều trị. Viện phí tại Singapore sẽ do nhà nước Brunei chi trả. Bên cạnh đó, họ cũng không phải chịu bất kỳ khoản thuế thu nhập nào và mức trợ cấp ở Brunei rất cao. Như vậy, người dân sống an bình và hiền hòa vì không phải cạnh tranh nhiều trong mưu sinh, phúc lợi xã hội quá tốt. Thậm chí những cung điện nhà thờ dát vàng, đính đầy pha lê xa xỉ có lẽ sẽ khiến chúng ta choáng ngợp. Nhưng với người dân Brunei thì những điều này quá đỗi bình thường. Bởi từ thánh đường Hồi giáo, cung điện, bảo tàng, thậm chí cả các khách sạn 4-5 sao cũng đều được bao phủ bởi thứ kim loại đắt đỏ này. Nổi bật có thánh đường James Arsenal Bolkiah Mosque sử dụng 5 tấn vàng để mạ mái vòm và 29 đỉnh tháp. Nằm ngoài quỹ đạo của nhân loại chính là lời mà cố thống chế Pháp De Gaulle đã từng mô tả về hoàng gia và đất nước Brunei, đủ để thấy nơi này đặc biệt như thế nào. Và chắc chắn rồi, ở một quốc gia không còn phải lo nghĩ về việc kiếm tiền mà chỉ nghĩ xem tiêu tiền như thế nào thì chắc chắn sẽ sinh ra những huyền thoại tiêu tiền siêu đặc biệt. Nhà vua Brunei nổi tiếng yêu thích việc chi tiền. Ông đã chi rất nhiều tiền cho nhiều thú vui của mình. Chi một cách đầy xa hoa và ngông cuồng mà nhiều người có thể không tưởng tượng nổi. Bộ sưu tập siêu xe lớn nhất thế giới. Không phải ai cũng có đủ đam mê và quan trọng là đủ ngân sách để sở hữu một bộ sưu tập hàng ngàn chiếc xe, mà chỉ toàn là siêu xe và xe siêu sang. Trong hầm xe của Hoàng gia Brunei hiện nay đang có tổng cộng gần 7.000 chiếc siêu xe. Những chiếc xe này không phải là bản duy nhất, nhưng lại là phiên bản giá trị nhất từ các hãng nổi tiếng. Bộ sưu tập hình thành từ việc Đức Vua yêu tốc độ, những thứ độc đáo và hiếm có, những chiếc xe cực đắt và siêu sang trên thế giới. Ước tính giá trị tổng số xe đó là hơn 5 tỷ đô. Và những dòng xe được ông đặc biệt ưa chuộng đó là Rolls-Royce khoảng 600 chiếc, Ferrari 450 chiếc, 380 chiếc Bentley và cỡ 134 chiếc Koenigsegg, cùng rất nhiều những dòng xe nổi tiếng khác. Ngoài những dòng siêu xe thông thường đến từ các thương hiệu nổi tiếng, nhà vua còn chế tác riêng những bản siêu xe dát vàng không thể xa hoa hơn theo ý thích riêng của mình. Dòng xe Rolls-Royce có lẽ là dòng xe yêu thích nhất của nhà vua khi ông sở hữu đến một nửa tổng số xe mà hãng này bán ra trong hơn một thập kỷ qua. Và chiếc siêu xe mà ông dùng để chế tác lại cũng là Rolls-Royce. Quốc vương Brunei sở hữu chiếc Rolls-Royce dát vàng từ lưới tản nhiệt cho đến lốp xe. Không còn gì vương giả hơn khi ngồi trên một chiếc Rolls-Royce vàng ròng, diễu hành trên phố, vẫy tay với thần dân của mình. Chiếc xe dát vàng này trị giá 14 triệu đô. Thậm chí nhiều chiếc trong số đó là những phiên bản đặc biệt, thậm chí được tạo ra dành riêng cho Sultan. Chúng được các hãng sản xuất trong bí mật, báo giới không hề biết, rồi vận chuyển thẳng sang Brunei, cất vào bộ sưu tập xe của Sultan. Chỉ có rất ít khách của hồi vương từng được chiêm ngưỡng những chiếc xe độc bản. Và cũng vì thế, đôi khi thứ duy nhất mô tả sự tồn tại của chúng là những tấm hình chụp vội của giới phóng viên. Sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Uraco màu xám, một chiếc Ferrari 456 GT Venice và một chiếc Porsche 959 thuộc dạng siêu hiếm càng khiến bộ sưu tập này nâng tầm giá trị. Tất cả chúng đều là những phiên bản giới hạn cực kỳ chất lượng và đẳng cấp. Thậm chí có những bản còn không được công bố từ nhà sản xuất. Người ta chỉ có thể bắt gặp trong garage ô tô của nhà vua, chứ không thể bắt gặp trên đường. Phi đội bay đắt nhất thế giới. Ngày 9 tháng 11 năm 2017, chiếc Airbus A340-212 được gọi là cung điện bay với phong cách hoàng gia lịch lãm và sang trọng của quốc vương Brunei đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng để tham gia hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC. Nhưng bất ngờ chỗ người điều khiển chính là quốc vương Hassan al-Bolkiah. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên quốc vương Brunei thể hiện cá tính mạnh mẽ đặc biệt của mình. Đức vua từng nhiều lần khiến dư luận ngỡ ngàng khi lái máy bay riêng đi công du. Năm 2012, ông khiến các nhân viên kiểm soát không lưu và những người tiếp đón tại sân bay ở New Delhi sửng sốt khi tự lái máy bay tới thăm chính thức tại Ấn Độ. Đến năm 2013, quốc vương đã tự lái chuyên cơ của mình là chiếc Boeing 747 bằng vàng đến Washington DC để hội đàm cùng Tổng thống Obama về các vấn đề hợp tác dầu khí và biến đổi khí hậu. Các vị vua khác thường chọn hưởng thụ trên những cung điện bay của mình trong các chuyến công du, còn vị đức vua cá tính của Brunei thì đích thân muốn trải nghiệm việc đưa mình đi tới nơi về tới chốn. Tất nhiên, phi đội bay đắt nhất thế giới không chỉ là một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới, mà còn là một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới.
phi đội bay của ngài cũng đặc biệt ấn tượng bởi độ xa xỉ và hoành tráng. Nhà vua sở hữu cho mình 3 chiếc máy bay phản lực tư nhân, bao gồm máy bay phản lực Boeing 767-200, Airbus A340-200 và viên ngọc quý trong hạm đội của ông là một chiếc máy bay phản lực Boeing 747-400 bằng vàng. Chiếc 747-400 mạ vàng thực sự phù hợp với phong cách hoàng gia. Ngoài số tiền khủng lên tới 100 triệu đô mà ông bỏ ra để mua chiếc máy bay, quốc vương Hassan al-Bolkiah còn chi thêm hơn 120 triệu đô để thiết kế lại và nâng cấp nội thất bên trong chuyên cơ. Hơn nữa, chuyên cơ còn được bổ sung thêm các khoang nhiên liệu dự phòng để nâng tầm hoạt động từ 12.500 lên 15.000 km. Toàn bộ nội thất đều được mạ vàng 24K và pha lê Lalique, hành lang bằng vàng, phòng hội nghị mạ vàng, bồn rửa mặt bằng vàng dòng nguyên khối hay bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất cũng đều được mạ vàng tinh xảo. Có một phòng họp riêng để đức vua thực hiện các cuộc họp quan trọng. Phòng họp này cũng được sử dụng nhiều vàng và gỗ quý để trang trí. Đáng giá nhất có thể nói đến chiếc giường nằm dành cho vua là loại tốt nhất và toàn bộ nội thất trong phòng ngủ cũng như phòng tắm liền kề cũng được mạ vàng lấp lánh. Trông nó không khác gì một khách sạn cao cấp 5 sao và đây cũng là khu vực yêu thích nhất của nhà vua. Chiếc Boeing 747-400 có tốc độ hành trình 1.000 km/h và tầm bay 15.000 km, lý tưởng cho các chuyến công du tới châu Âu và châu Mỹ. Ngoài ra, quốc vương thường điều khiển đội máy bay của mình, bao gồm một chiếc Airbus A340 và 6 máy bay phản lực nhỏ. Với nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Brunei, chắc hẳn quốc vương không phải lo lắng về việc tiêu thụ nhiên liệu hay chi phí vận hành nguyên một phi đội hoành tráng như vậy. Cung điện dát vàng lớn nhất thế giới. Độ giàu có của người đứng đầu Brunei thể hiện rõ nét nhất qua cung điện độc nhất vô nhị trên thế giới có tên là Istana Nurul Iman của ông. Cung điện Istana Nurul Iman của quốc vương Brunei với quy mô lớn hơn gấp nhiều lần cung điện Buckingham ở Anh, theo tiếng Ả Rập có nghĩa là cung điện ánh sáng của các vị thần. Mái vòm của cung điện do kiến trúc sư Philip Visayan Leandro Viloxin thiết kế với màu vàng nổi bật đặt ở đỉnh công trình. Phần mái này được làm từ vàng ròng, ước tính nặng hàng chục tấn và có đường kính hàng chục mét. Mái vòm được thiết kế xa hoa để phản ánh đặc trưng của một quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra còn thể hiện được uy quyền của vua. Istana Nurul Iman không chỉ đơn thuần là cung điện rộng lớn về diện tích, mà nội thất xa xỉ ở bên trong cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp. Khi hoàn thành, Istana Nurul Iman trở thành cung điện của một nguyên thủ quốc gia lớn nhất thế giới và cũng là nơi ở của một gia đình lớn nhất từng được xây dựng trong sách kỷ lục Guinness. Tổng diện tích mặt sàn của nó là 200.000 m². Tòa nhà có đến 1.788 phòng, trong đó có 257 phòng tắm, 5 bể bơi tiêu chuẩn quốc tế, một sảnh đãi tiệc chứa được đến 5.000 khách và một thánh đường đủ chỗ cho 1.500 người. Chưa kể bên trong khuôn viên rộng lớn này còn có vườn thượng uyển xanh mát. Nơi đây được cho là có tới 110 gara trong khuôn viên để chứa đủ bộ sưu tập xe khổng lồ của chủ nhân. Trên nóc lâu đài là bãi đậu trực thăng để bay thẳng đến sân bay quốc tế Bandar Seri Begawan, nơi đặt bộ sưu tập máy bay riêng của gia tộc. Với diện tích khổng lồ như vậy, người ta đã phải lắp đến 564 chiếc đèn chùm, 51.000 bóng đèn, 44 cầu thang và 18 thang máy trong tòa nhà. Mái vòm và thang cuốn ở đây đều được mạ vàng. Tổng chi phí cho việc xây dựng công trình này lên đến 1,4 tỷ đô ở thời điểm hoàn tất năm 1984. Istana Nurul Iman hiện vừa là nơi ở chính thức của vua Brunei, đồng thời cũng là trụ sở của chính phủ nước này. Được biết, cung điện được hoàn thành rất kỳ công, việc sơn tường bao quanh cũng phải mất tới một năm trời. Chưa kể quốc vương cũng là người yêu ngựa. Ông xây dựng những chuồng ngựa có điều hòa không khí đặc biệt để đảm bảo 200 chiến mã được chăm sóc tốt và ở trong tình trạng tốt nhất có thể. Phòng làm việc của vua Bolkiah là nơi đắt giá nhất trong số những khu vực dát vàng tại cung điện, bởi nội thất tại đây đều làm bằng vàng ròng tinh xảo, ngai vàng được đúc hoàn toàn bằng vàng nguyên khối. Từ bàn ghế đón tiếp khách quý tới khung tranh, ly nước cũng được đúc bằng vàng. Và không chỉ có vàng, nội thất cũng được trang hoàng bằng những nguyên liệu đắt đỏ khác như đá cẩm thạch từ Ý, thủy tinh Thượng Hải, vàng lụa và đá quý hiếm nhất của Trung Quốc. Tất cả cầu thang trong cung điện đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Không chỉ là nơi quý giá với nhà vua, cung điện Istana là biểu tượng của quốc gia và là niềm tự hào của người dân Brunei, nơi họ gửi gắm tình yêu và niềm tin vào quốc vương của mình. Những tài sản đáng giá khác. Không dừng lại ở đó, quốc vương còn có một vườn thú tư nhân của riêng mình, một thú chơi ngốn của vua hơn 10 triệu đô. Vườn thú có khoảng 30 con hổ Bengal, chim ưng quý, chim hồng hạc và một số chuồng vẹt với những con vẹt vô cùng thông minh. Ông cũng thuê gôn thủ thành công nhất thế giới Jack Nicklaus thiết kế sân gôn tại một trong các khách sạn của mình. The Empire Hotel and Country Club 6 sao là khách sạn nổi tiếng nhất Brunei. Với đẳng cấp 6 sao, với diện tích rộng 180 hectare và từng là nơi ở của hoàng gia,
nơi đây có đầy đủ các khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, được xem là một trong những khách sạn cao cấp nhất châu Á và là một trong 10 khách sạn đẹp nhất thế giới, với các lợi thế như view cạnh bãi biển tuyệt đẹp, có sân golf, 5 hồ bơi, 6 nhà hàng sang trọng, ngân hàng, rạp chiếu phim. Giá để nghỉ dưỡng qua đêm ở đây là 250 đô một đêm. Những lần vung tiền không giống ai. Nổi tiếng là quốc vương đam mê tiêu tiền, không ít lần quốc vương chứng tỏ được sự chịu chi của mình để chỉ có được những gì mà nhà vua yêu thích. Là một người cũng đam mê nghệ thuật, nhà vua đã mạnh tay chi trả số tiền lên đến 70 triệu đô để mua bức tranh sơn dầu của Pierre Gustrenos, bức tranh mang tên Những cô gái trẻ bên chiếc đàn piano. Nhưng nó còn chưa đặc sắc bằng việc quốc vương Sultan đã thuê hẳn một khoang riêng trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines để đưa thợ cắt tóc Ken Modesto yêu thích của mình từ London tới Brunei chỉ để cắt tóc. Tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi dài hơn 11.000 cây số từ London đến Brunei là 21.000 đô. Ngoài ra, quốc vương còn chi trả toàn bộ chi phí thuê phòng tại Brunei trong vài đêm cho Modesto, cũng như khoản tiền công hậu hĩnh. Quốc vương chi trả hơn 20.000 đô chỉ để có một ngoại hình chỉn chu nhất theo mong muốn của mình trước khi gặp các nguyên thủ quốc gia khác. Mỗi lần ra ngoài đi du lịch hay thậm chí chỉ là đi mua sắm hay dạo phố, quốc vương cũng có theo một đoàn tùy tùng hùng hậu lên tới cả 100 người để tháp tùng ông. Và mỗi lần đi du lịch như vậy, quốc vương chỉ ở những khách sạn tốt nhất và đa phần đều được ông bao trọn gói. Mỗi chuyến đi như vậy thường dao động khoảng 1 triệu đô. Siêu đám cưới cho con gái. Công chúa Fadzela là con gái của quốc vương Brunei Hassan al-Bolkiah đã được cha của mình tổ chức tiệc cưới linh đình kéo dài 10 ngày đêm. Trước khi thành hôn, công chúa khá kín tiếng và cô chỉ được biết tới là đội trưởng đội bóng lưới Brunei và là một nhà hoạt động trong lĩnh vực y tế. Buổi lễ nhà trai gặp nhà gái diễn ra với sự tham dự của một số nhân vật hoàng gia Brunei, trong đó có hoàng tử Abdul Mateen. 17 quả đạn pháo được bắn để xác nhận hoàng gia đã chấp nhận các mâm sinh lễ trao phía cô dâu. Gia đình chú rể cũng được mời đến phòng tiệc ở cung điện Nurul Iman và được các thành viên của hoàng gia chào đón. Tổ chức lễ tại đại sảnh rát vàng của cung điện hoàng gia Brunei, công chúa và chồng mặc trang phục gấm màu trắng đính toàn kim cương, thể hiện sự giàu có và sang trọng của gia đình hoàng gia Brunei trong ngày đầu ra mắt buổi lễ. Xuyên suốt 10 ngày tiệc trọng đại, cô dâu và chú rể đều mặc những bộ quần áo đồng điệu và vô cùng lộng lẫy, kèm theo đó là vô số trang sức đắt đỏ rát kín từ đầu đến chân. Mọi thông tin về lễ cưới của công chúa không được công bố rộng rãi nhiều ra bên ngoài, nhưng chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng được siêu đám cưới này hoành tráng và xa hoa như nào. Cho đến nay, khối tài sản của quốc vương Brunei vẫn tiếp tục sinh sôi, giúp ông duy trì vị thế là một trong những quân vương giàu nhất thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, chuyên gia Brunei cho rằng các nguồn năng lượng có từ thiên nhiên khai thác một thời gian dài cũng cạn kiệt. Theo đánh giá thì khoảng 25-30 năm nữa, lượng dầu sẽ cạn. Vì vậy, nhà vua Hassan al-Bolkiah đang kêu gọi các nhà đầu tư đến Brunei đầu tư kinh doanh và phát triển các ngành công nông nghiệp và dịch vụ. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà ăn. Quả thật Brunei và hoàng gia nước này đã được Thượng Đế ban cho những đãi ngộ tuyệt diệu nhất trên hành tinh. Hơn nửa thế kỷ trị vì, người đứng đầu vương triều Brunei còn sở hữu một kho báu khổng lồ mà không vàng bạc châu báu nào sánh bằng. Đó là sự yêu kính và tự hào hết mực mà thần dân Brunei dành cho đức quân vương của mình. Với những người dân Brunei, cảm nhận lớn nhất về đức vua của họ còn là việc ông là nhà lãnh đạo gần dân nhất, vì dân nhất. Vì dân, bởi những điều ông mang lại cho thần dân của mình hơn nửa thế kỷ ông trị vì đều là những điều tốt cho người dân Brunei. Brunei từ lâu đã được mệnh danh là Abode of Peace, xứ sở yên bình, cũng vì lẽ đó. Gần dân bởi còn lưu lại mãi trong ký ức người dân Brunei là hình ảnh vị đức vua của họ cầm trên tay cuốn sách, đứng giữa lớp học tận tình giảng từng câu chữ cho các em học trò nhỏ. Gần dân bởi họ không quên mỗi lần đất nước rơi vào cảnh thiên tai là mỗi lần họ chứng kiến đức quân vương đích thân ra hiện trường thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Và sự khâm phục tôn kính gần như tuyệt đối của thần dân chính là nhân tố lớn nhất giúp quốc vương Brunei Hassan Bolkiah tại vị vững chắc trên ngai vàng, để được liệt vào danh sách những vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Đó là toàn bộ sự giàu có tột cùng của quốc vương Brunei. Quý vị và các bạn thấy sao về chủ đề ngày hôm nay? Hoan nghênh bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn vì đã theo dõi chương trình. Giới thượng lưu, nơi chắp cánh ước mơ thành công. Xin kính chào và hẹn gặp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về sự giàu có đẳng cấp của gia đình hoàng gia Qatar, một trong 5 gia đình hoàng gia giàu nhất thế giới, giữ vững vị thế trong nhiều năm qua nhé. Bắt đầu thôi!
Qatar là quốc gia nằm ở khu vực Tây Á, nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập và được bao bọc ba mặt bởi vịnh Ba Tư với diện tích khiêm tốn chỉ 11.437 km2 và khoảng 2,9 triệu dân số. Tuy có diện tích nhỏ, nhưng vị trí và tầm ảnh hưởng trên thế giới lại không nhỏ chút nào. Khá nhiều nước lớn kiêng nể Qatar, đặc biệt bởi sự phồn vinh và trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Qatar cũng được biết đến là một đất nước có số lượng triệu phú, tỷ phú trên đầu người cao nhất thế giới. Nếu chia nhỏ ra số dân, cứ 100.000 người Qatar thì có 8 người thuộc giới siêu giàu với tài sản khổng lồ trong ngân hàng. Không có bất kỳ nơi đâu như tại thủ đô Doha. Chỉ cần bạn bước ra cửa ngõ là sẽ bắt gặp nhàn nhàn triệu phú, tỷ phú. Cuộc sống tại Doha cũng chính là hình ảnh tiêu biểu cho quốc gia này, bởi có 90% dân số Qatar sinh sống tại thủ đô. Giàu như vậy thì sống sẽ như thế nào? Người dân ở Qatar được hưởng cuộc sống giàu có không khác gì các triệu phú ngay từ khi sinh ra, được hưởng hệ thống giáo dục và y tế hoàn toàn miễn phí, không ai phải nộp tiền điện nước hay tiền thuế cho chính phủ. Người dân Qatar hầu như cũng không phải đụng tay để xây dựng bất kỳ công trình nào, bởi nhân công đều được thuê từ nước ngoài, cuộc sống hàng ngày cũng có người giúp việc. Nói chung, công dân của đất nước này dựa vào lao động từ các quốc gia khác để thực hiện các công việc trong lĩnh vực dịch vụ, chẳng hạn như lái xe, bảo mẫu, xây dựng, nên gần như họ không phải quá động tay nhiều vào các việc cụ thể. Khi đi du lịch thì phải bằng Qatar Airways, hãng hàng không được ví là kỳ quan bay trên bầu trời. Nói chung, người Qatar chỉ sử dụng những thứ ưu tú nhất. Tại đất nước của giới siêu giàu, cuộc sống của người dân đã xa xỉ như vậy. Nhưng khi nói về hoàng tộc Qatar, độ giàu có choáng ngợp của họ thậm chí còn được xếp ở một đẳng cấp khác. Hoàng tộc Al Thani. Đất nước Qatar giàu có được cai trị bởi hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới. Họ định cư tại Qatar vào những năm 1700 và ước tính có khoảng 8.000 thành viên. Một số báo cáo đã tuyên bố rằng hoàng gia Qatar nắm giữ khối tài sản ròng khổng lồ 335 tỷ đô la, một con số siêu khổng lồ và đáng kinh ngạc trong thế giới tài chính. Nó thể hiện qua số lượng bất động sản, bộ sưu tập siêu xe, siêu du thuyền và các câu lạc bộ thể thao của hoàng gia Qatar. Họ nắm giữ nhiều khoản đầu tư bất động sản trên toàn cầu, bao gồm tòa nhà chọc trời Shard ở London, làng Olympic, cửa hàng bách hóa Harrods đều ở Vương quốc Anh và tòa nhà Empire State ở New York. Gia tộc này gồm có bốn nhánh chính là Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Jaber và Bani Thamer. Gia tộc đã qua 4 lần chuyển giao quyền lãnh đạo vương quốc đều với hình thức thoái vị. Tiểu vương Qatar hiện tại là Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, người sở hữu khối tài sản 2 tỷ đô, có các khoản đầu tư vào ngân hàng Barclays, British Airways và công ty ô tô Volkswagen. Ở tuổi 42, ông là quốc vương trẻ nhất thế giới và nhận quyền lãnh đạo đất nước từ cha mình là ông Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, trị vì Qatar từ năm 1995 đến 2013. Cũng giống như bất kỳ gia đình hoàng gia nào khác trên thế giới, hoàng tộc này sở hữu khối tài sản kếch xù vượt xa bất cứ điều gì mà một người bình thường có thể tưởng tượng. Cựu tiểu vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Qatar nói chung và tài sản kếch xù của hoàng tộc Al Thani nói riêng. Trước khi chuyển ngôi, ông đã thành lập cơ quan đầu tư Qatar, một quỹ tài sản có chủ quyền để quản lý thặng dư dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của đất nước. Cơ quan đầu tư Qatar và các công ty con của họ đã mua lại nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, bao gồm cửa hàng bách hóa Harrods mang tính biểu tượng của London từ doanh nhân Mohammed Al Fayed, cửa hàng bách hóa Printemps có trụ sở tại Paris, góp 75% cổ phần trong xưởng phim Miramax, 2% cổ phần trong tập đoàn truyền thông và công ty mẹ Vivendi của Universal Music Group, sở hữu 1% cổ phần của nhà sản xuất hàng xa xỉ Louis Vuitton Mert Hennessy và một số công ty lớn khác. Tòa dinh thự khổng lồ ở Anh Quốc. Nơi ở của gia đình hoàng gia Qatar cực kỳ sang trọng. Sheikh Hamza bin Nasser Al Misnet, vương hậu của cựu quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, đã mua một căn nhà Cornwall Terrace với giá 80 triệu bảng Anh. Sau đó bà trả thêm 40 triệu bảng Anh cho Cornwall Terrace số 2 và 3. Cornwall Terrace 1 xa hoa bao gồm 7 phòng ngủ, 11 phòng tiếp khách, 9 phòng tắm, khu chăm sóc sắc đẹp và khu phức hợp giải trí với phòng tập thể dục và hồ bơi, nước nóng trong nhà. Có cả một hầm rượu lộng lẫy. Ngôi nhà có từ thế kỷ 19, nhìn ra công viên của Regent. Trong khi đó, Cornwall Terrace 2-3 liền kề có 6 phòng ngủ. Đặc điểm kiến trúc đã tạo cho Cornwall Terrace dáng vẻ vương giả. Tầng trệt được làm thô mộc, trong khi các tầng trên mang phong cách Corinthian. Cung điện bí mật trên núi và dinh thự gần bãi biển. Hoàng gia Qatar giữ khá kín về cuộc sống của mình như bao hoàng gia khác trên thế giới. Một nguồn tin cho biết họ dường như xây dựng một cung điện trên núi ở Oman.
ở vị trí cao hơn 2.000m so với mực nước biển, có tầm nhìn ra một hẻm núi tuyệt đẹp. Công ty phụ trách xây dựng cho công trình này là GET Engineering, có trụ sở chính ở thủ đô Doha. Tiểu vương Qatar cũng có một dinh thự đồ sộ khác ở Muscat gần bãi biển. Mặc dù nội thất của cả hai chưa từng được tiết lộ cho công chúng, tuy nhiên chúng chắc chắn cũng xa xỉ và tráng lệ như những dinh thự điển hình khác của giới siêu giàu trên toàn thế giới. Bộ sưu tập siêu xe khiến cả thế giới mơ ước. Một trong những cách để biết tình hình tài chính của một người hay một gia tộc là nhìn vào những phương tiện di chuyển của họ. Đối với Hoàng gia Qatar, bộ sưu tập của họ quả thật nằm ở một tầm cao khác so với phần còn lại của thế giới. Từ trước đến nay, Hoàng gia Anthony được rất nhiều người hâm mộ xế hộp biết đến nhờ sở hữu trong tay một bộ sưu tập siêu xe khủng. Tuy nhiên, dường như họ lại khá cả thèm chóng chán khi giao bán không ít những chiếc xe trong bộ sưu tập của mình. Có thể điểm vô số tên của các hãng xe khủng trong bộ sưu tập của Hoàng gia Qatar. Họ có một chiếc LaFerrari Coupe màu đỏ trị giá 1,4 triệu đô, một chiếc LaFerrari Aperta 5,3 triệu đô. Về Lamborghini, họ có một chiếc Lamborghini Centenario Coupe màu trắng và Lamborghini Centenario Roadster. Cả hai chiếc đều có chung mức giá 1,9 triệu đô la, tổng 3,8 triệu đô la. Về Mercedes, McLaren, Porsche, Hoàng gia Qatar sở hữu một chiếc Mercedes AMG G63 6X6 AMG giá khoảng hơn 600.000 đô. Chiếc McLaren P1 trị giá 1,1 triệu đô và một chiếc Porsche 918 màu bạc khoảng 2 triệu đô. Chiron là một trong những chiếc ô tô phổ biến nhất trên thế giới của nhà sản xuất Bugatti và được người hâm mộ siêu xe vô cùng háo hức. Tuy nhiên, mẫu xe này không phải ai cũng được sở hữu vì giá quá cao và tính độc quyền. Song với gia tộc Hoàng gia Qatar, không gì lọ không thể sở hữu. Chiếc Bugatti Chiron phiên bản Super Sport 300+ trị giá khoảng 4,3 triệu đô cũng nằm trong bộ sưu tập siêu xe của gia tộc Thani. Chưa hết, họ còn sở hữu hai chiếc Bugatti Devo, tổng trị giá hơn 10 triệu đô. Một trong những chiếc siêu xe hiếm nhất được sản xuất bởi thương hiệu xe gần như tốt nhất trên toàn thế giới, với số lượng vòn vẹn chỉ có 40 chiếc. Quá choáng ngợp, phải không nào? Ngoài ra, còn rất nhiều những cái tên ấn tượng khác như Lamborghini Sian FKP37, Ferrari Monza SP2 và Audi SQ7 SUV trong bộ sưu tập đắt tiền này. Gia tộc Anthony còn nổi tiếng thế giới với sở thích diễu hành siêu xe trên các cung đường xa hoa thế giới như Paris hoa lệ hay London, chỉ để cho mọi người thấy rằng họ chịu chơi và phong cách thế nào. Điển hình nhắc đến tay chơi siêu xe nổi tiếng của Hoàng gia Qatar không ai khác chính là em trai út của tiểu vương hiện tại là Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Anthony, biệt danh là KHK. Chàng trai sinh năm 1991 này là nhà sưu tập xe hơi nổi tiếng thế giới. Gần như những cái tên nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập siêu xe của hàng giàu Qatar chúng ta vừa kể đều thuộc sở hữu của Anthony. Tổ đội siêu xe hàng triệu đô la Mỹ của anh thường xuyên được săn lùng. Đội siêu xe của Anthony thường xuyên lưu tới các khách sạn sang trọng. Anh ấy sử dụng biển số California, Khalifa và KHK thay thế nhau trên nhiều chiếc xe của mình. Bộ sưu tập siêu du thuyền tỷ đô. Không thể phủ nhận rằng những người có tiền rất thích sở hữu những chiếc du thuyền xa hoa. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi gia tộc Anthony còn sở hữu chiếc siêu du thuyền Karata trị giá 384 triệu đô. Karata được biết đến là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới thuộc tài sản của cựu tiểu vương Sheikh Hamad bin Khalifa Anthony. Tiểu vương Tamim bin Hamad Anthony cũng không kém cạnh cha mình khi sở hữu siêu du thuyền Al Lusail trị giá 500 triệu đô. Chiếc siêu du thuyền được đặt theo tên thành phố được quy hoạch ở Qatar. Trước đây nó có tên là Jupiter. Con tàu dài 123 mét, hơn cả sân bóng đá với không gian thoải mái chia làm 6 boong cho 36 hành khách và 56 thủy thủ đoàn. Al Lusail được làm bởi nhà máy đóng tàu Lürssen của Đức và là một trong những con tàu lớn nhất thế giới, có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện. Với khối lượng nội thất và tiện nghi được trang bị, Al Lusail trở thành chiếc du thuyền hoàn hảo để giải trí và giao lưu. Trên bảng xếp hạng những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, siêu du thuyền Al Lusail đứng ở vị trí thứ 35. Đây là chiếc du thuyền thứ 16 do Lürssen chế tạo và được giới thiệu trên 17 bài báo về du thuyền. Chưa hết, quốc vương còn sở hữu chiếc du thuyền Almirgas trị giá hơn 300 triệu đô, được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những du thuyền đẹp nhất năm 2008. Được mệnh danh là cung điện nổi, siêu du thuyền này có 12 phòng, 2 hồ bơi, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và bể sục. Tình yêu xa xỉ dành cho thể thao. Trong khi các tỷ phú Hoa Kỳ đặc biệt yêu thích du hành vũ trụ và không gian, thì tiểu vương Qatar lại có chung niềm đam mê thể thao giống hầu hết các tỷ phú ở châu Á và châu Âu, đặc biệt là tình yêu dành cho môn thể thao vua bóng đá.
Sau khi quốc vương trẻ nhất trên thế giới lên ngôi, ông đã nỗ lực nâng tầm quốc tế của đất nước thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao đồng thời mua đội bóng Paris Saint-Germain, PSG, với giá 70 triệu đô. Dưới sự dẫn dắt của ông, Qatar đã giành được quyền đăng cai giải vô địch thế giới bơi lội FINA 2024 và FIFA World Cup 2022. Nỗ lực của ông chính là định vị Qatar trở thành một trung tâm thể thao của khu vực, nơi tổ chức và tụ hội những giải đấu của tất cả các đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới. Cha tiểu vương là Sheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani cũng đã từng chi số tiền khổng lồ 2,4 triệu đô la Mỹ để mua trái bóng World Cup 2006 được ký tên bởi đội tuyển Ý. Cũng chính ông là chủ tịch Qatar giành quyền đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2022 tại Doha. Qatar đã đầu tư tới 220 tỷ đô để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác vào việc đăng cai World Cup 2022, một con số khổng lồ của giới túc cầu. Khoảng 6,5 tỷ đô trong số đó được dùng để xây dựng 8 sân vận động cho các trận đấu, bao gồm cả sân vận động Al Janoub do kiến trúc sư quá cố nổi tiếng Zaha Hadid thiết kế. Qatar cũng mạnh tay chi hàng tỷ đô để xây dựng một tuyến tàu điện ngầm, sân bay mới, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác trước trận đấu. Thời gian chuẩn bị lên tới 12 năm. Báo chí quốc tế còn bình luận Qatar đang có một giấc mơ kép về kinh tế trong kỳ World Cup này. Kỳ World Cup 2022 ở Qatar sẽ đi vào lịch sử như kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Mặc dù việc Qatar đăng cai World Cup đã gây không ít tranh cãi bởi người ta cho rằng đây là cuộc đảo chính lớn khi mà một quốc gia chưa bao giờ đủ điều kiện tham gia giải đấu lại có thể đương hoàng tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, thì vẫn không thể phủ nhận đây là một nước đi có tính toán kỹ lưỡng và khôn ngoan của những người cầm quyền tại quốc gia vùng vịnh. Nhân tiện nói về sự chịu chơi của Qatar dành cho World Cup 2022, khi vừa có quyền đăng cai thì Qatar đã cam kết xây dựng 12 sân vận động mới với công nghệ làm lạnh giúp tránh nóng bởi vì tất cả đều lo ngại sức nóng do khí hậu thời tiết và địa lý tại Qatar. Sân vận động đầu tiên có lắp điều hòa nhiệt độ là sân Khalifa tại thủ đô Doha. Sân này tuy chỉ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng quy mô bên trong nó cực kỳ hiện đại, mặt cỏ đương nhiên thuộc loại đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, Khalifa vẫn chưa phải là sân vận động đắt nhất tại Qatar. Chính phủ nước này còn cho xây dựng rất nhiều những sân vận động hoành tráng khác. Để tránh sự lo ngại về thời tiết, Qatar đã tính đến điều này và cho lắp hệ thống công nghệ điều hòa không khí hiện đại và tiên tiến bậc nhất, giúp nhiệt độ trong các sân luôn được duy trì ở mức 26 độ C. Qatar cũng phải bỏ ra số tiền lên đến 767 triệu đô để xây dựng sân vận động Lusail. Nó chỉ mới được hoàn thiện vào tháng 9 vừa qua và sẽ được dùng để tổ chức 10 trận tại World Cup 2022, trong đó đặc biệt là trận chung kết. Quay trở lại với niềm đam mê thể thao, thành viên hoàng gia Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani đã mua câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Malaga với giá 44 triệu đô vào tháng 6 năm 2010. Ngoài ra, truyền thông đưa tin vào tháng 9, thành viên hoàng gia Khalid Fale Al Thani cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua câu lạc bộ Serie A Sampdoria đang gặp khó khăn. Niềm đam mê nghệ thuật. Một sự thật thú vị về hoàng gia Al Thani của Qatar chính là họ rất quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. Nếu như các hoàng tử khác đều theo đuổi sự hào nhoáng của siêu xe, siêu du thuyền, những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm xa xỉ tại các khách sạn sang trọng, thì em gái của tiểu vương Qatar là bà Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al Thani lại dành niềm đam mê trọn vẹn cho nghệ thuật. Cô là con gái của cựu tiểu vương và cựu đệ nhất phu nhân, hiện cô là chủ tịch bảo tàng Qatar. Năm 2012, Al-Masaya được Forbes tuyên bố là một trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Al-Masaya còn được tuyên bố là người có ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật trong danh sách top 10 của Art Cộng Auction và một trong 100 người gây ảnh hưởng nhất của thế giới nghệ thuật thế giới do Art Review xếp hạng. Sự giàu có của Sheikha Al-Mayasa và vai trò chủ tịch bảo tàng Qatar khiến cô có ảnh hưởng lớn trong giới sưu tập nghệ thuật. Bloomberg cho biết, ngân sách hàng năm cho cơ quan bảo tàng Qatar ước tính khoảng 250 triệu đô. Sheikha Al-Mayasa đã tham gia một buổi nói chuyện TED vào tháng 2 năm 2012, nơi cô ấy nhấn mạnh tầm quan trọng về tác động xã hội của nghệ thuật. Cô khẳng định mục tiêu của mình là tạo ra một bộ sưu tập nghệ thuật địa phương để góp phần định hình bản sắc dân tộc Qatar. Bên cạnh đó, sự đầu tư toàn diện dành cho cả giáo dục cũng được một thành viên khác của Hoàng gia Qatar đặc biệt quan tâm. Cựu đệ nhất phu nhân Sheikha Moza, cũng tức là mẫu thân của Sheikha Mayasa, chịu trách nhiệm mở các cơ sở của một số học viện đẳng cấp thế giới ở Doha, bao gồm Đại học Virginia Commonwealth, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Georgetown, Đại học Northwestern, Đại học Texas A&M và Cao đẳng Y tế Weill Cornell và Đại học Carnegie ở Qatar. Đó là toàn bộ sự giàu có và xa hoa của Hoàng tộc Al Thani, một trong những gia đình hoàng gia nổi tiếng nhất trên thế giới. Giải mã về số tài sản kếch xù và những gì họ đóng góp cho xã hội,
Có lẽ không quá khó để lý giải vì sao vị thế của họ luôn thuộc top của các hoàng gia giàu có nhất thế giới, phải không nào? Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hy vọng video đã đem đến những thông tin thú vị. Đừng quên ấn một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi sản xuất thêm nhiều video khác nữa. Giới thượng lưu, nơi chấp cánh ước mơ thành công, xin kính chào và hẹn gặp lại.